Quan Lộ Thương Đồ, từ góc độ nào đó mà nói đã không phải là tiểu thuyết nữa, nó là câu chuyện cổ tích, một câu chuyện cổ tích về mộng tưởng mà mọi người đều có mà không thể hoàn thành. Mỗi lần đọc đoạn chương khác trong Mưa Buộc Lại Dây Dép cho Trần Ninh, đều không kìm nổi nước mắt, tới nay trong các bộ truyện đã xem qua, chỉ có đoạn Nguyệt Nha Nhi mất trí trong Cực Phẩm Gia Đình của Vũ Nham, bức thư nhị cầu và tiểu yêu tinh chia tay trong nhị cầu của Tổng Quản là xúc động như vậy, cụ thể không nói nhiều, mọi người hãy tự xem đi. Trương Khắc 30 tuổi, giám đốc chi nhánh một tập đoàn có tiếng, nhìn lên chẳng bằng ai nhìn xuống chẳng ai bằng mình, có thể xem như một người thành đạt, nhưng y mang trong tim vết thương không lành. Năm 1994, Trương Khắc 16 tuổi, tốt nghiệp sơ trung với thành tích thứ 3 toàn khu, con trai độc nhất Trương Chi Hành, phó thư ký trưởng chính phủ Hải Châu, mẹ Lương Cách Chân cán bộ cục thư tín, tương lai rộng mở đang chờ đón trước mắt. Nhưng đúng lúc đó tai họa giáng xuống. Đường Học Khiêm phó thị trưởng thường vụ Hải Châu người nâng đỡ cha y bị vu cáo tham ô hối lộ vào tù, cha y bị coi là kẻ phản bội đâm sau lưng cấp trên, đồng nghiệp nghi kỵ, người thân xa lánh, chuyện tồi tệ liên tục đổ xuống, mất việc, mất nhà, cuộc sống xuống dốc không phanh. Đường Thanh, con gái Đường Học Khiêm, cô bạn Thanh Mai Trúc Mã của Trương Khắc từ đó không bao giờ nói với y một câu, tốt nghiệp cao trung, Đường Thanh đi Mỹ du học, Trương Khắc hơn 50 km bờ biển chỉ để mong được nhìn máy bay của cô. Sau hôm đó Trương Khắc sống sa đọa, buông thả trong tình cảm, tới khi gặp Trần Ninh ở Đại học Đông Hải, vết thương lòng mới dần lành lại, nhưng cũng là lúc y bị vết thương sâu không kém. Cuối cùng trải qua rất nhiều việc Trương Khắc cắn răng đứng dậy nỗ lực thay đổi số phận, y đã thành công, song trong tim chỉ còn mang nuối tiếc vô hạn. Thế rồi một hôm đi làm Trương Khắc bị tai nạn xe, ông trời cho y cơ hội quay về 14 năm trước vào cái ngày ác mộng đó, liệu Trương Khắc làm gì chấm dứt ác mộng, tìm ra kẻ hãm hại gia đình mình. Quan Lộ Thương Đồ, Trương Khắc. Tập 1. Chương 1, tài liệu bị thất lạc, kiếp này kiếp trước. Khí trời vừa mới chuyển lạnh, bóng đêm như nước, gió thổi ù ù, xe từ từ chuyển bánh sang đường Thanh Niên. Trong mấy cây em từ phía Nam Đại Tửu Điếm Minh Thành đến Cẩm Hồ, đâu đâu cũng thấy những cô gái gọi đứng ven đường, đánh mắt đưa tình với các anh chàng chạy xe qua. Trương Khắc giảm tốc độ, miệng thở ra từng làn khói thuốc. Nhìn các cô gái gọi đang bước dần về phía này. Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, từng mảng tuyết lớn rơi trên bộ ngực và cặp đùi của họ càng làm tăng thêm vẻ phong tình. Đỗ Phi bên cạnh nháy mắt cười nói. Mày nói có cô em thân hình mê hoặc lòng người, sao không thấy đâu? Đã có vài cô gái ra sức vẫy tay, qua lớp kính cửa sổ không nghe rõ đôi môi đỏ mọng của bọn họ nói gì, con mắt Đỗ Phi gần như dán chặt vào kính. 200 đồng một lần, mày không nhầm đấy chứ? Đấy là tiền bọn họ phải trả cho mày. Trương Khắc cười nói. Cút mẹ mày đi. Đỗ Phi nghe Trương Khắc nói vậy, thần kinh căng ra như dây đàn. Bố mày thủ tiết nửa đời người, trinh tiết đều hủy trong tay mày hết. Trương Khắc cười ha hả. Trương Khắc và Đỗ Phi là bạn học 7 năm, luôn là bằng hữu thân thiết. Sau khi tốt nghiệp, Trương Khắc hành vi phóng đãng, còn Đỗ Phi tận đến năm cuối nghiên cứu sinh vẫn là xử nam. Đây là thời đại mà ai còn là sử nam đều phải hổ thẹn, Đỗ Phi học nghiên cứu sinh đến năm cuối cùng rút cuộc không chịu nổi thân phận sử nam này, vì vậy liền lấy 5.000 đồng vừa mới được thầy hướng dẫn thưởng cho hắn, bảo Trương Khắc dẫn hắn đi tìm các cô gái. Lúc đó, Trương Khắc là quản lý khách hàng của công ty thiết bị mẫu gia, các chốn ăn chơi hắn đều rõ như lòng bàn tay, vì thế y dẫn Đỗ Phi đến Thịnh Thế Niên Hoa, các cô em nơi đây được mọi người nói là các cô em đẹp nhất Hải Châu. Giúp hắn thoát khỏi thân phận sử nam đáng xấu hổ. Trương Khắc mượn cớ đi vệ sinh, lấy ra một điếu thuốc, quay đầu lọc ra ngoài, sau đó lại đặt bao thuốc lá lên điếu thuốc đó. Đỗ Phi không biết đây chính là ám hiệu của giới Ngưu Lang Hải Châu, chỉ dán mắt vào các cô gái tươi đẹp khiêu gợi, trong lòng thấp thỏm, không có dũng khí đến gần, đành đợi Trương Khắc tìm giúp hắn một cô. Nhưng không chờ Trương Khắc về chỗ ngồi, đã có một cô gái gợi cảm tiến đến. Đỗ Phi chỉ kịp đánh mắt với Trương Khắc vừa đi từ nhà vệ sinh ra, sau đó liền theo cô gái kia vào khách sạn kéo đai cởi áo. Đến sáng còn đang phân vân không biết đưa cho cô ta bao nhiêu, thì cô gái đã móc ra một xấp tiền mặt nhét vào tay hắn. Đỗ Phi kinh ngạc đến nỗi quên mất hỏi cô gái vì sao lại như thế. Quay về hỏi Trương Khắc cười khoa tay múa chân nói ra lý do, lúc đầu Đỗ Phi còn bày ra bộ mặt tức tối, nhưng chẳng bao lâu lại quay sang bàn với Trương Khắc tiêu khoản tiền này thế nào. Trương Khắc và Đỗ Phi từ đấy lại càng trở nên thân mật gắn bó. Đỗ Phi đương nhiên không phải người khó tính, bằng không Trương Khắc cũng không thể dụ dỗ được hắn.
Sở dĩ đến tận năm cuối nghiên cứu sinh hắn vẫn còn là Sử Nam, bởi vì thời cao trung hắn có một ký ức đau lòng. Sau đó ngẫu nhiên hắn lại gặp lại cô gái tình một đêm hôm đó, hơn nữa còn nảy sinh một đoạn tình cảm. Nhưng sau khi biết được cô gái kia là bổ nhí của Tổng Giám đốc Tập đoàn Phong Mậu Hải Châu, Đỗ Phi liền đồng ý với nhân sinh quan nam nhân từ nhỏ đã phải tầm hoan tác lạc của Trương Khác, nhưng vẫn tiếp tục duy trì loại quan hệ này với cô gái đó. Xe đến quán ba thuyền trưởng, trên biển hiệu có hình một thủy thủ đang dựa vào một cái mỏ neo rất to. Đỗ Phi nhảy xuống xe, đứng sau xe ra hiệu cho Trương Khác lùi xe vào chỗ đậu. Trương Khác cảm thấy đã vào chỗ, nhưng vẫn nghe Đỗ Phi nói. Lùi, lùi, lùi lại, đừng có dừng. Trương Khác rút chìa khóa xuống xe, đến đuôi xe vừa nhìn liền mắng. Lùi cái con khỉ nhà mày, định hãm hại tao hả, nằm mơ đi. Không phải vẫn còn cách 5 cm sao? Đỗ Phi mỉm cười, từ lúc bị Trương Khác sỉ nhục là Ngưu Lang, hắn vẫn luôn tìm cách trả đũa, nhưng Trương Khác danh như ma, bao nhiêu lần vẫn không bị mắc lừa. Chu Hiểu Lộ nhận được điện thoại của Đỗ Phi, lúc này cũng đã ra tới cửa quán bar. Vóc người cao ráo, mặt mũi ưa nhìn, da thịt trơn mịn, Trương Khác cũng không nhịn được chăm chú nhìn, thầm nghĩ nếu Đỗ Phi không bị vướng chút tình cảm, thì quả thật là sự hưởng thụ tốt. Chu Hiểu Lộ chính là cô gái tình một đêm của Đỗ Phi. Ánh mắt Trương Khác dừng lại một lúc trên người Chu Hiểu Lộ, sau đó liền rời đến cô gái có vẻ thanh thuần đứng phía sau. Trương Khác và bạn gái trước của y ở cùng nhau 3 tháng, thấy thể xác và tinh thần uể oải, gần đây đã chia tay. Đỗ Phi và Chu Hiểu Lộ thấy thế nhất quyết muốn hãm Trương Khác vào biển tình một lần nữa, vì thế liên tiếp giới thiệu những cô gái có vẻ thanh thuần trong sáng cho y. Hôm nay cô gái trông có vẻ thanh thuần tên gọi là Trương Thanh, chân dài eo nhỏ, dáng người thanh tú. Chiếc cổ thon dài làm Trương Khác yêu thích, mặc chiếc áo sơ mi bẻ cổ, nhìn không rõ bộ ngực lớn nhỏ ra sao, đôi mắt vừa dài lại quyến rũ, gần giống với Đường Thanh, tên sao nghe cũng rông giống nhau, điểm này làm Trương Khác sao động. Da thì không trắng lắm, tuy ăn mặc giống trí thức nhưng trong lòng Trương Khác không tin, bởi vì Chu Hiểu Lộ cũng thường mặc đồ giả mạo trí thức, hơn nữa còn giống như đúc, nói tiếng Anh cũng gần như Trương Khác. Lúc uống rượu, Chu Hiểu Lộ kể ra các sự tích của Trương Khác. Còn bấm ngón tay xem y đã trải qua bao nhiêu cô. Còn Đỗ Phi bên cạnh thì thề thốt rằng Trương Thanh là một mỹ nữ đàng hoàng tâm cao khí ngạo, còn nói rằng Trương Khác nhất định sẽ mất hồn khi đứng trước Trương Thanh. Chu Hiểu Lộ kể những chuyện phong lưu của Trương Khác lại ôm cổ Đỗ Phi ghì xuống mặt bàn, nói. Đôi gian phu dâm phụ chúng mày thật không biết tốt xấu, trò chơi còn chưa bắt đầu đã phá đồ của tao đi, bảo tao phải chơi thế nào. Như thế mới thể hiện được trình độ của mày, sao? Có dũng khí thử hay không? Đỗ Phi xòe bàn tay ra. 5 lần đến thịnh thế niên hoa, có dám chơi không? Được, cũng có chút lòng thành, tao thấy chẳng có chút khó khăn nào, chỉ cần tao nháy mắt một cái, là sẽ khiến cô ấy không kìm được lòng mà yêu tao. Nếu mày dám ra tay thật, tao sẽ bao mày 5 lần tới thịnh thế niên hoa. Vẻ mặt Đỗ Phi thô bỉ, đương nhiên không tin, Trương Khác không so đo với hắn, hai người buông nhau ra tiếp tục uống rượu. Đỗ Phi cố tình nói liều, nhưng Trương Khác nhất định không chịu. Đỗ Phi cười Trương Khác có ý không dám nói, Trương Thanh này từ đầu tới cuối chỉ mỉm cười không nói, cũng có vài phần mê người. Trương Khác uống một ngụm rượu, lộ ra thần thái nghiêm trang, nói. Chơi lớn như vậy, tao không chơi, để tao kể cho mọi người nghe một chuyện cũ bi thảm vậy. Dừng một chút, đợi Đỗ Phi chỉnh lại tư thế ngồi đường hoàng, y nói tiếp. Trước đây có một cô bé và một cậu bé. Từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, cùng đi nhà trẻ, cùng vào tiểu học, sau đó lại cùng sơ chung, cao chung, đến khi đại học cũng là học cùng nhau, hai người vẫn luôn trong tầm mắt người kia. Người con trai kia ở phương diện tình cảm là một người nhút nhát, mặc dù hai người ở gần nhau, nhưng hắn lại cẩn thận che giấu tình cảm của hắn, càng không nói tới chủ động nói thẳng. Lúc này chúng ta ngồi đây thì thấy cậu bé có hơi ngốc nghếch đáng thương, nhưng nếu nghĩ lại khi chúng ta ở tuổi đó, chắc cũng ấu trĩ trong tình cảm như vậy. Cô bé kia trong lòng cũng thích cậu bé, mặc dù cậu bé vẫn ở bên cạnh nàng, nhưng nàng lại muốn cậu bé phải nói thẳng ra tình cảm của mình. Hai người cứ như thế chờ đợi, 4 năm đại học cứ vậy trôi qua. Nói đến đây, Trương Khác ngừng lại, mắt hơi nheo nhìn vào con ngươi trong veo của Trương Thanh, cười cười nói thêm. Trong 4 năm đại học, cô bé càng trở nên nổi bật, còn cậu bé lại rất bình thường. Cũng có thể vì như thế, cho nên càng về sau cậu bé đó càng không có dũng khí thổ lộ. Cho dù biết tâm tư của cô bé, nhưng cậu bé cũng vẫn lo lắng rất nhiều điều, về việc này Đỗ Phi hiểu rất rõ, các cô nếu muốn biết cứ hỏi hắn.
Đỗ Phi đánh Trương Khác một cái. Đấy là chuyện của mày, sao lại liên quan đến tao? Nói mau, nói mau. Chu Hiểu Lộ bên cạnh dục. Khóe miệng Trương Khác nửa cười nửa không, nói. Trong lúc này, cô bé kia đã từ chối rất nhiều nam nhân ái mộ nàng, mãi cho đến khi một người xuất hiện. Một người vô cùng kiên trì, một nam nhân cực kỳ kiên trì. Thật ra lúc này cô bé đã có chút thất vọng với cậu bé rồi, cho nên đã siêu lòng trước sự theo đuổi mãnh liệt của nam nhân kia. Nam nhân này cũng rất ưu tú, cũng gần giống như tôi. Làm gì có người nào không biết xấu hổ như anh nữa chứ? Chu Hiểu Lộ ngắt lời. Được rồi, chúng ta đã biết tên nam nhân này rác rưởi thế nào rồi, đoạn này bỏ qua. Bỏ qua à? Trương Khác mỉm cười. Cô bé trở thành bạn gái của nam nhân kia. Đến lúc này, cậu bé mới biết rằng mất đi cô bé đau đớn đến mức nào. Vì thế đúng vào lúc cô bé định cùng nam nhân kia rời thành phố về quê của nam nhân, cậu bé quyết định thổ lộ chân tình của mình. Cô bé vui sướng quay trở lại bên cậu bé, rồi hai người kết hôn, sống đến già. Chuyện này có gì mà bi thảm, không phải là có hậu sao? Trương Thanh mở to đôi mắt đen láy, nghiêng đầu hỏi. Đối với nam nhân kia mà nói, chẳng phải là chuyện quá bi thảm sao? Trương Khác lại uống một ngụm rượu, nuốt ngụm rượu trôi khỏi cổ họng, lại nói. Nam nhân kia cũng yêu cô bé hết sức chân thành tha thiết, nỗi xót xa của hắn người khác không thể nào hiểu được, bởi vì hắn cũng chỉ là người phối hợp để diễn ra câu chuyện này thôi. Trương Khác tới phút cuối cùng vẫn không thể tin mình lại đánh mất Trần Ninh vào tay cậu con trai yếu đuối kia, ngày Trần Ninh đòi chia tay, y đưa cô về tận Tân Vu, lúc xuống ga tàu y vẫn mong cô thay đổi mà quay lại với mình, nhưng nhìn nụ cười khi tạm biệt, y biết mình đã hết hy vọng, 6 năm qua Trương Khác chưa từng tới Tân Vu, chưa bao giờ dám tìm hiểu cuộc sống của Trần Ninh ra sao, y không đủ cao thượng để coi hạnh phúc của cô là hạnh phúc của mình. Cả đời này Trương Khác vô số bạn gái. Số cô gái y đưa lên giường còn nhiều hơn nữa, nhưng y chỉ thực sự yêu hai cô gái đó là Đường Thanh và Trần Ninh, cả hai đều để lại vết thương không bao giờ khép miệng trong tim y. Ba người kia sửng sốt, cuối cùng vẫn là Đỗ Phi phục hồi tinh thần trước. Nếu mày có thể chảy ra hai giọt nước mắt, thì có phải càng hay hơn không? Bốn người tiếp tục uống rượu cho đến tận nửa đêm, Trương Khác có chút tâm sự nên uống hơi nhiều một chút, có điều tinh thần của y vẫn tỉnh táo. Đến lúc ra cửa, Đỗ Phi đưa tay hơ hơ trước mặt hắn, Trương Khác liền hiểu là hắn muốn hỏi chuyện đánh cuộc trước lúc uống rượu có còn tính không. Trương Khác nhếch miệng cười, hơi nghiêng người lại, vẫy tay với Chu Hiểu Lộ ở phía sau, đầu y lập tức đụng phải kính cửa. Thủy tinh công nghiệp rắn chắc, Trương Khác bật ngửa người ngồi phịch xuống đất. Khách khứa trong quán ba nghe tiếng động quay ra, thấy Trương Khác đang quay đơ thì cười vang. Trương Khác kinh ngạc nhìn mọi người trong quán ba, líu lưỡi hỏi. Cười cái gì? Nói rồi tay chống đất muốn đứng lên, nhưng chân mềm nhũn, cả người lại ngã vật ra đất. Cậu ấy uống hơi nhiều, chuyện vừa rồi cậu ấy kể cũng là thật, mỗi khi có tâm sự là cậu ấy thường uống nhiều. Đỗ Phi xốc nách kéo Trương Khác ra khỏi quán bar, rồi ngoái đầu lại nói. Tôi đưa cậu ấy về trước, các cô cứ đi xe về đi, tránh cho cậu ấy nôn vào người các cô. Nhưng các cô hãy đỡ cậu ấy hộ tôi trước đã. Đỗ Phi chuyển Trương Khác cho hai cô gái. Còn hắn lấy chìa khóa đi mở cửa xe. Đây là đâu? Trương Khác ngẩng đầu lên, rượu làm mắt y nhìn không rõ, chăm chú nhìn Trương Thanh hỏi. Cô là ai? Nói rồi vung tay lên, nhìn như vô ý nhưng lại là một cái tát vào mặt Trương Thanh. Cút, lão tử không tìm gái. Trương Thanh bị cái tát này làm cho tối tăm mặt mũi, tay liền buông ra. Trương Khác mất đi người đỡ, nói chưa dứt lời lại ngã đập vào cửa kính, ngã ngồi xuống đất. Nhưng không ngồi được mà dựa vào thành cửa, không thấy nhúc nhích gì nữa. Không việc gì chứ. Đỗ Phi hoảng sợ, vội chạy tới xin lỗi. Thằng hâm này uống nhiều rượu quá, hiểu nhầm cô rồi, chờ đến lúc nó tỉnh tôi sẽ bắt hắn xin lỗi cô. Đỗ Phi luống cuống tống Trương Khác đang say như chết vào trong xe, chạy được nửa đường thì cảm giác có cái gì đang cào vào cổ mình. Hắn giật mình nhìn lại, thấy Trương Khác tỉnh táo ngồi đó, không hề có chút bộ dạng nào của người say rượu. Năm lần đến thịnh thế niên hoa, nếu tính tiền gọi các cô em lại thì mày phá sản đi. Giỏi, không ngờ mày dám ra tay thật. Cái này gọi là lấy bất ngờ để giành phần thắng. Trương Khác cười đắc ý, đổi chỗ với Đỗ Phi, rồi lái xe chở hắn về tập thể công ty. Sau khi y về đến ổ của mình thì cũng đã gần sáng. Trương Khác mở máy vi tính lên, vào trang bossanovababy.com, rồi lấy một chai bia từ tủ lạnh ra, đong đưa thân thể theo tiếng nhạc.
Vừa mới uống được nửa chai thì chuông điện thoại vang lên, vừa nghe thì đã thấy giọng của mẹ. Có chuyện gì mẹ mau nói đi, sao khuya thế này còn gọi điện tới? Cha con đang chơi bài, mẹ cũng ngồi ở đấy. Buồn chẳng có việc gì làm, muốn xem con trai đã về nhà chưa? Hâm rồi, mẹ quản cha cho tốt là được, khuyên cha đừng có đánh bài nữa, cha tưởng rằng còn khỏe mạnh như con sao? Cha con mà nghe mẹ khuyên thì đã tốt rồi. Nghe tiếng thở dài của mẹ ở đầu dây bên kia, trong lòng Trương Khắc có chút bi thương, không phải y tức giận cha ham cờ bạc, mà là thương cho cha gặp phải cảnh khổ. Trương Khắc nghĩ thầm, nếu không phải án oan 14 năm trước liên lụy đến cha, thì chắc bây giờ cha cũng phải là thị trưởng hoặc bí thư thành ủy rồi cũng không chừng, đâu có trở thành con bạc như bây giờ. 14 năm trước bí thư thành ủy Đinh Hướng Sơn hãm hại phó thị trưởng Đường Học Khiêm. Mấy năm sau chân tướng sự việc rõ ràng đã làm kinh động toàn quốc. 14 năm trước, cha Trương Khắc là Trương Chi Hành, lúc đó đang làm phó chủ nhiệm chính phủ thành phố Hải Châu, là người do thường vụ phó thị trưởng Đường Học Khiêm đề bạt, trước khi lên phó chủ nhiệm đã có thời gian dài làm thư ký cho Đường Học Khiêm. Sau khi Đường Học Khiêm bị hãm hại, đã cho người báo tin cho Trương Chi Hành, bảo cha y tránh đi một thời gian. Không ngờ Trương Chi Hành vừa rời Hải Châu liền bị quy kết chạy án, trở thành một chứng cứ buộc tội Đường Học Khiêm. Đến vài năm sau Đường Học Khiêm mới được minh oan, nhưng lúc đó tinh thần ông không còn được minh mẫn, không nhớ ra đã cho người báo với Trương Chi Hành. Còn hành vi trốn tránh của Trương Chi Hành trong mắt người khác được cho là hành vi phản bội đáng hổ thẹn. Trương Chi Hành cả đời thông minh, nhưng lại tin nhầm vào người truyền tin, khiến cả đời không ngóc lên được, trong lòng uất ức, chưa tới 50 mà đầu tóc đã bạc hết, mấy năm nay lại càng sa đà vào chiếu bạc. Trương Chi Hành là người rất thông minh, vì thế chơi bài chẳng qua chỉ là trò giải trí, vì thế chẳng bao lâu sau, hàng xóm xung quanh chẳng còn ai muốn chơi cùng ông. Trương Khắc biết trong lòng cha chịu nhiều uất ức, tuy số lần thua tiền rất ít, nhưng mỗi lần thắng là cha lại quyên góp cho quỹ nhi đồng thất học. Cha không phải là người ham mê cờ bạc, chỉ là mượn cách này để giải tỏa bức bách trong lòng mà thôi, nhưng chính vì như vậy, càng làm cho Trương Khắc cảm thấy bất công thay cho số phận của cha. Trương Khắc cúp điện thoại, uống nốt chai bia, sau đó mang chai bia ra ngoài ban công thả xuống, rồi cầu khẩn với vẻ nghiêm túc. Cầu Thượng Đế hãy đập cho con BMW kia nát vụn ra. Chai bia được thả từ tầng 20 xuống, sau một lúc truyền lên một tiếng vang nặng nề, tiếng chai rơi trên nền xi măng. Trương Khắc bỏ ý định muốn dùng búa đập xe, định hút thuốc nhưng mò mãi trong túi không thấy đâu, mới nhớ tới lúc trước đã bị Đỗ Phi cầm đi mất. Đang do dự không biết có nên đi mua hay không, thì lại nhớ tới vẻ mặt thanh xuân của cô gái kia. Trương Khắc lập tức bỏ đi suy nghĩ này, vội đi vào rửa mặt rồi lên giường, lấy từ đầu giường ra một quyển sách, đọc một lúc thì lăn ra ngủ, lúc này còn 2 tiếng nữa thì trời sáng. Giấc ngủ rất ngắn, đang mơ màng thì ánh dương buổi sáng đã chiếu lên mặt. Trương Khắc mở mắt nhìn chăm chú lên trần nhà, cố gắng nghĩ lại nhưng không tài nào nhớ ra mình vừa mơ cái gì. Vệ sinh cá nhân xong, y đứng trước gương sửa sang lại cà, vạt, cầm lấy công văn, thay giày mới, đứng sau cửa đợi một lúc, đến khi nghe thấy bên ngoài có tiếng cửa mở, chính là tiếng cửa mở của phòng đối diện, Trương Khắc cũng vội vàng mở cửa ra. Bên ngoài là một cô gái mặc áo khoác ngắn màu hồng, đang quay lưng lại khóa cửa, nghe tiếng y mở cửa thì quay lại, cười nói. Lại ra cửa cùng lúc với anh Trương rồi. À, thật à. Trương Khắc giơ tay nhìn đồng hồ, cười nói. Tôi lúc nào cũng rời nhà vào lúc này, chắc là tôi và cô đều là người thích đúng giờ. Thật sao? Cô gái xinh đẹp cảm thấy nghi hoặc. Tôi còn tưởng hôm nay đi muộn chứ, làm tôi vội vội vàng vàng, đến tóc còn chưa kịp trải cho cẩn thận. Nói rồi đưa tay vuốt tóc, vẻ mặt có chút ngượng ngùng. Muốn tôi nói thật không? Mắt Trương Khắc mở to hơn một chút, nhìn chăm chú vào đôi mắt mỹ lệ của cô gái, nói. Nhìn qua thì hơi rối, nhưng thực ra lại rất đẹp. Là tiểu thư mà không nói, tôi còn định khen nữa đấy, có điều thực sự là rất hợp với khuôn mặt của cô. Thật vậy à? Vẻ ngượng ngùng trên mặt cô càng rõ, cùng Trương Khắc bước vào thang máy. Trương Khắc lại bắt đầu cầu nguyện thang máy hãy đột nhiên mất điện. Nhắm mắt cầu khẩn một hồi thì đột nhiên cửa thang máy mở, thật khiến y thất vọng. Hà, là tiểu thư. Một thanh niên ăn mặc lòe loẹt bước ra từ chiếc BMW, vẫy tay với cô gái. Tôi đưa cô tới công ty. Cô gái vẫy tay với Trương Khắc, sau đó bước vào xe BMW. Lúc này Trương Khắc ảo não, hận mình sao tối qua không lấy búa đập cho chiếc xe này thủng một lỗ đi, trong lòng bèn nhẩm tính lại sách lược. Sau đó bước lên con Zeta, nổ máy đi về phía công ty.
Trương Khác là quản lý chi nhánh của Long Dụ ở Hải Châu, giờ làm việc bắt đầu từ 9 giờ sáng. Lúc này y vẫn còn ngồi trên xe, bật radio nghe báo buổi sáng, cũng không có tin tức gì đặc biệt. Vừa cho xe rẽ vào đường Hồng Giang thì điện thoại di động đổ chuông, trên màn hình là một con số xa lạ, nhưng giọng nói lại khiến y cảm thấy rất quen, nhưng trong chốc lát Trương Khác không nhớ ra là ai. Còn nhớ tôi không? Sao lại không nhớ, chỉ thắc mắc là sao cô cũng còn nhớ tới tôi. Trương Khác nói Quảng Xiên. Vừa mới đêm qua thôi, anh cho rằng tôi mất trí sao? Anh đã tỉnh rượu chưa? Thì ra là cô gái Trương Thanh kia, nhớ lại đôi mắt vừa dài vừa quyến rũ của cô, Trương Khác chút nữa muốn huýt sáo, nhẹ nhàng cười. Thật muốn cảm ơn cô quá, lúc 4 giờ sáng tỉnh lại thấy mình đã ở nhà, thật là muốn cảm ơn cô, tôi mời cô tối nay ăn cơm nhé. Vì sao lại cảm ơn tôi? Muốn mời tôi ăn cơm thì phải cho tôi một lý do xem. Trương Khác lặng lẽ cười, trong lòng đang nghĩ tới tiêu tiền ở Thịnh Thế Niên Hoa thế nào để làm Đỗ Phi phá sản, nhưng vẫn cẩn thận đáp. Nếu không phải có cô ở đó, thì đôi gian phu dâm phụ Đỗ Phi rất có thể đã ném tôi ra đường, cô xem có nên cảm ơn cô cho tốt không? Trương Khác ngẩng đầu nhìn thoáng qua đèn giao thông, thấy vừa nhảy qua đèn xanh thì định đánh tay lái đi, nhưng chợt nghe một tiếng phanh chói tai vang lên, không đợi Trương Khác kịp phản ứng, va chạm cực mạnh đã bắn người và xe y ra xa. Thượng đế! Trương Khác còn chưa kịp chửi một câu, thì cảm giác tử vong đã ập tới. Trong ý thức mơ hồ của y, xuất hiện một cái động đen ngòm thật lớn trên bầu trời, đang hút toàn bộ linh hồn hèn mọn của y vào. Ký ức được khôi phục, Trương Khác nỗ lực nhớ lại lúc xảy ra tai nạn, nhưng phát hiện thời gian và không gian như mảnh vỡ còn lại sau khi xoắn vào nhau, cảm giác rất không chân thực. Lúc này Trương Khác mới từ từ tỉnh lại, trước mắt là trần nhà mờ mờ sơn màu vàng nhạt hơi loang lổ, có vẻ không giống phòng bệnh cho lắm, màu này rất quen, hơi giống nhà mình trước khi rời khỏi khu tập thể cơ quan thành phố, khi đó cha là phó thư ký trưởng chính phủ, mẹ là cán bộ bình thường của cục đơn thư khiếu nại, mình còn là một học sinh ngoan. Bên cạnh có người thì thầm nói chuyện. Ý của Đường thị trưởng là muốn anh ra ngoài tránh một thời gian. Chỉ có một tiếng như thế rồi rơi vào im lặng, không nghe ra bên cạnh có mấy người. Nội dung cùng ngữ điệu của câu nói này Trương Khác có cảm giác hết sức quen thuộc, nhất định có ai đó, ở đâu đó, vào lúc nào đó, đã nói câu này rồi. Không thấy cơ thể có chỗ nào đau đớn, song gáy lại như có người ra sức cậy ra, đau dữ dội, chẳng còn sức quay đầu nhìn người đứng bên cạnh là ai. Cái cảm giác đau đầu này rất quen thuộc, Trương Khác còn nhớ lần nghỉ hè sau khi mình tốt nghiệp sơ chung, đầu cũng đau như bị người ta dùng đinh đóng vào đầu, giống y hệt thế này. Khi ấy là năm 94, Đường Học Khiêm phó thị trưởng thường vụ thành phố Hải Châu, bị vu cáo vào tù, cha là người Đường Học Khiêm đề bạt lên bị liên lụy lớn, cả nhà hoảng hốt, chẳng ai còn tâm tư nào đưa mình vào viện. Cảm giác đau đớn quen thuộc đó làm Trương Khác hoài nghi mình lại sốt cao chứ không phải tai nạn xe. Lời của Đường thị trưởng anh cứ nghĩ đi. Người kia lại nói, tiếp đó nghe thấy có người đẩy cửa đi ra, không vào nữa, cửa bị người ta đóng lại ở bên ngoài. Nghe tới người này lại lần nữa nhắc đến Đường thị trưởng, Trương Khác nghĩ, ông Đường thị trưởng này là ai, mình quen mỗi thị trưởng họ Đường là Đường Học Khiêm, nhưng ông ấy năm 94 bị người ta vu cáo vào tù, tới năm 99 phán xét lại vô tội thả ra, khi đó tình trạng tinh thần của ông ấy rất không ổn, nghỉ ngơi mới năm cũng không quay về được cương vị lãnh đạo, hiện giờ chỉ là ông già ốm yếu, còn đâu ra vị Đường thị trưởng nào nữa. Nhớ tới Đường Học Khiêm lại không khỏi nhớ tới vận mệnh long đong chìm nổi của cha mười mấy năm theo ông ta. Cha tốt nghiệp nghiên cứu sinh vào những năm 80 liền trở về Học viện Sư phạm Hải Châu công tác, về sau, hiệu trưởng học viện là Đường Học Khiêm điều tới thành phố làm phó thị trưởng, cha cũng theo ông ấy lên làm phó chủ nhiệm ban thư ký chính phủ. Ở thành phố 5-6 năm, Đường Học Khiêm lên làm thường vụ phó thị trưởng, cha cũng từng bước lên tới vị trí phó thư ký trưởng chính phủ. Năm 94, Đường Học Khiêm chủ trì công tác cải cách tập đoàn Tân Phong, bị kiểm tra tình nghi nhận hối lộ, tỉnh phải tổ điều tra xuống. Đường Học Khiêm khi bị cách ly thẩm tra nhớ người chuyển lời cho cha tránh đi. Cha nhân cơ hội tang lễ chú mình, rời khỏi Hải Châu. Quả nhiên không lâu sau, tổ kiểm tra tỉnh lấy được chứng cứ quan trọng Đường Học Khiêm nhận hối lộ. Kỳ lạ là, lúc đó bên ngoài giấy lên tin đồn cha là người cung cấp manh mối. Sau khi Đường Học Khiêm vào tù, cha nghỉ việc. Về dạy học ở Đại học Hải Châu, lúc này Học viện Sư phạm Hải Châu đã cùng các trường khác sát nhập thành Đại học Hải Châu. Tới năm 99, Bí thư Thành ủy Hải Châu là Đinh Hướng Sơn bị bắt vì ăn hối lộ, tòa án mới phán lại Đường Học Khiêm vô tội.
Mọi người lúc này mới biết, năm 94 Đường Học Khiêm vào tù là do bị người khác hãm hại, còn vì sao thì tòa án chỉ tuyên bố hàm hồ, để lại không gian cho người ngoài tưởng tượng. Có người nói Đinh Hướng Sơn và Đường Học Khiêm tranh nhau một cô gái tên Hứa Tư, có người nói Đường Học Khiêm nắm được chứng cứ nhận hối lộ của họ Đinh, muốn thừa cơ lật đổ, nhưng bị Đinh Hướng Sơn ra tay trước. Còn về phần chân tướng là gì, hình như chẳng có được kết luận, nhưng sau khi ra tù tinh thần Đường Học Khiêm rất tệ, không nhớ năm xưa từng chuyển lời cho cha. Mọi người nhớ lại lời đồn năm xưa, khi Đường Học Khiêm bị điều tra thì cha lại rời khỏi Hải Châu, trong mắt họ, trừ phản bội ra, còn có hiểm nghi cùng Đinh Hướng Sơn hãm hại Đường Học Khiêm. Tòa án không giải thích rõ ràng cho cha, cha không còn chỗ đứng chân ở Đại học Hải Châu, được đồng nghiệp trước kia giúp, điều tới viện cờ Hải Châu làm bảo vệ sống qua ngày. Cha thông minh cả đời, nhưng bị hại bởi kẻ chuyển lời kia, không trở mình lại được, trong lòng u uất, chưa tới 50 mà tóc đã bạc trắng. Theo cùng sự chìm nổi của cha, vận mệnh của cả nhà cũng gập ghềnh, sau khi cha rời thành phố, mẹ cũng mau chóng được điều tới xí nghiệp, nhưng làm ăn không tốt, năm 98 thôi việc. Một dạo kinh tế gia đình hết sức khó khăn, tới khi Trương Khác tốt nghiệp đại học rồi làm giám đốc chi nhánh của tập đoàn Long Dụ Hải Châu, tình hình kinh tế gia đình mới cải thiện. Hôm nay là ngày bao nhiêu rồi? Trương Khác còn nhớ mình bị tai nạn ngày 28 tháng 4 năm 2008. Y rời khỏi tiểu khu tới trạm xe buýt, đột nhiên bị một cỗ xe hơi xô văng đi, người mất ý thức, cảm giác hôn mê rất lâu, chừng 3-4 ngày, có lẽ cả tuần. Mặc dù cơn đau đầu kịch liệt không xua đi được, Trương Khác thầm nghĩ, còn sống là tốt rồi. Mơ mơ màng màng ngủ mất. Chưa hạ sốt. Một bàn tay lạnh giá đặt lên trán mình, Trương Khác mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt xa lạ mà quen thuộc. Quen là vì Trương Khác nhìn khuôn mặt này 30 năm rồi. Lạ là vì khuôn mặt ấy không thể trẻ như thế, trông như mười mấy năm trước, lúc đó mẹ Y Lương Cách Chân là cán bộ cục đơn thư khiếu nại, cho dù đuôi mắt có nếp nhăn, nhưng nhìn trẻ hơn phụ nữ cùng tuổi rất nhiều. Trương Khác nghi hoặc nhìn lại lần nữa, dù nếp nhăn trên trán đã biến mất, làn da như nước khôi phục vẻ đàn hồi, nhưng người trước mắt đúng là mẹ Y. Vì sao mẹ trở nên trẻ như vậy? Trương Khác nhìn mẹ, đột nhiên nhớ tới mùa hè 14 năm trước mình sốt cao nằm mê man ở nhà. Đầu cũng đau như sắp nứt ra. Đang mơ sao? Trương Khác nhắm mắt lại, mặc cơn đau nuốt chừng ý thức, dù tỉnh lại có gãy chân mất tay, thế nào cũng tốt hơn không tỉnh. Lại chẳng biết hôn mê bao lâu, Trương Khác vừa mở mắt ra liền nhìn thấy mẹ ngồi trước giường, mặt đầy quan tâm. Tay trái y cắm ống truyền dịch, cơn đau đầu dữ dội chưa dịu đi, duỗi chân tay ra, thấy yếu ớt vô cùng, không cảm thấy mất chân mất tay. Mình vẫn đang mơ thấy cảnh 14 năm trước. Lương Cách Chân thấy con mình tỉnh lại, vẻ lo lắng trên mặt phai đi phần nào, đưa tay sờ trán con, lại đặt lên trán mình, cảm nhận chênh lệch nhiệt độ. Đỡ sốt rồi, Chi Hành, Tiểu Khác đỡ sốt rồi. Trương Khác lòng đầy nghi hoặc, cảm giác mẹ đặt tay lên trán quá thật. Cha từ ngoài đẩy cửa vào, mặc áo sơ mi trắng cộc tay, mắt hõm sâu, tóc bù xù, râu như vài ngày chưa cạo, chính là hình tượng cha 14 năm trước khi tổ kiểm tra xuống vì vấn đề Đường Học Khiêm. Vẫn đang mơ ư. Lúc này Trương Khác nhớ tới tiếng người kia, đó là thư ký chuyên trách Diệp Tân Minh của Đường Học Khiêm. Nếu như là giấc mơ 14 năm trước, Diệp Tân Minh hẳn là mượn danh nghĩa Đường Học Khiêm, lừa cha rời khỏi Hải Châu. Khi ấy cha rời đi, Đường Học Khiêm vào tù, lời đồn đại dấy lên, cha thành kẻ phản bội hãm hại Đường Học Khiêm, vận mệnh cả nhà phát sinh nghịch chuyển kinh người. Thế giới xung quanh tức thì trở nên băng giá tàn khốc, Trương Khác trải qua thống khổ của khó khăn đầu đời. Trở nên bất cần đời. Một bác sĩ mặc áo choàng trắng cùng cha đi vào, Thẩm Mặc còn nhớ người đó họ Lục. Bác sĩ Lục sờ trán Trương Khác, khẳng định. Hạ sốt rồi, phải uống thuốc đúng giờ, ngày mai tôi tới chuyến nữa, không sao cả đâu. Chương 2, tai nạn định sẵn sẽ xảy ra. Trương Khác nhìn hai tay cùng cơ thể của mình dưới chăn, đúng là không giống hai tay mình khi 30 tuổi, cơ thể cũng gầy gò như thời thiếu niên. Nếu là mơ, vì sao chân thực như thế? Chưa biết chừng mình trở về 14 năm trước thực. Trương Khác nhìn cha mẹ đứng trước mặt mình, không biết phải nói gì, song bệnh nhân luôn có lý do không nói. Dù cảm giác chân thực như thế, Trương Khác thả tin đó là một giấc mộng, 14 năm trước với cả nhà Trương Khác mà nói đều là một cơn ác mộng, ai mà muốn thấy nó lần nữa. Khi tỉnh lại lần nữa, Trương Khác đói mềm ruột, đã có cảm giác đói, cho thấy cơ thể bắt đầu khôi phục rồi. Tủ đầu giường đặt một bát cháo. Bên trên có trứng trần và hành, bốc mùi thơm mê người, trong ngoài phòng đều không có người, chắc đi cả rồi.
Trương Khác không chịu nổi cám dỗ của mùi thức ăn, cựa mình ngồi dậy, thầm nghĩ, dù có mơ cũng không lý nào để mình đói, liền ăn hết vào bụng, lại nằm một lúc nữa, chân tay mới dần dần có sức lực. Trương Khác đẩy cửa vào phòng vệ sinh, nhìn chằm vào bản thân, mặt nhợt nhạt đầy vẻ bệnh tật, cằm gầy guộc, mắt thất thần, môi mỏng manh, trên môi có chút lông tơ, chính là bản thân năm 16 tuổi. Nếu không phải nhìn thấy trong gương, chỉ bằng hồi tưởng, chẳng nhớ lại được khuôn mặt chân thực như thế. Rốt cuộc là sao đây? Trương Khác tát vào mặt, không dám dùng sức, có hơi đau. Giấc mơ không thể mô phỏng cảm giác đau đớn, nhưng ai khẳng định được chứ, chẳng nhẽ thời gian chảy ngược là hợp lý. Vừa không thể chứng minh mình ở trong mơ, lại không thể tin mình ở thế giới thực, y không biết rốt cuộc xảy ra sự cố gì, làm mình ở vào trạng thái này. Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, Trương Khác đi qua phòng khách, ánh mắt nhìn nhìn quyển lịch, mình sốt chẳng phải vào tháng 7 sao. Sở dĩ Trương Khác nhớ kỹ như thế là vì, ngày thứ ba sau khi lần y bị sốt đó, cũng chính là ngày 18 tháng 7, ngay ở sau khu tập thể cơ quan, xảy ra sự cố giao thông tồi tệ chết 5 người bị thương 3 người. Trương Khác cầm lấy cái áo phông mặc lên người, lấy chùm chìa khóa và mấy đồng tiền lẻ từ tủ đứng đặt bên cửa. Chi tiết hoàn toàn phù hợp với ký ức, Trương Khác máy móc quàng chìa khóa lên cổ, nhét tiền vào túi quần, đi xuống lầu. Mua một tờ báo sáng hôm đó, đúng là ngày 18 tháng 7, Trương Khác ngẩng đầu nhìn mặt trời góc tòa nhà cao tầng phía tây, vòng qua chỗ rẽ, đi tới phố Bắc. Lúc này phố Bắc không thấy có chút khác thường nào, không khí ngột ngạt làm người ta buồn ngủ, gần góc phố là cửa hàng vật liệu. Bên cạnh là cửa hàng kim khí, tiếp nữa là cửa hàng tạp hóa. Hơi nóng hầm hập, gần như không nhìn thấy người đi đường, thi thoảng có một cỗ xe hơi phóng vọt qua. Trương Khác đứng bên đường một lúc, chẳng thấy có vẻ sẽ xảy ra tai nạn xe cộ. Sốt cao vừa mới đỡ, cơ thể yếu ớt không chịu nổi cái nóng, trán mồ hôi ròng ròng, Trương Khác chui vào cửa hàng tạp hóa, đứng dưới chiếc quạt điện chạy vù vù. Một thanh niên vén rèm qua đầu, để thiếu phụ dắt tay cô bé sau lưng hắn đi vào trước. Trương Khác liếc nhìn qua, thiếu phụ khuôn mặt xinh đẹp, eo nhỏ nhắn, mặc váy đầm màu trắng bó chặt eo, làm bầu ngực càng nổi bật, thiếu phụ đi tới cửa ngược hướng ánh sáng, làm xuyên qua lớp váy mỏng manh, Trương Khác thấp thoáng nhìn thấy cặp đùn thon dài trắng trẻo của cô. Thiếu phụ tới gần, không còn hiệu quả xuyên suốt đó nữa, Trương Khác thầm kêu đáng tiếc, thiếu phụ xinh đẹp nhường ấy ở Hải Châu cực kỳ hiếm thấy, vì có nam nhân bên cạnh cô, y không dám nhìn quá sỗ sàng. Thấy cô lộ vẻ mỏi mệt thường thấy sau buổi trưa, cô bé trong tay thiếu phụ cũng rất xinh đẹp chừng 4-5 tuổi, đang lau mồ hôi trên trán, cặp mắt trong veo đen lánh, đột nhiên y giật mình, cô bé trông quen quen, Trương Khác lắc đầu phủ định, chắc do mình sốt. Trương Khác nhìn thanh niên ở cửa có chút ghen tị, có vợ con xinh đẹp như thế, chắc chuyện tốt đẹp có thể gặp được trên đời đều xảy ra trên người hắn rồi. Thanh niên đó đứng quay mặt vào trong, ánh sáng quá mạnh, nhìn không rõ mặt. Thiếu phụ quay đầu lại nói chuyện với hắn, là giọng phương Bắc, Trương Khác nghe không rõ, thầm nghĩ, đứng ở đây cũng không đợi được tai nạn. Lúc này cô bé chỉ lên chiếc quạt điện trên đầu Trương Khác, hưng phấn reo lên. Mẹ ơi, có gió, có gió. Trương Khác đi qua bên cạnh thanh niên đó, đúng lúc hắn quay mặt nhìn đồ trong góc tường làm Trương Khác vẫn không nhìn rõ mặt. Một người trung niên béo tốt cầm ghế từ trong cửa hàng đi ra, sau lưng ông ta là người gầy gò. Tay cầm sấp tiền lẻ, miệng quát. Lão tứ, bưu tử, lề mề cái gì đó. Tới đây, làm gì mà quát to thế? Một thanh niên tay trần bê một cái bàn vuông trừ trong cửa hàng đi ra, đặt dưới tán cây bên đường. Tích tắc đó Trương Khác nhớ lại bài báo về vụ tai nạn, phố Bắc phía Tây thành phố xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng, một chiếc xe tải từ phố Đông Thắng rẽ vào phố Bắc, lái xe say rượu mất lái, xô vào người đi bộ bên đường. Khi đó bốn thanh niên ngồi dưới cây đánh bài tránh không kịp. Trương Khác ngạc nhiên quay đầu lại nhìn đôi vợ chồng và cô con gái kia, bài báo đó làm Trương Khác ấn tượng sâu sắc vì trong tai nạn xe kia trên báo còn cho đăng tấm ảnh cô bé xinh đẹp, khiến người ta tiếc nuối. Từng đợt máu trào lên đầu, khiếp sợ làm toàn thân Trương Khác cứng đờ, không động đậy được. Xe của chú Điền sắp tới rồi, anh ra ngoài đợi. Thanh niên kia nói với thiếu phụ một tiếng, từ trong cửa hàng đi ra. Ngoài cửa hàng chỉ có dưới tán cây là mát nhất, hắn nhìn Trương Khác đứng đờ đẫn một cái, rồi đi tới dưới tán cây, đứng xem bốn người kia đánh bài. Đằng xa có tiếng xe cỡ lớn nghiến lên con đường giải nhựa, tới gần góc phố, tựa hồ không chậm lại, âm thanh tử vong thật quá rõ ràng. Ba ơi, mẹ đưa kem cho ba ăn. Cô bé tay giơ cao cái kem, nhảy từ trong cửa ra, chiếc xe tải đúng lúc đó lộ nửa đầu khỏi góc phố, không có dấu hiệu sẽ rẽ.
Cô bé đi qua bên Trương Khác, y gần như nhìn rõ cả bắp chân nhỏ dưới mép váy tung lên của cô bé, chiếc xe tải tới giữa phố, vẫn không có dấu hiệu sẽ rẽ. Cô bé tung tăng chạy về phía trước, vấp chân, ngã oạch xuống đất, chiếc kem rơi khỏi tay. Bên kia lái xe tải tựa hồ ý thức được, tiếng phanh gấp vang lên chói tai. Thanh niên đang muốn qua đỡ con gái ngạc nhiên quay đầu lại, thấy chiếc xe tải xô tới. Á! Thiếu phụ đứng ở cửa thét lên. Trong đầu Trương Khác loáng lên tấm ảnh cô bé sau tai nạn, nhìn cô bé đáng yêu nằm cách mình chưa tới 5 bước, không ngờ cơ thể nhỏ bé đó sắp bị cỗ xe lên cơn điên kia nghiến qua, một luồng sức mạnh trào lên trong cơ thể, Trương Khác lao tới, đưa tay chộp lấy người cô bé, chạy về phía sau. Chiếc xe tải đâm sầm vào cây dương to bằng thân người, rắc một cái cây gãy làm đôi, nửa cái cây đâm vào bụng người trung nên béo. Chiếc xe khựng lại một chút rồi chồm tới, lái xe đạp nhầm ga. Ba người đánh bài khác cùng thanh niên kia đều kinh sợ, người cứng đờ, quên né tránh, tới tận khi bị chiếc xe hất văng. Chiếc xe lại đâm về hướng Trương Khác. Trương Khác cũng sợ điếng người, không biết phải né sang bên, cứ ôm người cô bé ra sức lui về phía sau, đến khi chạm vào chân tường không lui được nữa, chỉ biết ôm cô bé vào trong lòng, nhìn chiếc xe lao thẳng vào mặt, tim như ngừng đập. Chiếc xe tải thình lình quạt ra đường, một chiếc xe đạp đi tới, chui luôn vào gầm xe tải. Trương Khác thấy mặt ươn ướt, đưa tay lên sờ, thấy toàn là máu. Qua Trương Khác khóc lớn, quỳ xuống đất, ôm lấy cô bé, sờ soạng khắp người. Không đâm phải chứ, không đâm phải chứ. Chương 3, vận mệnh nghịch chuyển. Miệng tanh tanh, Trương Khác đưa tay quẹt qua, trăng trắng, là óc sao. Bụng lộn tùng phèo, y không kịp quay đầu đi, thứ trong bụng nôn ra, bắn lên người cô bé. Trương Khác còn nhớ rõ khi mình tai nạn xe. Chỉ thấy người bị hất tung lên không trung, chẳng kịp cảm thấy sợ. Giờ nhìn khung cảnh máu me đó mới cảm thụ được sự sợ hãi và yếu ớt của con người, y ôm cô bé ngồi dưới đất như mất hồn. Sau tai nạn, đám đông như nước từ trong bọt biển vắt ra, thoáng cái vây kín đường. Một cỗ xe hơi màu đen táp vào lề, trong xe có hai người trung niên la hét, đầu óc Trương Khác lúc tỉnh táo, lúc lại hồ đồ, nghe không được rõ. Nhìn thấy một người trung niên đi tới đỡ thiếu phụ co quắp trên mặt đất. Một người trung niên tới đón cô bé, Trương Khác đưa nó tới, miệng lẩm bẩm. Không biết có xô phải không, không biết cô xô phải không. Cô bé không sao, chàng trai này rất giỏi, nếu không phải cậu ấy lao tới cứu cô bé, nhìn xem, vệt xe sâu thế kia. Bên cạnh có người nói. Chàng trai này thiếu chút nữa bị xô phải, tôi đứng cách đây 10 mét, chân vẫn còn run, chỉ có cậu ấy dám cứu cô bé. Tiếp đó xe cấp cứu tới. Tiếng còi làm đầu óc hỗn loạn của Trương Khác tỉnh táo được một chút. Trương Khác không dám đi xem người bị xe xô phải, đổi lại là bất kỳ ai cũng không dám chịu sự kích thích đó nữa. Y lấy tay lau mặt, máu khô rồi, chỉ thoáng chốc đã đông thành vệt. Tay chân mềm nhũn, y gắng gượng đứng dậy, ngây ngây dại dại đi ra khỏi đám đông, một y tá chạy tới đỡ y. Cậu không được tùy tiện đi lại. Xe không xô phải tôi, máu là do bọn họ bắn vào. Y tá không kịp nghĩ nhiều chạy ngược lại, trong lúc bận rộn cũng không nhớ tới việc giữ lại cách liên lạc với Trương Khác. Trương Khác quay đầu tìm tài xế lái xe gục dưới cây dương thứ hai mà hắn xô vào, mặt tái nhợt, hẳn là tỉnh rượu rồi. Trương Khác cứ thấy nên an ủi hắn một câu, lại chẳng biết nói gì, cười méo xẹo, đi qua cầu Đông Thắng mới thấy hai cỗ xe tuần tra giao thông chạy đến phố Bắc. Giờ Trương Khác mới nhớ ra, ngày hôm đó gần như tất cả cảnh sát đã bị gọi tới quảng trường duy trì trật tự. Vì có gần 100 công nhân viên nhà máy giấy Tân Quang tập trung gây chuyện. Tân Quang là nhà máy cũ đặt bên sông thuộc khu Thành Nam, kỹ thuật lạc hậu, gây ô nhiễm nghiêm trọng, khu Thành Nam hạ quyết tâm di rời nó ra khỏi thành phố, xây dựng nhà máy mới ở khu công nghiệp ngoại ô. Nhưng mua thiết bị cho nhà máy mới đã tốn hết tiền vay ngân hàng, không còn tài chính lưu động, không nhập được nguyên liệu, không hoạt động được, thêm vào công nhân viên chê nhà máy mới xa thành phố, không muốn đóng cửa nhà máy mới. Cứ vài ba ngày lại tới trước cửa chính phủ gây chuyện. Trương Khác về tới nhà vẫn chưa hoàn hồn, đem cái áo phông dính máu cùng quần cộc nhét vào chiếc máy giặt quần áo Tiểu Thiên Nga hai lồng kiểu cũ, máy chạy sành sạch. Tuy chẳng biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa mình ở trong thế giới chân thực, từ thời gian mà nói là mùa hè 14 năm trước. Trương Khác nhớ tới khi đó mình mới 16 tuổi. Y cuộn mình trong ghế sofa, ký ức năm 16 tuổi hơi mơ hồ, nghĩ lại. Trước khi mình sốt cao, hẳn là lấy được thành tích thi tốt nghiệp, đứng thứ ba khu Thành Nam. Ngày hôm đó có thành tích là ngày tổ kiểm tra xuống điều tra vấn đề của đường học khiêm,
cho nên trong nhà gần như chẳng cảm giác được niềm vui từ nó mang lại. Lòng Trương Khác bấn loạn, không biết phải dùng tâm tình thế nào đối diện với chuyện sắp xảy ra. Trời dần tối, cha mẹ vẫn chưa về. Sốt cao đã giảm rồi, bụng đói cồn cào, lại chẳng muốn ăn gì, Trương Khác ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường, sắp tới giờ chiều tin tức thời sự rồi, mở tivi lên đúng lúc thấy Trương Mạn Ngọc quảng cáo dầu gội đầu Lux. Tới năm 2008 thương hiệu này đã mất hút, rất nhiều người đã quên mất nó, trong ký ức của Trương Khác, quảng cáo dầu gội đầu Lux ngoại trừ bản của Trương Mạn Ngọc còn có bản của Lưu Gia Linh, Trung Sở Hồng, Maggie. Trương Khác thích Maggie nhất, trong quảng cáo Maggie hết sức quyến rũ, mang khí chất hòa trộn của Đông Tây, ngay cả nữ nhân cũng bị thu hút, nghe nói sau khi quảng cáo đó được phát, lượng tiêu thụ của Lux tăng gấp 3, rất nhiều nữ nhân trong siêu thị cầm túi sản phẩm Lux mang hình Maggie, mong dùng nó có thể xinh đẹp như cô ấy. Trương Khác còn nhớ Trần Ninh năm xưa dùng Lux chính là vì xem quảng cáo của Maggie. Nhớ tới Trần Ninh, Trương Khác lòng nhói đau, lúc này Trần Ninh còn chưa có ký ức liên quan tới mình, tận 4 năm sau mới gặp nhau ở một thành phố khác. Hiện giờ hồi ức về Trần Ninh thuộc về chuyện chưa xảy ra. Môi của Trương Khác nhếch lên, nhưng không phải nụ cười, tư duy của y còn chưa điều chỉnh được. Trương Khác còn đang hồi tưởng lại chuyện cũ còn chưa xảy ra, tin thời sự Hải Châu đã phát, nội dung là cuộc họp, thị sát chẳng lưu lại trong lòng Trương Khác chút gì. Y cũng chẳng để ý tới những cái đó, y chỉ muốn xem đưa tin về tai nạn xe kia. Buổi chiều chừng 4 giờ 15 phút, ở phố Bắc khu Thành Tây phát sinh một tai nạn xe hơi đặc biệt nghiêm trọng, tử vong tại chỗ 4 người, 3 người khác bị thương, trong đó 2 người thương nặng. Nguyên nhân sự việc là chiếc xe tải mang biển số A48854 khi từ đường Đông Thắng rẽ vào phố Bắc, đột nhiên mất lái, xô lên vỉa hè, đâm vào 4 người đang chơi bài dưới cây cùng một thanh niên đứng đó xem, theo lời kể con gái của người thanh niên đó cũng ngã trước mũi xe, được một thiếu niên dũng cảm lao tới cứu. Người qua đường nhớ lại, chiếc xe tải thiếu chút nữa xô vào người thiếu niên kia. Đã xác minh tài xế lái xe sau khi say rượu, đi từ cửa Bắc vào thành phố, phóng vượt tốc độ, hiện giờ đang bị cảnh sát giam giữ. Từ cửa Bắc tới phố Bắc phải qua mấy con đường trọng yếu, lái xe say rượu đi quá tốc độ, nếu là bình thường nhất định bị cảnh sát giao thông ngăn lại, nhưng hôm đó do công nhân viên nhà máy giấy gây chuyện, quá nửa cảnh sát khu Thành Tây đã bị điều đi duy trì trật tự, đây là một nhân tố tạo thành tai nạn. Trên TV là thảm cảnh sau tai nạn, cái cây bị xô đổ, chiếc bàn tan nát, vết máu đọng. So với trí nhớ Trương Khác, giống y hệt tai nạn xe 14 năm trước đó, ngoại trừ cô bé thoát chết dưới bánh xe. Trong TV không có ảnh cô bé, Trương Khác nhớ lại khuôn mặt thiên thần hoàn mỹ đó, thầm nghĩ một cô bé xinh đẹp như vậy, nếu bị tai nạn sẽ làm người ta hết sức tiếc nuối. Thế giới không có sự trùng lặp đơn giản, tai nạn đã xảy ra, nhưng cô bé thoát chết. Nghĩ thế, trong lòng Trương Khác dễ chịu hơn chút ít, nếu mình có thể cứu được cô bé thì cũng có thể nghịch chuyển vận mệnh tiếp theo của gia đình. Trương Khác càng nghĩ càng hưng phấn, bản thân trở lại cơ thể 16 tuổi, đầu óc lại mang kinh nghiệm mà người khác chưa trải qua, biết chân tướng vụ án Đường Học Khiêm mà hiện giờ đại đa số mọi người còn chưa biết. Ảnh hưởng vụ tai nạn đem lại vì thế giảm không ít, Trương Khác đói meo, chẳng còn sức lực suy nghĩ chuyện phức tạp, trong bếp chẳng có thứ gì ăn sẵn được, y liền đun nước sôi nấu mì. Trương Khác lấy bát múc mì ra, quay về ghế salon ở phòng khách chuẩn bị ăn thì cha mẹ từ ngoài đẩy cửa đi vào. Lương Cách Chân thấy con trai ôm bát mì thì quên hết khổ não bên ngoài, vui mừng hỏi. Đỡ sốt chưa? Đối diện với cha mẹ trẻ hơn mười mấy tuổi, trong lòng Trương Khác có chút thiếu tự nhiên, vừa ngấu nghiến nuốt mì, vừa hàm hồ đáp. Đỡ rồi à, con đói. Biết đói là tốt. Trương Chi Hành nói một tiếng, ném cặp hồ sơ lên ghế. Nặng nề ngồi xuống dựa sâu vào trong ghế sofa, gần như có thể nhìn thấy trong mắt ông đầy tuyệt vọng. Chuyện bác Đường sao rồi hả ba? Trương Khác cẩn thận thăm dò. Trương Chi Hành chỉ đáp một tiếng như thế, đầu cũng chẳng quay lại. Chương 4, đi tìm manh mối. Trương Khác biết trong mắt cha mình còn là thiếu niên 16 tuổi chưa hiểu gì, không phải là đối tượng thảo luận vấn đề. Trương Khác đặt bát mì lên bàn, nói. Không biết ba mẹ về mấy giờ nên con không nấu, giờ con nấu thêm. Để mẹ làm cho. Lương Cách Chân đi vào bếp. Trương Khác ấn vai mẹ ngồi xuống ghế. Nấu mì có gì khó đâu ạ. Y muốn có thêm thời gian điều chỉnh lại tâm thái trước khi chính thức đối diện với cha mẹ. Thái ít hành hoa lên bát mì, còn trần trứng gà, bê hai bát mì ra. Trương Khác phát hiện cha mẹ ngồi trên ghế gần như chưa hề nhúc nhích, hẳn đang phiền muộn vì chuyện của Đường Học Khiêm.
Trương Chi Hành thấy con mang mì ra, nhận lấy một bát, kệ mì còn nóng, ăn sùng sụp hết bay, đẩy bát ra ngả người về đằng sau, tiếp tục suy nghĩ, nhưng trong đầu rối loạn, chẳng nghĩ ra được cái gì. Ông vào thư phòng lấy hộp cờ ra, chuẩn bị bày cờ thế. Mỗi khi tư duy đi vào bế tắc, Trương Chi Hành có thói quen tìm người khác chơi cờ thay đổi đầu óc, nhưng tình hình này e chẳng một ai muốn tới nhà, bày kỳ phổ cũng có thể làm đầu óc tĩnh lặng lại chút ít. Trương Khác từ nhỏ đã học qua cờ vây, tới lớp 5 tiểu học, mẹ y không cho học tiếp, vì sợ ảnh hưởng tới học tập, còn nói học cờ vây tính cách đều trầm. Nhưng sau khi trong nhà xảy ra biến cố lớn, Trương Khác quay lại với cờ vây, hiện giờ trình độ không kém. Trương Khác nhìn cha bày cờ, biết đó là thế cờ nổi tiếng của Từ Phụng Thù, y thuộc lòng kỳ phổ trong tay cha, vì sau khi học lại cờ vây, y học chính quyển sách này, ấn tượng rất sâu, gần như chẳng cần sách cũng bày ra được. Sau khi cha bày một quân cờ đen, Trương Khác đặt ngay một quân trắng kế tiếp. Trương Chi Hành ngẩng đầu lên nhìn con, lại nhìn kỳ phổ, không nói gì đặt một quân đen, thấy con trai ứng phó chuẩn xác, nghi hoặc hỏi. Con chơi kỳ phổ này rồi à? Vâng, con nhớ chút một ít ván cờ của Từ Phùng Thù. Chẳng phải mẹ con không cho con chơi cờ vây nữa à? Con lén chơi à? Trương Chi Hành không hề hoài nghi, nhặt quân cờ vào hộp. Nếu không bỏ thì chơi với ba một ván. Lương Cách Chân không ngăn cản, lặng lẽ đứng dậy thu dọn bát đũa đem đi rửa. Ở thế giới kia, sau khi tốt nghiệp đại học Trương Khác thậm chí còn có ý nghĩ đi dạy cờ vây, còn cha sau khi tới chính phủ thành phố công tác đã ít tiếp xúc với cờ vây rồi. Trương Khác biết trình độ của mình so với cha lúc đó cao hơn một bậc, bất kể là khai cuộc, trung bàn hay thu quan, ưu thế của Trương Khác đều khá rõ, liếm môi nhìn cha, hỏi. Cần đếm mục không ạ? Mấy thuật ngữ cờ vây mình không giải thích, nếu không còn dài hơn cả Trương chuyện mất. Thằng nhóc này. Trương Chi Hành đưa tay ra vỗ đầu con, kinh ngạc về tài nghệ của y, nhưng lại cười. Trình độ cao như thế từ bao giờ thế, có thể đánh với Hứa Hồng Bá rồi. Hứa Hồng Bá mặc dù chỉ là kỳ thủ nghiệp dư ngũ đoạn, nhưng ở Hải Châu được mọi người tôn xưng là thầy giáo cờ vây, một tay khai sáng viện cờ Hải Châu, sau khi cha bị giải trừ công tác cũng theo Hứa Hồng Bá học lại cờ vây. Về sau không ở lại nổi Đại học Hải Châu nữa, vẫn là Hứa Hồng Bá thu nhận cha, nhà Trương Khác chịu ơn ông rất nhiều. Trương Khác cười khì, chơi cờ đúng là rất hiệu quả, y đã có thể thản nhiên đối diện với cha rồi. Có cần con nhường ba quân không? Nhường hai quân trước đã, Hứa Hồng Bá cũng chỉ nhường ba hai quân. Gần như chẳng cảm thấy thời gian trôi đi, khi ván cờ thứ hai kết thúc đồng hồ vừa đánh 11 tiếng. Muộn thế rồi à? Trương Chi Hành nhìn ngoài cửa sổ. Vẫn thua con nửa mục, trình độ không kém hơn kỳ thủ viện cờ Hải Châu, sau này không cần lo nữa rồi, cùng lắm cho con đi làm kỳ thủ, nghề kỳ thủ phải bồi dưỡng từ thuở thiếu niên. Trương Khác cũng nhìn ra ngoài, cành cây chiếu bóng dưới ánh đèn mờ mờ, cha nói như thế hẳn là lo chuyện này ảnh hưởng không tốt cho cuộc sống sau này của mình. Trương Khác không biết suy nghĩ của cha về sự kiện đó, khi ấy y còn nhỏ, nhiều năm sau mới dần hiểu được chân tướng. Đương nhiên đã quay trở lại. Trương Khác chẳng muốn làm một kỳ thủ, bắt đầu dẫn dắt câu chuyện. Bác Đường đánh cờ không tệ, lần trước chính phủ thành phố và viện cờ tổ chức thi đấu, nghe nói bác Đường còn thắng kỳ thủ viện cờ. Bác ấy tốt xấu gì cũng là phó thị trưởng, lại là viện trưởng danh dự viện cờ Hải Châu, người ta mới nhường thôi, chứ bác ấy rất thích chơi cờ nhưng trình độ không bằng ba. Trương Chi Hành thở dài. Chỉ e hiện giờ bác Đường con không còn tâm tư chơi cờ nữa. Trương Khác nghĩ cách đem chủ đề nói tới vụ án Đường Học Khiêm, nếu nói thẳng tới 5 năm sau chân tướng vụ án mới rõ ràng, không chừng cha đưa thẳng mình vào bệnh viện tâm thần mất. Nghe thư ký Diệp nói bác Đường bảo ba tránh đi, vì sao phải tránh ạ? Trương Khác vờ hồ đồ. Hả, lúc đó con chưa ngủ à? Mơ màng nghe được một vài câu, không nhìn thấy người, chỉ nghe ra giọng thư ký Diệp. Không sao đâu, con đừng lo. Trương Chi Hành hiền từ xoa đầu con. Rồi lại thở dài hỏi. Trương Khác, còn thấy bác Đường là người thế nào? Sao còn chưa ngủ? Lương Cách Chân từ phòng ngủ đi ra, thu dọn bàn cờ. Con người Đường Học Khiêm thế nào anh còn chả biết hay sao mà hỏi con? Anh không định bất chấp trình tự tổ chức đấy chứ? Tính cách ly thẩm tra Đường Học Khiêm thì không thể không có chứng cứ xác thực, hiện giờ chỉ thu thập thêm tội chứng mà thôi. Bên ngoài đồn ầm cả lên rồi, cô giám đốc nhân sự của tập đoàn Tân Phong, tên là Hứa Tư phải không? Cô ta là tình nhân ở bên ngoài của Đường Học Khiêm. Khương Minh Thành thông qua con yêu tinh đó nhét tiền cho Đường Học Khiêm.
Còn yêu tinh đó trước khi tới tập đoàn Tân Phong làm việc cũng do Đường Học Khiêm đánh tiếng. Mấy chuyện đó nói có sách mách có chứng, anh còn tin rằng là đồn nhảm à? Khương Minh Thành là tổng giám đốc tập đoàn Tân Phong, cùng Hứa Tư đều là nhân vật trọng yếu của vụ án Đường Học Khiêm. Hứa Tư cũng chính là cô gái sau này đồn thổi Đinh Hướng Sơn và Đường Học Khiêm tranh giành nhau. Năm 94, Hứa Tư khai báo với tổ kiểm tra, Đường Học Khiêm thông qua cô nhận hối lộ của Khương Minh Thành, khiến Đường Học Khiêm vào tù, cô ta bị miễn truy tố hình sự, nhưng tới năm 99 cùng Đinh Hương Sơn vào tù, một năm sau truyền ra tin tức cô ta tự sát trong tù. Trương Khắc lần đầu tiên nhìn thấy Hứa Tư ở phiên tòa xử án Đinh Hướng Sơn năm 99, khi đó Hứa Tư đã bị giam giữ mấy tháng, ấn tượng lưu lại trong đầu Trương Khắc là một khuôn mặt mang vẻ đẹp bị hủy hoại tiều tụy vô cùng. Hôm sau Trương Khắc tỉnh dậy thì cha mẹ đã ra khỏi nhà. Trong cuộc nói chuyện với cha mẹ hôm qua, hiện giờ bên ngoài đã đem tiêu điểm đặt lên người Hứa Tư, tựa hồ rất nhiều người đều nhận định Hứa Tư là tình nhân bí mật của Đường Học Khiêm. Lời khai của cô gái này là nhân tố quan trọng khiến tòa án phán tội Đường Học Khiêm, hiện giờ có lẽ tìm được chút manh mối giải quyết vấn đề trên người cô gái này. Trương Khắc chẳng phải nhiệt tình lắm với việc giúp Đường Học Khiêm thoát tội, quan trọng là làm sao giúp cha tránh hại tìm lợi, chỉ cần cha tiếp tục làm phó thư ký trưởng chính phủ thành phố, mình tốt xấu gì cũng là con cái cán bộ, cho dù 16 năm sau cuộc sống diễn lại một lần nữa cũng là chuyện khoan khoái. Đương nhiên chuyện không đơn giản như thế, cha do một tay Đường Học Khiêm đưa lên, không thể không chịu ảnh hưởng của vụ án đó. Được, vụ án Đường Học Khiêm vẫn là vấn đề quan trọng cần giải quyết. Trương Khắc thầm nghĩ, chỉ cần có thể đem chân tướng Đinh Hướng Sơn bịa chứng cứ giả hãm hại Đường Học Khiêm bộc lộ ra, cuộc sống hạnh phúc của mình có lẽ còn tiếp tục được. Ăn sáng xong, Trương Khắc nổi xe buýt tới khu phong cảnh Tượng Sơn, mặt trời đáng ghét bắt đầu phả hơi nóng thiêu đốt nhân gian. Mặc dù rừng Tượng Sơn là một trong số chỗ tránh nắng tốt nhất của Hải Châu, nhưng do không phải là cuối tuần, cửa công viên rất ít du khách. Trên quảng trường công viên có rất nhiều cửa hiệu ảnh, thuận tiện thuê được máy chụp ảnh, Trương Khắc nghĩ cho dù mình nói ra chân tướng vụ án Đường Học Khiêm thì cha cũng không tin, chỉ có chụp được ảnh đương sự mới có sức thuyết phục. Chương 5, gặp lại Hứa Tư. Cái máy ảnh Trương Khắc thuê khi chụp không phát ra tiếng tách, tiếp đó y ngồi xe du lịch chuyên môn tới Bắc Lộc. Nếu chẳng phải phiên tòa năm 99 công bố tình tiết giới hạn về Đinh Hơn Sơn thì trừ Tâm Phúc ông ta, ở Hải Châu gần như không ai biết trong Bắc Lộc có một tòa biệt thự chẳng hề bắt mắt là hậu cung của bí thư thành ủy Hải Châu. Sau khi kết án Đinh Hướng Sơn, Trương Khắc đặc biệt tới tham quan tòa biệt thự đó. Mặc dù hiện giờ sớm hơn 5 năm, nhưng cảnh trí gần như không có thay đổi lớn, chỉ khác 5 năm sau con đường xi măng sâu thẳm nơi này bị lá cây phủ kín. Một bức tường bao màu trắng chắn ngang cuối con đường xi măng, chỉ lộ ra một góc biệt thự, mái ngói đỏ sẫm, cửa sổ nhỏ đối diện với con đường, nhìn từ phía này không thấy được cửa chính. Tòa biệt thự này chỉ có một người họ hàng xa của Đinh Hương Sơn trông nom, Trương Khắc đi xuyên qua rừng tới trước biệt thự, cửa sắt đóng kín, không nhìn thấy tình hình bên trong. Trương Khắc muốn trèo tường vào xem, nhưng nghe thấy có tiếng xe hơi từ xa đi đến, liền nấp mình sau cành lá rậm rạp, nhìn thấy một chiếc xe Nissan màu đen đỗ lại ở cửa, từ biển số nhìn không ra xe của ai. Cửa mở ra, chiếc xe đi vào, bên trong còn đỗ một chiếc xe màu đỏ. Trương Khắc thầm nghĩ, nếu như lúc này Hứa Tư đã thành tình nhân của Đinh Hương Sơn thì cỗ xe màu đỏ kia rất có thể là của Hứa Tư, liền giơ máy ảnh lên chụp. Máy ảnh không có đèn flash, trong rừng ánh sáng rất kém. Lại cách xa, chẳng biết có chụp rõ cái xe đó không. Đợi tới trưa, cửa biệt thự lại mở ra, Trương Khắc chỉ chụp được ảnh Đinh Hương Sơn khom mình chui vào xe Nissan. Chiếc Nissan đi trước, đại khí chừng 3 phút sau chiếc xe đỏ mới khởi động, vì chủ nhân của nó đã chui vào xe trước, Trương Khắc không thể khẳng định đó có phải là Hứa Tư hay không. Chỉ cần tra ra chủ nhân chiếc xe đỏ là Hứa Tư, mấy bức ảnh này của Trương Khắc có thể nói lên một ít vấn đề. Trương Khắc không trèo tường vào tìm tội chứng. Như thế quá mạo hiểm, y theo con đường cũ trở về công viên Tượng Sơn, muốn tìm hiểu ảnh rửa xe, lại nhìn thấy chiếc xe hoa quan màu đỏ đỗ ở quảng trường. Trương Khắc nhìn quanh, trừ người bày hàng dưới những cái ô lớn, trên quảng trường chỉ có 5-6 người, nhìn qua đều không giống chủ nhân chiếc xe. Gần đó không thấy chiếc Nissan, Trương Khắc nghĩ không thông sao chủ nhân chiếc xe đỏ giờ này còn có tâm tình đi du sơn ngoạn thủy. Đi vào một hiệu ảnh, mắt vẫn nhìn chiếc xe ở quảng trường. Không chú ý bên trong có người đi ra, xô thẳng vào, nửa vai bị nước uống lạnh làm ướt hết. Xin lỗi, xin lỗi. Đối phương rối rít xin lỗi, tay luống cuống mở túi xách tay lục tung lên, mái tóc mềm che đi khuôn mặt chỉ để ra cái cổ trắng mịn,
mang tới cảm giác mượt mà cho người ta, tựa trồ chỉ nhìn thôi cảm giác được khi chạm vào sẽ khiến lòng người quấy động. Dứt khoát là một mỹ nữ, lúc này Trương Khắc đâu phải là thiếu niên 16 tuổi ngây ngô, không kìm được muốn lùi lại một bước để nhìn rõ đằng sau mái tóc kia là khuôn mặt hoàn mỹ tới mức nào. Đối phương ngẩng mặt lên trước, đôi mắt vô tội lại áy náy chớp mắt làm trái tim đập mạnh một cái, y không dám tin nữ nhân có đôi mắt mỹ lệ này sẽ vu cáo Đường Học Khiêm nhận hối lộ với tổ kiểm tra. Hứa Tư lưu lại trong ấn tượng của Trương Khắc là khuôn mặt tiều tụy, khi ấy y mới học đại học năm thứ nhất, non nớt mà hồn nhiên. Chưa biết thưởng thức vẻ đẹp tiều tụy sau khi bị mưa gió hủy hoại của người trưởng thành, nhưng linh hồn sau khi trải qua biết bao chuyện, quay trở về, khiến khuôn mặt diễm lệ thành thục này khiến tâm hồn y chao đảo. Hứa Tư vóc người cao ráo, mặc áo liền váy màu vàng nhạt, hồng đeo thắt lưng ra, tôn lên vòng eo nhỏ, khuôn mặt diễm lệ chẳng mệt mỏi, cũng không tiều tụy, đôi mắt đẹp ẩn chứa ưu sầu thấp thoáng hấp hồn người khác, chừng 23, 24 tuổi. Có lẽ nhiều hơn một chút, dù sao cô gái mỹ lệ rất khó nhìn ra tuổi thực sự. Trương Khắc hoàn toàn hiểu được vì sao mẹ lại dùng hai chữ yêu tinh hình dung cô ta, rồi vì sao khi mẹ nói Hứa Tư là tình nhân của Đường Học Khiêm, vì sao cha lại không kiên quyết phản đối. Y nghĩ bụng, mình mà có quyền thế, cũng nhất định sẽ chiếm nữ nhân này thành của riêng. Đường Học Khiêm là phó thị trưởng, là nam nhân, nhưng không phải là Liễu Hạ Huệ, cho dù là người giữ thân như Ngọc. Sau khi gặp được Hứa Tư, cũng không muốn làm Liễu Hạ Huệ. Nhưng lúc này Hứa Tư hẳn là tình nhân của Đinh Hương Sơn. Trương Khắc liếm cánh môi khô khốc, cổ họng cũng thấy hơi khô. Kiếp trước Trương Khắc quen biết rất nhiều mỹ nữ, trong nhận thức của y cũng chỉ có Trần Ninh và Đường Thanh con gái của Đường Học Khiêm mới có thể so bì với Hứa Tư. Mặc dù đều là mỹ nhân tuyệt sắc hàng vạn chọn một, nhưng khí chất khác hoàn toàn, so với vẻ đẹp thanh thuần lãnh đạm của Trần Ninh. Vẻ đẹp ngọt ngào ngây thơ của Đường Thanh, Trương Khắc tin vẻ đẹp của Hứa Tư càng làm điên đảo chúng sinh hơn. Tôi không chú ý cậu đi vào. Hứa Tư chẳng hề biết ánh mắt của thiếu niên phía trước đang ẩn chứa tình cảm phức tạp nhường nào, cô lấy khăn tay ra muốn lau coca trên vai Trương Khắc. Người thơm cơ thể thoang thoảng từ trên người Hứa Tư, Trương Khắc đưa tay ra muốn nhận lấy khăn tay, ánh mắt không kiềm được dừng ở bầu ngực tràn căng nhựa sống như muốn xé toạc áo thoát ra ngoài. Chỗ này của chị cũng ướt rồi. Hay là chị lau trước đi, tôi ướt thế này, có lau cũng không khô hết được. Lòng thầm tiếc nuối trên ngực Hứa Tư sao không bắn mấy giọt coca nữa, một mảng áo ngực nhỏ màu hồng hiện lên, làm chủ hiệu đứng sau quầy cũng phải thò đầu ra nhìn. Hứa Tư mặt ửng đỏ, nghiêng người đi tránh ánh mắt của chủ hiệu, nhưng không nghĩ tới tránh ánh mắt của Trương Khắc. Lấy khăn lau vài cái trên ngực, không ngờ khi mình lau làm cổ áo trễ xuống lộ ra mép phú trắng muốt, làm Trương Khắc nhìn no mắt. Xin lỗi. Hay là để tôi mua cho cậu một chiếc áo mới? Không sao cả, bên ngoài nắng gắt, một lúc là khô thôi. Không sao thật chứ? Hứa Tư hỏi lại lần nữa. Trương Khắc làm ra vẻ tiêu sái vẫy tay, nhìn Hứa Tư ngồi vào chiếc xe màu đỏ. Thời đó Hải Châu còn chưa có hiệu ảnh lấy ngay, Trương Khắc đưa cuộn phim cho chủ hiếu, rồi trả lại máy ảnh, ăn trưa xong khi quay lại quảng trường, phát hiện ra chiếc xe màu đỏ vẫn đỗ ở đó. Này! Nếu cậu xuống núi tôi cho cậu đi nhờ một đoạn. Khi Trương Khắc đi qua, Hứa Tư tay chống cằm nói với y, cánh tay trắng như tuyết đè trên cửa sổ xe, thành một vết hằn đỏ. Chị đợi tôi sao? Trương Khắc chỉ vào mình, không hiểu vì sao Hứa Tư quay lại, nhưng một cơ hội thế này nếu bỏ qua thì đập đầu chết quách đi cho xong. Dù trong lòng có chút nghi vấn, song Trương Khắc vẫn đi nhanh qua bên phải, mở cửa, khi nửa người chui vào lại không nhịn được nhìn trộm bầu ngực của Hứa Tư. Xe từ Tượng Sơn đi xuống, Trương Khắc trầm tư nhìn gò má trắng của Hứa Tư. Y đang nghiền ngẫm vai trò của cô trong vụ án Đường Học Khiêm. Năm 94, sau khi Đường Học Khiêm bị tố cáo nhận hối lộ, tỉnh vì chuyện này phái tổ kiểm tra xuống, mau chóng có được chứng cứ. Trong tuyên bố công khai của tòa án, Đường Học Khiêm nhờ và an bài Hứa Tư công tác ở tập đoàn Tân Phong, tổng giám đốc Tân Phong là Khương Minh Thành thông qua Hứa Tư hối lộ Đường Học Khiêm 3 lần. Tổng cộng 27 vạn tệ bằng khi phán xử còn cộng thêm vào tiền lương Hứa Tư thu được trong nửa năm, để Đường Học Khiêm chiếu cố cho khi cải cách tập đoàn Tân Phong, cả 3 lần hối lộ đều gửi vào tài khoản của Hứa Tư, có lời làm chứng của chính cô ta. Trương Khắc nhìn đường cong quyến rũ của Hứa Tư, thực sự không ngờ được trong cơ thể mỹ lệ đó là trái tim độc như rắn rết. So với việc đem Hứa Tư thành mỹ nhân rắn rết, Trương khá thà tin rằng cô có nỗi khổ bất đắc dĩ hơn. Y vỗ đầu, thầm cười bản thân thật ngây thơ. Hai kiếp làm người rồi còn bị vẻ ngoài mê hoặc. Chương 6, thục nữ dụ hoặc. Làm sao vậy? Hứa Tư nghiêng đầu qua. À phải,
nhà cậu ở đâu, tôi đưa cậu về nhà. Thiếu niên này từ khi lên xe liền trầm mặc, đột nhiên vỗ đầu, thần thái không giống người 16-17 tuổi. Hứa Tư rất tự tin với dung mạo của mình, khi Trương Khác nhìn cô có thể cảm giác được ánh mắt nóng cháy của y. Nhưng khi cô quay sang nhìn, y chẳng hề bối rối né tránh như những thiếu niên bình thường, mà vẫn ung dung nhìn cô chăm chú, trong mắt không có sự tham lam của người trưởng thành. Ồ, nhà tôi hả? Trương Khác hơi ngạc nhiên, lúc này không thể để Hứa Tư biết mình ở trong khu tập thể cơ quan chính phủ, huống hồ lát nữa còn phải quay lại lấy ảnh. Thế này mà về nhất định sẽ làm mẹ tôi cằn nhằn, kiếm chỗ cho tôi xuống vậy, tôi giặt áo một cái đã. Hay là tới nhà tôi giặt y phục cho sạch. Kiến nghị nhìn qua vô cùng mê hoặc này có đánh chết Trương Khác cũng không từ chối, nhưng nữ nhân đẩy Đường Học Khiêm vào chỗ vạn kiếp bất phục có thể là cô gái tốt bụng không hề toan tính gì như vậy sao? Dù sao là Minh Xô phải Hứa Tư mới bị hất nước lên người, nếu gặp phải cô gái đanh đá, nói không chừng sẽ bị chửi một chặp, cô gái bình thường cũng sẽ bĩu môi bỏ đi, dáng vẻ vô tội day dứt của Hứa Tư chỉ có cô gái thật đơn thuần lương thiện mới có. Đưa tôi về nhà không sợ bạn trai của chị hiểu lầm sao? Trương Khác ngả đầu sang hỏi. Hứa Tư phì cười, như đóa sen trong đầm sâu thoáng chốc bùng nở, duyên dáng chỉ ngón tay vào Trương Khác. Cậu bao tuổi chứ, ai thèm ghen? Hơn nữa, tôi còn chưa có bạn trai. Trương Khác mới nhớ ra lúc này mình là thiếu niên 16 tuổi nhìn có vẻ như vô hại với mỹ nữ, thấy nụ cười của Hứa Tư, Trương Khác hơi cuống, nhưng miệng không chịu thua. Với mỹ nữ như chị, bất kỳ nam nhân ở độ tuổi nào cũng sẽ trở nên rất nguy hiểm. Ý cậu nói tôi có sức hấp dẫn với bất kỳ nam nhân nào. Hứa Tư vén lọn tóc rũ xuống trước trán ra đằng sau, mỉm môi trừng mắt nhìn Trương Khác, đôi mắt tức giận lại ẩn chứa xấu hổ, muôn phần quyến rũ. Trông cậu hiền lành thế kia mà gan không nhỏ, biết trêu đùa các cô gái rồi, nếu tôi là chị cậu, sẽ dạy dỗ cậu tử tế. Điệu bộ này của chị có sức sát thương lớn nhất đấy. Trương Khác chống khuỷu tay lên, bàn tay nâng cằm, nhìn khuôn mặt hoàn mỹ của Hứa Tư không chớp, cười nói. Nếu tôi có người chị hấp dẫn như vậy, ước mỗi ngày được chị dạy dỗ mà chẳng được ấy chứ. Hứa Tư trợn mắt lên, nhưng thấy y không né tránh, ngược lại còn nhìn trắng trợn hơn, ánh mắt nóng rẫy kia cố chấp muốn nhìn sâu vào trái tim mình, trong lòng bất giác hoảng hốt, nhưng lại chẳng cảm thấy ghét bỏ. Hứa Tư cắn môi nhịn cười trừng mắt nhìn y một lúc, không chịu nổi phải quay mặt đi trước, muốn chuyên tâm lái xe nhưng cảm thấy ánh mắt y vẫn chứ nhìn mình, lấy tay che tầm nhìn của y. Đừng nhìn nữa, tôi không muốn có em trai mặt dày như vậy, tôi đang hoài nghi đưa cậu về nhà giặt áo có phải là quyết định chính xác không đây. Khóe miệng lại tươi cười, hoàn toàn không có ý đuổi Trương Khác xuống xe, có vài phần ý vị tán tỉnh. Trương Khác càng muốn tin Hứa Tư là cô gái đơn thuần, miệng nói thế đại khái là vì coi mình là thiếu niên mạnh miệng nhưng vô hại, có lẽ là khuôn mặt tuấn tú thư sinh của mình làm cô không sinh ra chút đề phòng nào. Lòng nghĩ, rốt cuộc cô ấy là tình nhân của Đinh Hướng Sơn, còn là nhân vật quan trọng đẩy Đường Học Khiêm vào tù. Nếu không liên lụy tới cha, Trương Khác thà mặc kệ Đường Học Khiêm sống chết, nhìn chăm chú vào làn da cổ mịn màng của Hứa Tư, có chút không đành lòng. Này, nói muốn làm em tôi, mà còn chưa biết tên cậu đó. Xe rẽ vào đường rừng, Hứa Tư từ gương chiếu hậu thấy Trương Khác vẫn nhìn mình, nhưng ánh mắt phiêu hốt, dáng vẻ trầm ngâm, đúng là không giống thiếu niên mười mấy tuổi, liền hỏi. Tên cậu là gì? Trương Khác, Khác trong thủ tín, còn chị? Cậu mới nói chừng đó mà muốn biết tên của đại mỹ nữ này à? Không ngờ Hứa Tư lại nói đùa, Trương Khác đúng là ngạc nhiên. Chị còn muốn biết điều gì? Y chợt hiểu ra, có lẽ Hứa Tư có nỗi khổ trong lòng, hãm hại Đường Học Khiêm chỉ vì bị Đinh Hướng Sơn ép buộc, cho nên mới sinh ra cảm giác thân cận với thiếu niên xa lạ. Trong thoáng chốc đó, tựa hồ thấy giữa mày của Hứa Tư mang nét buồn xa xăm, nhớ tới mấy năm sau Hứa Tư kết thúc sinh mạng thanh xuân của mình trong tù, lòng Trương Khác bị tâm tình phiền muộn lấp đầy, lòng nặng trĩu cảm thấy thở không ra hơi nữa. Đi ra khỏi rừng, hơi nóng trên đường quốc lộ sộc tới, nhưng xe chạy nhanh, gió mát thổi qua, hết sức khoan khoái. Gió lay động mái tóc dài của Hứa Tư, Trương Khác cảm nhận chân thực được Hứa Tư đẹp nhường nào, làm người ta ngây ngất nhường nào. Lúc đó y cảm thấy mình nên tin Hứa Tư, liền đem ký ức trước năm 16 tuổi của mình kể ra, còn kể cả chuyện tính mình trầm lắng bị mẹ ép bỏ cờ vây, vừa mới sốt cao, vừa đỗ thứ ba khu Tây Thành. Kể hết sạch sành xanh. Trương Khác thấy Hứa Tư tập trung nhìn đường phía trước, mấy lọn tóc lất phất trước mặt, Trương Khác đưa tay ra gạt, đầu ngón tay chạm vào gò má lạnh giá của cô. Hứa Tư tỉnh lai,
ngửa đầu cho tóc bay ra đằng sau, tránh khỏi tay Trương Khác, mặt phớt hồng. Này, làm gì thế, nói xong rồi à? Làm chị tôi nhé. Trương Khác khẽ buông một tiếng thở dài, trong lòng cảm thấy lần này quay về như chỉ để cứu mỹ nữ này. Tôi đã nói hết với chị rồi, chị còn chưa nói tên của mình đó. Tôi tên Hứa Tư, nhưng tôi là cô gái hư, không xứng làm chị cậu. Hứa Tư cười buồn lắc đầu. Hiện giờ gái hư mới làm người ta yêu, tôi gọi chị là chị Hứa Tư nhé. Trương Khác lòng chua xót, lại cố ý dùng giọng điệu trêu ghẹo gọi. Chị Hứa Tư. Phì, miệng chó không mọc được ngà voi. Hứa Tư gắt giọng, song không từ chối cách xưng hô của y. Chị Hứa Tư, chị làm gì? Em còn chưa biết đấy. Trương Khác thay đổi xưng hô rất nhanh. Hứa Tư cắn môi nghĩ hồi lâu, không nói gì cả, chỉ tập trung lái xe. Trương Khác hiểu, dù Hứa Tư muốn tìm người xa lạ san sẻ tâm sự, nhưng có những chuyện chẳng phải có thể tùy tiện nói với người lạ. Xe tới gần Đại học Hải Châu thì rẽ trái vào đường Đào Khê, tới cảnh Thịnh Hoa Uyển, đó là khu nhà ở thương phẩm có sớm nhất ở Hải Châu, môi trường sống tốt nhất, từng một dạo được coi là khu nhà giàu. Trước khi cha còn chưa bị thôi việc, mẹ suốt ngày mong mỏi kiếm được một căn nhà ở cảnh Thịnh Hoa Uyển. Hứa Tư ở khu nhà cầu thang máy phía đông cảnh Thịnh Hoa Uyển, nhìn qua phòng khách không thấy có dấu vết có người khác ở. Hứa Tư đem chìa khóa cùng phong bì màu trắng lấy từ trong xe ném lên cái tủ sau cửa, thay giày ra, quay lại nói với Trương Khác. Chỗ tôi không có dép nam, cậu đi dép của tôi hoặc đi đất cũng được. Trương Khác nhìn bàn chân dưới mép váy của Hứa Tư, chân cô rất nhỏ, mỗi ngón chân đều xinh xắn lóng lánh như lấy bạch ngọc khắc ra vậy. Dép của cô trông có vẻ to, nhưng với Trương Khác còn quá nhỏ, lắc đầu, chẳng khách khí cởi tất ra đi chân đất. Cậu ngồi đây một chút, tôi đi thay y phục đã. Hứa Tư mang tới một chai nước uống, rồi quay người đi vào phòng ngủ. Trương Khác đưa ngón tay ấn vào mép cửa, đã bị cài từ bên trong. Trương Khác đứng ở cửa, nghe tiếng sột soạt bên trong, không khó tưởng tượng ra cảnh Hứa Tư thay y phục, trong lòng lại không hề có suy nghĩ mờ ám. Phòng khách không hề có đồ dùng của nam, xem ra biệt thự ở Bắc Lộc mới là địa điểm Hứa Tư và Đinh Hướng Sơn hẹn hò. Nhưng bên ngoài toàn bàn tán Hứa Tư là tình nhân của Đường Học Khiêm, Hứa Tư cũng thừa nhận điều này với tổ kiểm tra, sao Hứa Tư chứng minh được điều này. Trước Khác nhìn phong bì màu trắng trên tủ, bên trên có dấu hiệu của hiệu ảnh kia ở công viên Tượng Sơn, xem ra trước khi va phải Hứa Tư, cô vừa lấy ảnh từ trong đó ra. Chương 7, tội chứng của Đường Học Khiêm. Trương Khác đang định mở ra xem bên trong chứa ảnh gì thì Hứa Tư đẩy cửa bước ra. Thấy Trương Khác đứng ngay ở cửa, Hứa Tư giật mình. Sao cậu cứ thích đứng ở cửa dọa người khác thế? Tay cô còn cầm bộ y phục mới thay ra, đẩy vai Trương Khác tới phòng khách. Cởi áo của cậu ra, tôi giúp cậu giặt, dùng máy sấy một lúc là khô. Lấy ra ngoài thong thả phơi cũng được. Trương Khác mặc áo cổ hẹp, đầu kẹt không chui qua được, Hứa Tư tới giúp kéo ra, chạm vào cánh tay cô, cảm thấy làn da Hứa Tư lạnh lẽo. Bên ngoài trời rất nóng, điều hòa trong phòng chưa mở, nhìn trên trán Hứa Tư lấm tấm mồ hôi. Ra lại lạnh toát, Trương Khác lấy làm lạ, muốn đụng chạm lần nữa, nhưng thế thì quá lộ liễu. Trương Khác vất vả lắm mới chui đầu ra được, mình trần, thân thể 16 tuổi gầy gò, không có cơ múi mà y hay kiêu ngạo, cũng chẳng có màu da đồng khỏe khoắn, thấy ánh mắt của Hứa Tư, vẻ mặt Trương Khác có chút xấu hổ. Da chị thật lạnh, ngồi gần chị chẳng cần bật điều hòa. Cậu gầy quá. Hứa Tư chỉ xương sườn của y. Có điều rất cao, vừa rồi tôi không nhận ra. Vừa rồi chị đi giày cao gót. Hứa Tư hơi ngửa đầu lên, chỉ tới mũi y, cách gần như thế, như cảm thấy hơi thở ấm ấm của cô phả lên cằm, Trương Khác lòng nao nao, cố kiềm chế khát vọng ôm cô vào lòng, dịu giọng nói. Chị Hứa Tư, chị thật là đẹp. Đừng học cách nói chuyện của người lớn. Hứa Tư nhướng mày lên, lời khen cô đã nghe phát ngán rồi, nhưng từ miệng thiếu niên này nói ra lại chẳng khiến người ta ghét, trong lòng còn thấy xấu hổ, vờ giận lấy y phục quất y. Nhỏ mà danh, cậu thì biết gì là đẹp hay không đẹp. Trương Khác cười hì hì, nghĩ, mình hiện giờ là thiếu niên mới tốt nghiệp sơ chung, nên giữ bổn phận thiếu niên. Liền không dám ba hoa nữa. Hứa Tư mang y phục hai người vào phòng vệ sinh giặt, Trương Khác ngồi ở phòng khách xem tivi, lòng suy nghĩ lung tung, khi điện thoại vang lên, liền giật nảy mình. Hứa Tư chạy ra nhận điện thoại, Trương Khác nghe thấy cô nói. Nhà tôi có khách, tôi xuống gặp anh ta. Rồi quay lại nói với Trương Khác. Tôi ra ngoài một chút, cậu trông nhà giúp tôi nhé. Nói xong lấy chìa khóa đẩy cửa đi ra.
Trương Khác đi tới bên cửa sổ, một thanh niên đứng dưới lầu ngẩng đầu nhìn lên, cách tấm kính phản quang, Trương Khác tin hắn không nhìn thấy mình, chỉ cảm thấy người này rất quen, đầu óc lộn xộn không nhớ ra là ai. Một lúc sau Hứa Tư xuất hiện, người kia tới chào, nhưng Hứa Tư lại tránh ra đằng sau, giữ khoảng cách với hắn. Trương Khác thình lình nhớ ra, hắn là Diệp Tân Minh, thư ký của Đường Học Khiêm cũng chính là kẻ chuyển lời với cha bảo Đường Học Khiêm mong cha rời khỏi Hải Châu. Trương Khác có thể hiểu được vì sao hắn tới gặp Hứa Tư vào lúc này. Sau khi Đường Học Khiêm vào tù, Diệp Tân Minh không bị liên lụy chút nào, còn chuyển sang thành ủy làm thư ký cho Đinh Hướng Sơn. Trước khi Đinh Hướng Sơn vào tù, quan lộ của hắn rất thuận lợi, còn kết hôn với Hứa Tư. Hiển nhiên từ đầu tới cuối Diệp Tân Minh đều biết Hứa Tư là nhân tình của Đinh Hướng Sơn, hắn kết hôn với Hứa Tư, cũng là vì giúp che giấu quan hệ không thể công khai kia. Một quân cờ làm tới mức đó, cũng xem như là quân cờ đáng nể nhất rồi. Trương Khác cười nhạt, lấy phong bì trên tủ, rút ảnh ra, bên trên là ảnh chụp cuộc sống của Hứa Tư, với đủ tư thái tuyệt mỹ làm người ta điên đảo. Trương Khác không ngờ trên thế giới có nữ nhân hoàn mỹ như thế. Nghĩ tới cô có thể phải vẫy vùng khổ sở dưới quyền uy của Đinh Hướng Sơn, mấy năm sau kết thúc tuổi hoa tươi đẹp của mình, tim Trương Khác thắt lại, nó làm y phẫn nộ hơn cả cuộc đời gập ghềnh của mình sau năm 16 tuổi. Ông trời bỗng dưng đưa mình quay về đây, chẳng lẽ có mục đích mờ ám nào đó? Trong lòng chất chứa oán hận không thể phát tiết, tay Trương Khác lật nhanh mấy tấm ảnh, thầm nghĩ, đã thế không thể để thế cục phát triển theo ý ông được. Không biết Hứa Tư lún sâu bao nhiêu, chỉ nhớ rằng năm 99 Đinh Hướng Sơn bị phán tử hình, Hứa Tư bị phán 20 năm tù, còn đám Diệp Tân Minh và Khương Minh Thành bị phán từ 10 tới 15 năm tù. Trương Khác không biết 5 năm nữa sẽ có thay đổi gì, nhưng lúc này Hứa Tư trông thật vô tội, hơn nữa sau khi vào tù liền tự sát, chỉ riêng từ điểm đó mà xét, làm người ta không khỏi oán tiếc. Trương Khác nhìn hai người dưới lầu, nói chuyện một lúc Diệp Tân Minh rời đi, y cũng lật tới những tấm ảnh cuối cùng, là ảnh chụp chung Hứa Tư và Đường Học Khiêm. Đường Học Khiêm mặc áo vest thâm, đầu hơi cúi, bất kể vị trí hai người thay đổi ra sao, ánh mắt ông ta đều dừng trên người Hứa Tư. Chỉ bằng mấy tấm ảnh này muốn chứng minh giữa ông ta và Hứa Tư tồn tại quan hệ kia là hơi khó, nhưng không thể phủ nhận Đường Học Khiêm chú ý tới Hứa Tư, làm sao có nam nhân bình thường nào lại không chú ý tới cô được. Mặc dù khó chứng minh xác thực giữa hai người này có quan hệ tình nhân, nhưng lời khai của Hứa Tư là vô cùng quan trọng, thêm vào các chứng cứ khác thành chuỗi hoàn chỉnh đủ đẩy Đường Học Khiêm vào tù. Song Trương Khác không hiểu, vì sao Đinh Hướng Sơn bày mưu hãm hại Đường Học Khiêm. Y đương nhiên không tin lời đồn kiểu như tranh giành nữ nhân, cho dù Đường Học Khiêm có ý đồ với Hứa Tư làm Đinh Hướng Sơn khó chịu, cũng không cần dùng tới thủ đoạn cực đoan này. Nhất định có lý do khác. Trương Khác lấy ra một tấm ảnh nhét vào túi Qua Ân, quay đầu nhìn thấy không lộ ra dấu vết gì, cất số ảnh còn lại vào phong bì, thầm nghĩ dù Hứa Tư có phát hiện mất một tấm ảnh đại khái cũng không suy nghĩ sâu xa. Hứa Tư đẩy cửa đi vào, tay cầm một cặp hồ sơ, chắc là Diệp Tân Minh giao cho cô, Trương Khắc hỏi. Người vừa rồi là bạn trai của chị hả? Không phải. Hứa Tư mỉm cười. Nếu không sao tôi lại không cho anh ta lên. Hứa Tư đặt cái cặp lên tù, đè lên phong bì, lại tiếp tục đi giặt quần áo, cửa phòng không đóng, Trương Khắc muốn mở cặp tài liệu ra xem mà không có cơ hội. Đứng đó nhìn trộm Hứa Tư, chỉ thấy nửa người cô, tóc dùng kẹp màu tím kẹp tùy ý, buông xuống che đi khuôn mặt, lộ ra mỗi cái cằm thon thon. Người cô hơi con, bầu ngực căng phồng phía trước bị ép chặt vào áo, lộ ra đường cong mê đắm. Nhóc con, nhìn trộm cái gì? Hứa Tư xoay mặt lại, thấy Trương Khác hào háo nhìn ngực mình, quát một tiếng, tuy cô ngồi nghiêng, nhưng vẫn kéo cổ áo lên, lại càng làm nổi lên bầu vú ngạo nghễ. Trương Khác chuyển ánh mắt lên khuôn mặt vờ giận của Hứa Tư, muốn nói gì đó, lại chẳng nói ra lời, quay về phòng khách ngồi xuống ghế sofa, tiện tay bật tivi. Đúng lúc phát tin Đinh Hướng Sơn đi thăm hỏi xã thị trấn bị bão, liền nói một câu. Chị Hứa Tư, chị đẹp như thế, cho dù là bí thư thành ủy Hải Châu nhìn thấy chị cũng không kìm lòng được. Tiếng động trong phòng vệ sinh đột nhiên ngừng lại, một lúc lâu sau Hứa Tư mới nói. Nhóc con, nói lăng nhăng gì đó. Tiếp theo lại im lặng. Đợi một lát nữa, bên trong vẫn không có động tĩnh, Trương Khác cảm thấy lạ, đi tới cửa phòng vệ sinh, nhìn thấy Hứa Tư dựa vào tường lặng lẽ khóc. Giọt nước mắt long lanh lăn trên gò mà không chút tì vết, làm người ta đau lòng. Thấy Trương Khắc đứng ở cửa, Hứa Tư hốt hoảng đưa tay lau nước mắt, bọt xà phòng lọt vào mắt, làm cô sót hét lên. Chị Hứa Tư, cúi đầu xuống một chút, dùng nước rửa là ổn thôi.
Trương Khác vội đi múc nước, một tay nâng gò má Hứa Tư, một tay rót nước vào mắt cô. Mở mắt ra một chút là được. Nhìn hàng mi dài của Hứa Tư khẽ run rẩy, tựa hồ trong lòng ẩn chứa sợ hãi vô biên, Trương Khác nhẹ nhàng ôm cơ thể thành thục đầy đặn của cô trong lòng, cảm giác cơ thể trong lòng cứng đờ, nhưng không né tránh. Trương Khác thở dài, không kìm được nói. Chị Hứa Tư, em nhất định không để ai làm tổn thương chị. Người Hứa Tư mềm đi, rồi bắt đầu run run, từ đôi mắt khép chặt nước mắt chảy ra, chảy dọc theo gò má trắng như tuyết đầu mùa rơi xuống. Chương 8, chân tướng hữu hạn. Phải rất lâu sau, Hứa Tư mới ngừng khóc, đứng thẳng dậy, nhưng giấu khuôn mắt giữa mái tóc rối, ngượng ngùng không dám nhìn Trương Khác, nói nhỏ. Cậu ra ngoài ngồi một chút, tôi giặt y phục trước đã. Trương Khác cứ đứng đó, thấy Hứa Tư không nhìn mình, thầm nghĩ, cô ấy nhất định không chịu đựng được nữa, mới phát tiết đau khổ với một người xa lạ. Về phòng khách, tắt chiếc tivi phát ra tiếng động ồn ào, nhìn ra bầu trời xanh thẳm bên ngoài, Trương Khác chìm vào suy tư. Nghe tiếng Hứa Tư giặt xong y phục, lấy máy sấy hơ rất lâu mới thấy cô mang áo của mình ra. Mặt Hứa Tư đỏ như táo chín, đôi mắt long lanh ngấn lệ, như muốn hòa tan trái tim người ta, đưa cái áo tới trước mặt Trương Khác. Khô rồi, cậu mặc vào đi. Chiếc áo còn lưu lại mùi thơm xà phòng, Trương Khác hít sâu một hơi. Có mùi của chị Hứa Tư. Con nít danh. Hứa Tư nhìn khuôn mặt non nớt lại bắt chước giọng điệu cao thủ tán gái, thiếu chút nữa phì cười, nhớ lại vừa nãy mình dựa vào lồng ngực trần của y khóc, xấu hổ chết người. Trương Khác mặc áo xong, vỗ ngực. Chỗ này lần sau cũng cho chịu Hứa Tư dựa miễn phí. Ai thèm. Hứa Tư thấy y tiếp tục càn quấy, liền lườm một cái, nhưng thấy y lộ ra vẻ đắm đuối chừng như rất thích, tức tối trợn mắt lên, song lòng thầm nghĩ, nếu cậu ta lớn hơn vài tuổi, chắc có thể an ủi mình. Trương Khác xuống lầu, từ phía dưới nhìn lên vị trí phòng của Hứa Tư, mặc dù không nhìn thấy cô nhưng vẫn vẫy tay, một lúc sau Hứa Tư mới mở cửa sổ thò đầu ra vẫy tay tạm biệt. Trương Khác đi taxi về công viên Tượng Sơn, lấy ảm rồi lại ngồi xe về thành phố, tới nhà thì trời đã tối đen. Trương Chi Hành ngồi trên ghế sofa, mặt nặng trĩu trịch. Cả ngày con đi đâu? Trương Khác nghĩ bụng, chẳng trách cha lại giận. Sau khi nghe Diệp Tân Minh chuyển lời, trong đầu cha chắc luôn đấu tranh giữa đi hay không đi, chiều hôm nay tin ông bị mất hẳn từ quê đưa tới, cho cha một cái cớ rời khỏi Hải Châu, mình lại chơi trò mất tích, chẳng trách bụng cha đầy lửa giận. Người mất ở đây là Thúc Gia Gia, tức em trai của ông nội Trương Khác. Ông mất rồi, nhà ta phải về Đông xã dự tang lễ, con không ở nhà mà đi đâu thế? Lương Cách Chân đứng sau lưng chồng, đợi quá nửa ngày cả trưa con cũng không về ăn cơm, nhà bạn học gọi khắp cả lượt, bà sắp đi báo cảnh sát rồi. Trương Khác bĩu môi nhìn khuôn mặt âm trầm của cha. Sao lại rời khỏi Hải Châu, cha mẹ định bỏ mặc chuyện của bác Đường à? Chuyện bác Đường cái gì? Trương Chi Hành bị câu này của con làm không hiểu ra sao? Con nói chuyện lạ lùng gì thế? Trương Khác chẳng rảnh rỗi chơi trò đoán đố, cũng chẳng bận tâm xem đây có phải là lời người 16 tuổi nên nói hay không. Bác Đường chẳng phải bị cách ly điều tra sao? Có phải ba sợ tổ kiểm tra tiếp đó mời cha tới điều tra? Người khác đều nói bác Đường có vấn đề, dù ba kiên trì bác Đường không có vấn đề, người khác cũng không tha cho ba. Nhưng nếu ba làm trái lương tâm hất nước bẩn lên người bác Đường, cả đời ba cũng không yên. Vậy phải làm sao? Chỉ có cách rời khỏi chỗ thị phi này thì tốt rồi. Cho dù không có thư ký Diệp chuyển lời, ba cũng sẽ trốn tới Đông xã. Những lời này ai dạy con? Trương Chi Hành như mèo bị giẫm phải đuôi, đứng bật dậy. Ai dạy con chứ? Mấy ngày qua trong nhà phát sinh bao chuyện, người qua kẻ lại, nhìn nhiều tự nhiên sẽ hiểu thôi, còn cần ai dạy sao? Trương Khác dù nói những lời kinh hãi, phải lập tức nói cho cha y đau, nói cho tỉnh mới được. Ông qua đời, ba ngày nữa mới mai táng, chúng ta vội vàng bỏ đi như thế. Bác Đường sẽ nghĩ thế nào? Trương Khác thấy mặt cha tái đi, để tránh cha khỏi mất kiểm soát lấy mình ra làm bao cát phát tiết, liền trốn vào trong phòng mình trước, lòng thầm tính hiệu quả những lời vừa rồi đem lại, tai ghé vào cửa nghe ngóng bên ngoài nói chuyện. Tiểu Khác nói đúng, mấy ngày qua anh do dự mãi chẳng phải vì những điều đó sao? Đây có giống lời đứa bé chút tuổi đầu nói không? Sao không giống? Tiểu Khác giống tính anh, khôn sớm trưởng thành sớm, mặc dù từ nhỏ nó cứ ù lì lì. Người khác sao biết nó nghĩ gì? Anh chỉ sợ người khác biết quan hệ giữa anh và Đường Học Khiêm, cho nên mới dạy Tiểu Khác nói những lời này. Con mình mà anh không tin thì anh muốn tin ai? Con nó tuy ít nói nhưng không thiếu tâm tư,
đã 16 tuổi rồi, ai xúi bẩy nó được. Nếu anh lo, gọi con ra hỏi là được. Em gọi nói đi. Chẳng ai bảo con nói thế cả. Trương Khắc nghe tới đây từ sau cửa đi ra, đem ảnh của Đường Học Khiêm và Hứa Tư đưa cho cha. Bên ngoài chẳng phải đang đồn bác Đường và cô gái này có quan hệ sao? Trương Chi Hành gần như nhảy dựng dậy, run lẩy bẩy nhận lấy tấm ảnh, nhìn con với vẻ không sao tin nổi. Con lấy đâu ra tấm ảnh này? Tạm thời ba đừng quan tâm con lấy đâu ra, tổ kiểm tra tỉnh sắp nhìn thấy những bức ảnh tương tự rồi. Trương Khắc bình tĩnh nói. Nếu tội danh bác Đường bị chứng thực, lúc này cha rời khỏi Hải Châu, phải chăng khiến người ta cho rằng cố ý né tránh điều tra? Trương Chi Hành vã mồ hôi lạnh, những ngày qua mình chỉ nghĩ tới trốn tránh, không suy nghĩ sâu hơn, còn nhờ đứa con 16 tuổi đầu nhắc nhở. Ông làm việc ở thành phố 7-8 năm, quá hiểu quy củ trong đó rồi, khi ấy cho dù bản thân không có vấn đề cũng khó tránh khỏi bị người khác đổ vấy cho, vị trí của ông chẳng hiểu hách gì, nhưng có cả đống kẻ thèm muốn. Nhưng đây có phải là lời của đứa bé 16 tuổi không? Lương Cách Chân thì chỉ hận con mình không phải đứa bé thông minh nhất, xuất sắc nhất thế giới. Nên chẳng thấy có gì khác thường, thậm chí thấy chồng quá kỳ lạ, có điều ba cũng thấy tấm ảnh này trong tay con mình là rất lạ. Tấm ảnh này con lấy đâu ra? Trương Khắc biết hành vi của mình tạo thành chấn động lớn cho cha, lúc này không đem lời nói hết ra sẽ làm lỡ thời cơ. Ba theo bác Đường bao năm, vì sao bác Đường lại không tin ba cần thư ký Diệp chuyển lời muốn ba tránh đi? Con còn biết cái gì? Trương Chi Hành không hiểu con vì sao đột nhiên nói những lời lạ lùng này. Nhưng đúng là nói chúng nghi hoặc trong lòng. Có điều bản thân ông nghĩ không ra, trong chính phủ thành phố ai cũng biết ông theo Đường Học Khiêm, đang mừng trên tai họa của người khác nên né tránh, làm ông bị bưng bít thông tin, chẳng biết gì. Trương Khắc thấy cha ngồi ngay ngắn, biết cha bắt đầu coi trọng lời mình rồi. Trên đường trở về Trương Khắc nghĩ ra lý do thuyết phục cha, chỉ vào ảnh Hứa Tư. Con từng gặp cô ta ở sau tượng sơn, nhìn thấy cô ta và một nam nhân ở cạnh nhau, nhưng không phải bác Đường. Mà là một người tuyệt đại đa số đều không nghĩ tới. Là ai? Trước tiên chưa quan tâm tới là ai? Trương Khắc muốn cho cha y hoảng lên trước, nói. Hôm qua nghe mẹ nói bác Đường và cô gái kia có loại quan hệ đó, trong lòng con thấy lạ, sáng sớm liền tới tượng sơn đi lòng vòng, quả nhiên nhìn thấy. Trương Khắc đem tấm ảnh biệt thự ngói đỏ ở Bắc Lộc ra. Con vào công viên thuê máy ảnh, chụp tạm được, ba thấy giống ai? Tấm ảnh đầu tiên chụp chiếc Nissan đi vào biệt thự, tấm thứ hai chụp Đinh Hướng Sơn cúi mình chui vào chiếc Nissan, dù không phải là xe số 1 của ông ta, nhưng là xe mang biển thành ủy. Tuy không chụp được đầu của ông ta, nhưng Trương Khắc tin cha sẽ đoán ra được. Tấm thứ ba là cảnh chiếc xe hoa quan màu đỏ rời khỏi biệt thự, chiếc xe này cũng xuất hiện trong ảnh chung của Hứa Tư và Đường Học Khiêm. Tuy trong rừng ánh sáng không tốt, không có flash nhưng ảnh chụp không tệ, góc dưới còn có thời gian chụp ảnh. Trương Khắc tin lúc này có nhét hai quả trứng gà vào miệng cha mình thì cha cũng không biết. Chương 9, tang lễ ở Đông xã. Chụp ảnh xong con tới hiểu ảnh rửa phim, không ngờ gặp phải cô gái này cũng tới đó lấy ảnh, thấy trong số bức ảnh của cô ta có tấm ảnh kia, con nhân lúc cô ta không để ý liền thuận tay lấy nó. Trương Khắc nói nửa thật nửa giả. Cha y không ngốc, tin rằng có thể mau chóng hiểu ra ngọn ngành, Trương Khắc xoa tay hỏi mẹ. Còn cơm không mẹ, con sắp chết đói rồi. Sao con biết phải đi chụp những tấm ảnh này? Lương Cách Chân nắm vai con đẩy vào nhà bếp. Con không về, ba mẹ không có bụng dạ nào cơm nước, mẹ nấu mì đánh thêm hai quả trứng. Tiểu Khác, Trương Khác vừa cùng mẹ đi vào nhà bếp thì bị cha gọi lại. Con đem chuyện hôm nay kể tường tận cho ba nghe xem nào. Trương Khác không biết Hứa Tư lún sâu cỡ nào, chỉ e phải nghĩ cách khác cứu cô, liền không kể chuyện giữa mình và Hứa Tư, chỉ kể chuyện xảy ra hồi sáng. Vì sao lại là Đinh Hướng Sơn? Trương Khắc nghe thấy cha lẩm bẩm nói ra tên Đinh Hướng Sơn, biết cha đã đoán được một phần chân tướng. Tổ kiểm tra tỉnh vừa xuống, đúng lúc Hải Châu xảy ra bao việc bất lợi nhắm vào Đường Học Khiêm, trong chuyện này nhất định phải có nhân vật thế lực thúc đẩy. Trương Chi Hành cũng biết thế, chỉ không biết là ai, vì sao làm thế. Bác Đường và cô gái này rốt cuộc có quan hệ gì? Nhìn ảnh rất ám muội. Ba cũng không biết. Trương Chi Hành thở dài. Con còn nhỏ, chuyện nam nữ con không hiểu đâu, một số chuyện, chỉ e bác Đường cũng chẳng nói rõ được. Con biết, bác Đường mà nói rõ được đã chẳng có những tấm ảnh này. Hả, những cái đó con học đâu ra đấy? Trương Chi Hành đưa tay ra xoa đầu con.
Bọn trẻ bây giờ đúng là làm người ta nhìn không thấu. Trương Khắc cười khì, thấy mặt cha không còn u ám như lúc mình mới về, song biết cha sẽ không đem băn khoăn trong lòng ra trao đổi với mình, đợi chuyện tiếp tục xảy ra từng bước nhắc cha cũng không muộn, có lẽ trong lòng cha nắm được mấu chốt vấn đề cũng chưa biết chừng. Lương Cách Chân bê mì ra, Trương Chi Hành ăn như gió cuốn mây tàn, thoáng cái đã nhét hết bát mì vào bụng. Trương Khắc sợ nóng, mới ăn được 1/3 thì cha thò đũa qua vớt mì của mình, vội gạt đũa của cha ra, là oai oái. Ba, cả ngày con chưa ăn gì, bát mì này còn chưa đủ dính ruột đâu. Lương Cách Chân đẩy bát mì của mình cho chồng. Như gà con tranh ăn vậy, hai ba con ăn trước, mẹ đi nấu thêm. Không, Trương Chi Hành ngăn vợ lại. Em ra ngoài mua đồ ăn đi, chọn thứ ngon vào, khi về phải để người trong khu nhìn thấy, mấy ngày qua bọn họ coi anh thành chó nhà tang, đợi cười anh. Bất kể chuyện anh Đường có xoa chuyển được không thì hiện giờ cũng không thể thuận theo ý bọn chúng. Lúc này rồi anh còn tức cái đó làm gì? Lương Cách Chân không hiểu. Mẹ ơi không phải đâu, ai cũng thích hùa vào đánh chó rớt nước mà, truyền thống dân tộc đấy. Trương Khác ở bên nói. Càng lúc ngã lòng càng không để người ta thấy. Đặc biệt là người trong cái khu này, có ai đang không đợi cơ hội gạt chân người khác dẫm lên chứ? Ha ha ha! Trương Chi Hành cầm đũa muốn gõ vào đầu con. Nói ai là chó rớt nước? Lại dục vợ. Em không nhìn thấu bằng tiểu khác, đi nhanh đi. Lương Cách Chân thấy chồng bỏ tâm sự xuống, liền yên tâm. Anh nghĩ thông rồi à? Tiểu khác đã nhắc rồi, anh Đường đã tin Diệp Tân Minh vì sao lại không tin anh? Anh Đường mà có chuyện gì mập mờ? Thì Diệp Tân Minh là thư ký phải rõ hơn. Lời kia của hắn ta có thể là cái bẫy, anh không thể nhắm mắt nhảy vào được. Vậy anh sẽ làm sao, chỉ bằng vào mấy tấm ảnh thì có tác dụng gì? Có lẽ không. Trương Chi Hành đáp hàm hồ. Chẳng phải bọn chúng muốn anh rời khỏi Hải Châu sao, đợi mai anh tới Đông Xã là biết mấy tấm ảnh này có tác dụng hay không? Lương Cách Chân không nhịn được hỏi. Anh còn muốn về Đông Xã à? Đương nhiên. Anh đã xin phép Chu Phú Minh rồi, không thể nói không đi là thôi, như thế thành không hay, hơn nữa mọi người đều tránh anh như bệnh dịch, dù anh ở lại thành phố thì cũng có tác dụng gì. Trương Chi Hành uống rượu, mặt đỏ bừng bừng. Nhưng không phải cả nhà ta về Đông Xã, anh và Tiểu Khác về, em ở lại xem chuyện phát triển thế nào, cho dù chỉ là tin tồn thổi cũng có được chút tin tức, chúng ta hẹn giờ gọi điện cho nhau, có chuyện cũng tiện về. Đông Xã là một huyện phía dưới thành phố Hải Châu. Cách thành phố 50 km, năm 94, đường cấp tỉnh giữa Đông Xã và Hải Châu còn chưa được làm, ngồi xe tới Đông Xã, phải mất hơn một tiếng. Bác Y Trương Chi Vi làm phó cục trưởng cục thương mại, rất hiểu tình hình gần đây trong thành phố, trước khi cha về đưa tang, thân thích ở quê đều biết chuyện Đường Học Khiêm bị cách ly thẩm tra. Trương Khác còn nhớ tình hình khi đó về quê, nếu không có gì bất ngờ, chuyện đó sẽ tái diễn. Tách đồng ngô kín mít ra. Liền có thể nhìn thấy ngôi nhà tổ họ Trương, trừ ba gian nhà cũ dưới tên cha để lại cho bà nội ở, các vị chú bác khác đều xây nhà lầu trên nền đất cũ. Phía nam là tòa nhà ba tầng của Trương Chi Vi, trong sân xi măng dùng vải bạt dựng lán. Người qua đời, ngày thứ ba hạ thổ, ngày thứ hai bắt đầu mời đạo sĩ hòa thượng tới làm pháp sự, một đội hòa thượng mặc áo cà sa ngồi trong lán gõ mõ gõ chiêng, xung quanh rất nhiều người, không khác gì ký ức. Trương Khác và cha đứng ngoài cửa. Trong lán có rất nhiều người nhìn thấy, anh họ Y Trương Dịch vui mừng gọi. Chú, Tiểu Khác, sao hôm nay đã đến rồi? Hắn muốn chạy tới, nhưng bị cha hắn Trương Chi Vi giữ lại, chú Trương Khác là Trương Chi Phi chạy ra, nhận lấy túi trong tay cha, dẫn cả hai vào lán. Hôm qua gọi điện, tôi còn tưởng mai cậu mới về. Trương Chi Vi vẫn ngồi yên tại chỗ, làm bộ ngạc nhiên. Chi Hành, cậu là lãnh đạo của thành phố, sao lúc này lại rảnh rỗi thế? Trong trí nhớ của Trương Khác, cha khi nghe câu này sẽ rất xấu hổ, nhưng lúc này cha lại cười bình thản. Trong thành phố không có chuyện gì trọng đại, em lâu lắm rồi không về quê, nên xin nghỉ phép, đợi qua 7 ngày tang của chú mới lên thành phố. Trương Chi Vi chỉ khẽ hừ một tiếng quay đầu đi, Trương Dịch mặt thiếu tự nhiên, định an ủi vài câu, nhưng sợ uy của cha, không dám nói bừa. Trương Chi Phi cười làm dịu không khí. Thím tới nhà Triệu Hán Minh mượn bàn ngày mai ăn cơm. Không biết anh và Tiểu Khác hôm nay về, nhìn cả hai người đầy mồ hôi, tới nhà em ngồi át, tối nay cứ tới nhà em nghỉ, nhà vừa mới sửa xong, chuyên môn chuẩn bị một phòng cho anh. Ngoái chú ra chẳng một ai chào đón cha con họ. Trương Khác lạnh lùng nhìn, cứ như xem diễn kịch,
Nếu là lúc khác cha về quê, sớm được người ta vây xung quanh chuyện trò, cha mà đứng, Trương Chi Vi tuyệt đối không dám ngồi nói chuyện, dù cha y không để ý, ông ta cũng sẽ nói. Em hai là lãnh đạo của thành phố, sao có thể để em đứng anh ngồi được? Lúc này thì ông ta lại làm như không hề quen biết. Chú Trương Chi Phi lại cùng cha từ nhỏ lớn lên bên nhau, cho dù ở thế giới khác khi cha thất thế, chú vẫn thường qua lại. Chú Trương Chi Phi mấy năm trước vào công ty xây dựng huyện Đông xã, cha lên thành phố, chú cũng tự gây dựng lên được đội ngũ của mình, là nhân vật ăn nên làm ra ở huyện. Trương Khác và cha theo Trương Chi Phi tới phòng khách ở lầu 2, Trương Chi Phi lấy y phục trong túi hành lý cha con y ra gấp gọn cho vào tủ, quay đầu lại nói. Tiểu Khác, Tiểu Mân nó ở trên lầu xem video đấy, đi chơi với nó đi. Trương Mân là con gái của Trương Chi Phi. Trương Khác ngồi xuống giường, cười. Chú muốn nói gì với cha cháu mà muốn cháu phải tránh đi thế? Cái thằng nhóc này. Trương Khác thấy chú đưa tay ra véo tai, vội vàng né tránh, chú nhất định còn cho y là đứa bé chưa hiểu chuyện. Không sao, Tiểu Khác nó biết chừng mực. Cha đứng đó bình thản nói. Giờ xảy ra chuyện gì nó biết cả đấy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 10, ba người hợp mưu. Trương Chi Phi chẳng hề che giấu vẻ ngạc nhiên trên mặt, nói. Chuyện của thị trưởng Đường, em đã nghe nói rồi, thông thường mà nói một khi cách ly thẩm tra là có chứng cứ xác thực, anh này, anh nói thị trưởng Đường có cơ xoay chuyển không? Không phải em đã nói rồi sao? Chắc không xoay chuyển được. Cha không nói thật, loại chuyện này nếu không tìm được người thực lòng muốn giúp mình, để càng nhiều người biết càng nguy hiểm. Anh, Phó Bí Thư Lục có ăn mấy bữa cơm với em, chắc còn nhớ mặt. Em thấy anh cũng không cần đợi hết 7 ngày tang của cha em, hay là em với anh tới nhà Phó Bí Thư Lục. Trương Chi Phi cũng đoán được tình hình nghiêm trọng lắm rồi. Nếu trong lòng Lục Giật Quang sớm coi anh là phản thần tặc tử, em khó khăn lắm mới bắt được quan hệ với ông ấy, không khéo hỏng mất. Trương Chi Hành lắc đầu. Quan hệ với chẳng quan hệ, dù sao em cũng đâu có kiếm ăn trong quan trường. Nếu anh đồng ý, chúng ta đi ngay hôm nay, em giúp anh chuẩn bị quà. Đây là đoạn đối thoại Trương Khác không biết, chẳng ngờ chú lại nhiệt tình như thế, nhưng lúc này cha nếu có thể theo phe khác thì đã chẳng về quê. Ở một thế giới khác, nguyên nhân chủ yếu nhất khiến cha bị đẩy khỏi chính phủ thành phố là vì người khác đều thừa nhận quà cáp cho Đường Học Khiêm, chấp nhận tổ chức phê bình giáo dục, riêng cha là kiên trì nói với tổ kiểm tra, giữa mình và Đường Học Khiêm qua lại chỉ là tình cảm. Như thế trong cơ quan ai còn chấp nhận cha được nữa? Tính cha quá cương, mặc dù có năng lực. Nhưng nếu bên trên không có chỗ dựa vững chắc, khó mà trụ được ở quan trường. Trương Chi Phi dưới tình huống không biết được tin tức gì nói câu này là đáng quý lắm rồi. Trương Chi Hành im lặng một lúc, đi tới đặt tay lên vai Trương Chi Phi. Chi Phi, chuyện không đơn giản như trong lời đồn đâu, nếu em muốn giúp anh, có thể bỏ chuyện công ty vài ngày, chạy vặt cho anh được không? Hiện giờ trong tay em chỉ có 2 công trình, bỏ đó 10 ngày nửa tháng cũng không sao. Trương Chi Phi sảng khoái nhận lời. Em thường qua lại Hải Châu và Đông xã, hẳn biết rất nhiều chuyện của Hải Châu. Tập đoàn Tân Phong từ lâu đã tồn tại vấn đề lớn, trước khi thị trưởng Đường chủ trì cải tạo đã phái mấy tổ kiểm tra tới đó, nhưng không tra ra được vấn đề gì. Thị trưởng Đường chẳng phải là người hồ đồ, ông ấy có muốn kiếm tiền, cũng không mò trong vũng nước đục đó, đạo lý này em có hiểu không? Trương Khác nghe tới đó mới không lo nữa. Xem ra sau khi quan hệ giữa Đinh Hướng Sơn và Hứa Tư bại lộ, cha đã nghĩ ra chỗ mấu chốt rồi. Cha nhìn chăm chú Trương Chi Phi nói tiếp. Anh và thị trưởng Đường gần gũi như thế mà không biết gì, bên ngoài đột nhiên đồn đại ông ấy nhận hối lộ của Khương Minh Thành, chẳng phải lạ sao. Nhưng, Trương Chi Phi nghe anh họ phân tích như thế, không tiếp nhận ngay được. Em muốn nói bên ngoài đồn thị trưởng Đường có tình nhân công tác ở tập đoàn Tân Phong chứ gì? Cô gái này phải không? Trương Chi Hành lấy tấm ảnh chụp Hứa Tư và Đường Học Khiêm cùng mấy tấm ảnh Trương Khác chụp ra. Xem 3 tấm ảnh này đi, cô gái này hôm qua gặp Đinh Hướng Sơn trong biệt thự ở Tượng Sơn, người cúi đầu muốn vào xe Nissan là Đinh Hướng Sơn, cái xe đỏ kia là của tập đoàn Tân Phong cấp cho cô ta. Sao anh chụp được tấm ảnh này? Trương Chi Phi mừng rỡ. Xem ra trong chuyện này có vấn đề. Ảnh do Tiểu Khác chụp đấy, trừ chị dâu cậu ra thì không ai biết. Thằng nhóc này. Vai Trương Khác bị chú thình lình chụp lấy, làm y hoài nghi có phải chú cố ý bóp mình. Sao cháu lại nghĩ tới việc chụp ảnh? Trương Chi Phi xuất thân ngành xây dựng, tay rất khỏe, Trương Khác người lẻo khẻo vặn người mấy lần không thoát được.
Nói ra thì xấu hổ, sau khi thị trưởng Đường cách ly thẩm tra, anh cũng cuống cả lên, không có mấy tấm ảnh này của Tiểu Khác thì anh cũng mù tịt. Trương Chi Hành giải thích thay con. Tiểu Khác ngẫu nhiên từng nhìn thấy Đinh Hướng Sơn và cô gái này ở bên nhau, anh chị đang loạn hết cả lên thì nó đã nghĩ thông mọi chuyện, tới biệt thự đó một ngày chụp mấy tấm ảnh này. Còn tấm ảnh chụp chung kia là nó lấy trộm trong túi cô gái đó, trong tay cô ta còn mấy tấm tương tự. Thằng nhóc này giỏi, được đấy, có thể làm chuyện lớn. Trương Chi Phi lại vỗ mạnh lên vai Trương Khác, làm người y lùn xuống, đau méo mặt. Chú khen cháu hay thừa cơ đánh cháu thế. Trương Chi Phi cười phá lên. Còn một điều em chưa rõ, Đinh Hướng Sơn là thổ hoàng đế ở Hải Châu, muốn xử Đường Học Khiêm thế nào chẳng được, sao nhất định dùng cách cực đoan này. Hôm qua anh cũng nghĩ không ra, hôm nay có chút manh mối rồi. Nếu anh nói tập đoàn Tân Phong không có vấn đề thì em có tin không? Thấy Trương Chi Phi lắc đầu, cha nói tiếp. Đúng, rất nhiều người không tin, nhưng vì sao thành phố phái mấy tổ kiểm tra mà không tra ra được vấn đề? Nếu như nói vấn đề đó liên quan tới Đinh Hướng Sơn thì mọi việc đều giải thích được. Trương Chi Phi kinh ngạc há hốc mồm. Thị trưởng Đường chủ trì cải tạo tập đoàn Tân Phong. Nhất định đã chạm vào được vấn đề ẩn sâu trong nó, có thể một số đã được moi ra, nhưng chưa đụng vào Đinh Hướng Sơn, nên ông ta phải cản thị trưởng Đường đào bới sâu hơn. Anh nghe nói trên cuộc họp thường ủy thành phố, Đinh Hướng Sơn 5-3 lần nói vấn đề tập đoàn Tân Phong tra mãi không rõ thì không nên nhùng nhằng nữa, quan trọng là đảm bảo cải tạo thành công. Phải biết rằng cải tạo xong trước đó nó có vấn đề gì sẽ bị che lấp hết, thị trưởng Đường từng nói với anh, cải tạo cần phải tiến hành. Nhưng vấn đề bỏ sót lại của nó không làm rõ, là có lỗi với quốc gia, có lỗi với mấy nghìn công nhân viên tập đoàn Tân Phong. Trương Khác thầm tức, cha đã nghĩ thấu triệt mọi vấn đề trong đó, rồi căn bản không có cơ hội ỉnh phát huy nữa. Cha ở trong quan trường nhiều năm, chuyện vòng vèo của nó đều biết cả, chẳng qua không chịu nhún mình thôi. Trương Chi Phi hỏi, em còn tưởng anh về để tránh phong ba, thì ra có tính toán khác, sao anh không ở lại thành phố? Anh ở lại đó chẳng làm được gì, cũng không có ai để tín nhiệm. Trương Chi Hành vỗ vai em họ. Ít nhất ở đây có em giúp được anh. Trương Chi Phi xoa tay, có vẻ hưng phấn. Vụ này lớn đây. Trương Khác thấy thế hất ột bát nước lạnh. Không dễ đâu, Đinh Hướng Sơn là thổ hoàng đế ở Hải Châu, ông ta có thể hãm hại Bác Đường thì có thể dễ dàng bóp chết chúng ta như ba con kiến. Ưu thế lớn nhất của chúng ta chính là Đinh Hướng Sơn chắc chắn không ý thức được sự tồn tại của chúng ta mà thôi. Chúng ta chỉ có một cơ hội để đánh bại hoàn toàn ông ta. Ồ, Trương Chi Phi thấy cháu phân tích đâu ra đó than. Thằng nhóc này đúng là không thể xem thường, có thể thành đại sự, mau mau tốt nghiệp đại học đi rồi giúp ba cháu hoặc giúp chú, hay là đừng học đại học nữa, thế là có thể ra đời sớm 4 năm. Trương Khác chề môi, về bản chất y giống cha mình, tính cách quật cường, ở cuộc đời trước kia, sau khi Trương Khác tốt nghiệp đại học, chú từng bảo y tới công ty giúp đỡ. Thậm chí hy vọng y thừa kế công ty quy mô không nhỏ đó. Nhưng cuối cùng Trương Khác chọn tập đoàn Long Dụ, cuộc sống xem như cũng thuận lợi, trước tai nạn, y lên làm giám đốc chi nhánh, thuộc hàng tuổi trẻ tài cao rồi. Lần này không hiểu sao ông trời đẩy mình quay về đây, nói không chừng dây thần kinh nào đó của ông ta chạm mạch, nếu tầm nhìn chỉ giới hạn trong một công ty xây dựng, đúng là có lỗi với ông trời. Hiện giờ đừng nói chuyện đó, Tiểu Khác nói đúng, chúng ta chỉ có thể ngầm thu thập chứng cứ. Chỉ có một cơ hội xuất kích, ít nhất phải có được chứng cứ vô tội của Đường Học Khiêm, chỉ bằng mấy tấm ảnh của chúng ta không chứng minh được gì. Trương Chi Hành nói. Chương 11, đi tìm bí mật. Nếu lãnh đạo trên tỉnh có thể kiên trì tra tận gốc vấn đề tập đoàn Tân Phong, mới làm được, nếu không bằng mấy người chúng ta ngầm thu thập chứng cứ chỉ e là rất khó. Trương Khác không thể không nhắc cha một câu. Chẳng phải vừa rồi ba nói Bác Đường rất có khả năng phát hiện ra điều gì đó. Hiện giờ nếu có thể biết được Bác Đường phát hiện ra cái gì, chúng ta lần theo manh mối cũng thuận tiện. Ba nói xem nhà Bác Đường liệu có thứ chúng ta cần không. Tìm được nó, dù chúng ta không có năng lực điều tra, lên tỉnh kêu oan cũng có sức thuyết phục. Đúng. Trương Chi Hành được con nhắc nhở choàng nhớ ra. Bác Đường mang nhật ký công tác bên mình, nhưng bác ấy có thói quen khi suy nghĩ cầm bút viết lung tung, viết xong không vứt đi ngay. Qua một thời gian bác ấy điều chỉnh lại đường lối công tác lại tìm lấy những bản nháp đó. Nói không chừng nhà bác ấy có manh mối. Trương Chi Hành vỗ đùi. Chi Phi, tối nay đưa anh về thành phố, nói không chừng Diệp Tân Minh cũng sẽ nghĩ ra vấn đề này, chúng ta phải nhanh lên. Diệp Tân Minh chẳng phải thư ký của thị trưởng Đường à? Trương Chi Phi thắc mắc. Hắn không đáng tin.
Trương Khác muốn dựng lên hình tượng trưởng thành sớm trong mắt chú để sau này nhờ chú làm việc thuận tiện hơn, nói tranh với cha. Nói không chừng bác Đường phát hiện vấn đề của tập đoàn Tân Phong bị Diệp Tân Minh tiết lộ cho Đinh Hướng Sơn ấy chứ. Còn nữa, ba không được đi, ai biết quanh nhà bác Đường có người giám thị hay không. Ba tới chịu tang cho ông, lại len lén về thành phố, Đinh Hướng Sơn mà biết hậu quả sẽ như thế nào. Để chú đưa con tới, người khác phát hiện ra thì con nói là cùng mẹ ở lại thành phố. Tiểu Khác suy nghĩ chu đáo lắm. Trương Chi Phi khen. Nghe nói cháu đỗ thứ ba khu Tây Thành hả, đầu óc đúng là không phải đồ giả. Trương Khác lườm chú một cái, tư duy kín đáo là do từng trải mà ra, đa phần suy nghĩ thiếu chu đáo là vì ít kinh nghiệm, chẳng liên quan gì mấy tới đầu óc. Trương Chi Hành do dự, nếu xung quanh nhà Đường Học Khiêm có người giám thị thì đến đó là một việc nguy hiểm. Trương Khác biết cha do dự, nhưng chuyện này ngoài bản thân ra thì không còn ai thích hợp hơn. Con nhớ ra một việc, mẹ Đường Thanh nếu biết bác Đường có tình nhân bên ngoài, liệu có kích động không? Chẳng may bác ấy giận bỏ mặc bác Đường thì sao? Ảnh lại chẳng thể đưa cho bác ấy xem, phụ nữ khó giữ bí mật, nếu bác ấy vội chạy đi minh oan cho bác Đường càng làm hỏng việc. Tiểu Khác hiểu phụ nữ quá nhỉ? Trương Chi Phi cười hì hì xoa đầu Trương Khác, ông từ nhỏ đã bội phục đầu óc của anh họ, thấy cháu mình phân tích rõ ràng mạch lạc, chỉ coi là di truyền tốt, giáo dục tốt, không kinh ngạc lắm. Con thấy thế này, cha viết cho con tờ giấy giải thích rõ vấn đề hộ bác Đường, dù mẹ Đường Thanh trong lòng có hoài nghi thì ít nhất cũng bình tĩnh được một chút. Trương Chi Hành nghĩ một lúc cũng phát hiện không còn ai thích hợp hơn nữa, vỗ đầu con, dặn. Gặp chuyện thì nhanh trí một chút. Thương lượng thỏa đáng xong nhưng không thể lập tức lên đường, ông mới mất, là con út, chú Trương Chi Hành không dễ thoát thân như thế. Thân thích ở quê đều biết việc trên thành phố rồi. Trương Khác và cha ở trong phòng khách không ai tới quấy rầy. Bà nội có qua nói chuyện một chút rồi bận rộn đi lo chuyện mai táng ngày mai. Ăn trưa xong, Trương Chi Hành gọi điện cho vợ, thành phố không có biến hóa gì. Tổ kiểm tra tỉnh còn chưa tra tới Hứa Tư, tin đồn đương nhiên vẫn chưa lan đi khắp nơi. Chú Nhân lúc ăn cơm ra ngoài một lúc, khi trở về đưa cho cha một cái di động Motorola mới. Anh cầm cái này dùng cho tiện, đâu phải lúc nào cũng ngồi bên điện thoại được. Trương Chi Hành không từ chối, biết lúc này không thể để lỡ cuộc điện thoại nào, liền gọi điện cho vợ báo số, tiện kịp thời liên lạc. Mãi mới đợi được tới tối, Hải Châu có phong tục gác đêm cho người chết, trong bữa cơm Trương Chi Phi lấy cớ nói công ty có chuyện đột xuất, ban đêm phải chạy lên huyện xử lý. Trương Chi Phi thấy em trai nói thế mà tỏ ra không hài lòng. Thực sự có việc quan trọng tới mức nhất định phải đích thân đi sao? Trương Chi Phi và Trương Chi Phi là anh em, nhưng từ nhỏ đã xa cách. Không thân thiết như Trương Chi Phi với cha y. Trương Khác đoán được Trương Chi Phi đang lo cái gì, nếu như tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ mà có tác dụng, ông ta hận không thể đoạn tuyệt quan hệ với cha y ngay lập tức. Cha về quên liền cùng chú trốn trong nhà thì thầm nửa ngày trời, chẳng biết ông ta tưởng tượng lung tung ra việc gì. Thấy ông ta hoài nghi nhìn cha, Trương Khác quay sang hỏi. Chú có việc gì mà quan trọng thế, không ở lại chơi bài với cha cháu được à? Ông bệnh tất suốt. Nên qua đời không làm mọi người cảm thấy quá đau thương, gác đêm chẳng qua chỉ có đánh bài đốt thời gian. Trương Khác thấy chú nháy mắt với mình khen nhanh trí, thừa lúc bác cả không để ý, cười đắc ý. Trương Chi vì mặt hòa hoãn hơn, Trương Chi Hành không đi cùng, ông ta cho rằng em trai đúng là có chuyện cần xử lý gấp. Ăn tối xong, Trương Khác ra ngoài, y có mặt hay không chẳng có ai để ý. Đợi chú lái xe tới liền chui ngay vào, xe rẽ vào đường quốc lộ Thạch Giang, đi thẳng lên tỉnh. Trên xe, Trương Khác rảnh rỗi cầm di động của chú lên, với thứ điện thoại cầm tay thế hệ đầu này, Trương Khác ngắm nghía nó như một thứ đồ chơi. Thấy thế nào, đợi cháu tốt nghiệp cao trung, chú sẽ mua cho cháu một cái nhé. Nửa năm sau, mạng kỹ thuật số Hải Châu sẽ chính thức đi vào kinh doanh, cái cục gạch này sẽ thuộc về sản phẩm bị đào thải. Trương Khác nhìn cái di động một tay cầm không hết, nghĩ, 3 năm sau nó chỉ còn tác dụng ném người thay gạch. Thuận tay bỏ xuống. Cháu chả cần. Không cần thật chứ. Trương Chi Phi hơi ngạc nhiên quay đầu sang nhìn Trương Khác, đứa cháu này làm ông chố mắt ra nhìn, chưa nói sự tỉnh táo chín chắn trước nguy cơ, chỉ riêng sự đạm bạc trước cám dỗ của vật chất đủ khiến người ta phải khen ngợi rồi. Có gì hay ho đâu, mạng kỹ thuật số đã bắt đầu vận hành rồi, máy tín hiệu analog chẳng qua là sản phẩm hết thời, chẳng cần đợi tới khi cháu tốt nghiệp cao trung, thứ này năm sau thôi là thành đồ bỏ, chỉ dùng để dọa người ở quê, cho Trương Dịch thì anh ấy còn vui một chút. Cháu à, thôi khỏi. Trương Chi Phi làm xây dựng,
không biết những thứ này, nghe Trương Khác nói rất nghiêm túc cũng chỉ cười, chẳng chú tâm. Trương Khác thấy chú không đáp lời, nhắm mắt lại không nói gì nữa, y không hy vọng chú động lòng với những điều này, hiện giờ nhắc tới chỉ để tăng cường ấn tượng của chú. Tới thành phố đã hơn 9 giờ, đường Học Khiêm ở tiểu khu Dương Giang, đó là nhà được phân khi làm viện trưởng học viên Hải Châu, ông tới thành phố làm phó thị trưởng, học viện không ngu tới mức lấy nhà về. Sau khi đường Học Khiêm vào tù, cái nhà này bị học viện thu lại, tới năm 99 khi được phán vô tội, thành phố cấp cho ông một căn nhà khác. Xe đi quanh tiểu khu Dương Giang một vòng, qua khu nhà số 18 của đường Học Khiêm, thấy một chiếc Satana đỗ bên ngoài, trong xe có hai thanh niên. Trương Khác bảo chú lái xe ra khỏi tiểu khu, dừng lại ở ngõ, y quay trở lại một mình. Hay chú đi cùng cháu? Chỉ hai tên thường phục dễ đói phó lắm, cháu đi một mình tiện hơn. Trương Khác quay lại tòa nhà 18, nương theo ánh đèn nhìn vào chiếc Santana, thấy hai tên kia giáo đắc quay đầu đi, y nhìn thêm vài lượt, hai tên kia liền kéo cửa kính lên, lúc này Trương Khác mới đi tới nhà đường Học Khiêm. Nhà đường Học Khiêm ở tầng 3, phía đông. Khi lên lầu Trương Khác thấy nhà đường Học Khiêm còn đèn, nhưng đứng ở cửa một lúc, thấy bên trong đúng là chỉ có tiếng nói chuyện của hai mẹ con Cố Kiến Bình và Đường Thanh. Kiếp trước, sau khi Trương Khác tốt nghiệp cao trung có tới 10 năm không gặp Đường Thanh, đứng ở cửa căng thẳng hồi hộp. Chương 12, 10 năm cách biệt. Cộc cộc cộc, Trương Khác hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, khẽ gõ cửa chứ không ấn chuông. Ai đấy? Giọng của Cố Kiến Bình làm người ta có cảm giác rất lãnh đạm. Trương Khác không có thiện cảm với vợ đường Học Khiêm, trước năm y 16 tuổi là thế. Cho dù dùng con mắt thiếu niên thì Cố Kiến Bình là một phụ nữ cực đẹp, khí chất cao nhã, nhưng đối đãi với người khác rất hứng hờ, khiến người ta khó tiếp cận. Trương Khác không đáp, nghe thấy bên trong có người tới gần, mở lỗ nhỏ trên cửa ra, y lùi lại để người bên trong nhìn thấy mình. Trương Khác, sao lại là bạn? Đường Thanh mở cửa ra, khuôn mặt xinh đẹp mừng rỡ làm tâm hồn Trương Khác sao động. Đối với Đường Thanh mà nói chỉ là 10 ngày nửa tháng chưa gặp mình, với y mà nói, thì 10 năm rồi y mới được thấy khuôn mặt người mình yêu mãnh liệt thuở thiếu thời, tim Trương Khác như ngừng đập, thẫn thờ nhìn Đường Thanh, nước mắt thiếu chút nữa trào ra. Đường Thanh không nhận ra, vui mừng nắm lấy tay Trương Khác, gần như kéo y vào nhà. Mẹ ơi, Trương Khác tới này. Cố Kiến Bình ngồi bên bàn ăn vịn tay lên mặt bàn đứng dậy, sắc mặt xanh xao. Ồ, Tiểu Khác tới à? Cháu tới tìm Tiểu Thanh. Giọng nói trống rỗng, chẳng có tinh thần. Trương Khác lấy lại bình tĩnh, lúc này phải hết sức bình tĩnh mới được, trải qua bao biến cố y có được sự tự chủ kiềm chế rất cao, và lại y thực sự không biết lấy tình cảm thế nào đối diện với Đường Thanh, dù sao 10 năm rồi hai người chưa gặp lại, ít nhất với y là thế. Lúc này Trương Khác cảm thấy thương xót Cổ Kiến Bình, Đường Học Khiêm bị cách ly thẩm tra, chắc cô phải chịu đả kích lớn nhất trong đời. Cũng chính vì thế mới không có tâm trạng làm ra vẻ với mình. Trương Khác còn nhớ rõ mỗi lần mình tới tìm Đường Thanh, luôn gặp phải ánh mắt khiến người ta không có dũng khí tới lần nữa của Cố Kiến Bình. Đương nhiên, sau vụ án Đường Học Khiêm, Đường Thanh tin lời đồn đại bên ngoài, căm ghét thù địch Trương Khác, vô tình bóp nát tình cảm mới manh nha của hai người, phải tới khi Trương Khác gặp được cô gái khác mới hoàn toàn thoát khỏi sự tuyệt vọng đó. Trương Khác quay đầu nhìn Đường Thanh, cô mặc áo màu lam, làn da trắng mịn. Vóc dáng thon thả, bầu ngực hơi hơi vun lên, sắc mặt giống như mẹ, rất xanh xao. Mặc dù còn là cô bé, chưa có vóc người nảy nở, nhưng khuôn mặt thanh lệ có sự quyến rũ mà thiếu nữ bình thường không có. Trương Khác thuộc thiếu niên mê đắm vẻ quyến rũ đó của Đường Thanh, bị lửa tình thiêu đốt không thoát ra được. Nghĩ tới mấy ngày qua Đường Thanh ở trong tâm trạng sợ hãi lo lắng, thậm chí tuyệt vọng, trong lòng Trương Khác trào dâng cảm giác day dứt tự trách, vì quên mất nghĩ tới cô. Đúng thế. Y không có thiện cảm gì với Cố Kiến Bình, Đường Học Khiêm, lòng mang phẫn hận không xua tan được với sự tuyệt tình và giễu cợt của Đường Thanh, nhưng khi đó Đường Thanh đối đãi với mình như thế là vì cho rằng cha mình bán đứng Đường Học Khiêm. Nhìn thấy Đường Thanh sau khi gặp mình ánh mặt tuyệt vọng như ánh lên tia sáng hy vọng, oán hận luôn vấn vít trong lòng Trương Khác bao năm qua tức thì biến mất sạch sẽ. Sao mình có thái độ dù hy sinh Đường Học Khiêm cũng chẳng sao được chứ? Trương Khác, bạn tìm mình có chuyện gì? Đường Thanh nắm tay Trương Khác, ánh mắt có chút ỉ lại. Trương Khác cẩn thận lựa chọn từ ngữ. Ừ, dì Cố, ba cháu bảo cháu tới tìm gì? Ba cháu chẳng phải trốn tới Đông xã rồi sao? Cố Kiến Bình vừa nói nhanh một câu liền ho khù khụ, khuôn mặt trắng bệch hiện lên màu hồng bệnh tật.
đã có kẻ mang mưu đồ đem hành tung của cha y truyền tới tai Cố Kiến Bình. Cửa ở đây hiệu quả cách âm không tốt, Trương Khắc sợ nói lớn khiến nhà bên nghe thấy. Bác Đường vô tội, ba cháu tin bác Đường vô tội. Trương Khắc nhìn Cố Kiến Bình, chỉ cần có nói thế, tin rằng có thể an ủi bà một chút. Ba cháu nhờ cháu chuyển lời cho dì, nói chuyện trong phòng khách sợ người ngoài nghe thấy được, chúng ta vào phòng Đường Thanh nhé. Ba cháu muốn nói gì? Trương Khắc không đáp, bảo Đường Thanh đỡ mẹ về phòng, gian phòng có vẻ nhiều ngày không dọn dẹp, khá bừa bộn. Đây là thư ba cháu chuyển cho dì. Trương Khắc lấy thư cha viết ở Đông xã đưa cho Cố Kiến Bình, thư không dài, trong thư Trương Chi Hành nói cảm thụ trong mấy năm theo Đường học khiêm, kiên quyết phủ nhận khả năng ông ta ăn hối lộ, nuôi tình nhân bên ngoài. Còn nói không có tình nhân, tới lúc này vẫn muốn lừa dối. Cố Kiến Bình đẩy Đường Thanh ra, mặt đanh lại rời khỏi phòng, đóng sầm cửa lại. Trương Khắc nhìn Đường Thanh không hiểu xảy ra chuyện gì, Đường Thanh nói. Chú Diệp vừa mới tới, mang theo một tấm ảnh ba mình chụp với một cô gái. Thư ký Diệp chỉ tới đưa ảnh sao? Trương Khắc rất bất ngờ. Không, còn tới thư phòng ba mình, chú ấy nói cha mình phạm sai lầm không lớn lắm, còn nói thường ngày ba mình công tác được lòng người, tin rằng mọi người sẽ nói đỡ cho ba. Chú ấy bảo muốn lấy nhật ký công tác cho tổ kiểm tra xe, để cho họ biết thường ngày ba làm việc vất vả thế nào. Trương Khắc chửi thầm trong bụng, nhìn khuôn mặt tội nghiệp của Đường Thanh. Nhìn bờ vai gầy lộ xương ra ngoài, trong ký ức, Đường Thanh chưa bao giờ gầy như thế, có thể thấy mấy ngày qua cô bị dày vò ra sao, liền nắm lấy bờ vai lạnh giá của cô, hỏi. Bạn có tin ba bạn không? Mình không biết, bạn đừng hỏi mình. Đường Thanh đau khổ nhắm mắt lại lắc đầu, lông mi cong cong, làm người ta không khỏi thương xót. Ba bạn không sao đâu, bạn phải tin ba bạn. Trương Khắc nhẹ nhàng ôm Đường Thanh vào lòng, trước kia từng len lén nắm tay cô. Lúc này ôm chắc không bị từ chối. Y chưa bao giờ được ôm Đường Thanh, cảm giác cô thấp hơn Hứa Tư một chút, chừng 1m62 số 3, khe khẽ vô lên tấm lưng mềm của Đường Thanh, nói. Bạn gọi mẹ bạn lên đây, mình có lời muốn nói với dì ấy. Trương Khắc không đành lòng nhìn Đường Thanh tiếp tục bị giày vò, quyết định lộ ra chút chân tướng, nhìn Cố Kiến Bình đi vào, nói. Có phải trong bức ảnh thư ký Diệp mang tới có một bức tường, sau lưng có sông, hai người đi trên đường. Từ góc độ bác Đường mà nói, có thể là bị chụp trộm, nhưng cô gái kia lại nhìn thẳng vào ống kính, phải không ạ? Cái gì, cháu thấy bức ảnh đó rồi à? Cố Kiến Bình hỏi con gái. Tiểu Thanh, ảnh dưới gối mẹ, con mang tới đây. Quả nhiên là chỗ ảnh của Hứa Tư, Trương Khắc bình tĩnh nói tiếp. Cháu và ba cháu cũng thấy một bức gần tương tự, ba cháu nói bác Đường bàn công việc bình thường với cô gái đó thôi, bức ảnh ấy chẳng nói lên điều gì. Có kiểu công việc như thế à? Cố Kiến Bình nhìn ánh mắt chồng như dính vào người Hứa Tư trên ảnh, trong lòng rất đau khổ. Trương Khắc thầm than, Đường học khiêm cũng thật lạ, ai bảo cứ nhìn người ta chòng chọc như thế. Đoán chừng lúc đó chỉ có hai người, thêm vào có lẽ Hứa Tư nói một số lời khiêu khích. Trương Khắc muốn nghĩ cách kéo Hứa Tư khỏi vũng nước đục này, nên không thể nói xấu cô, phải biết rằng sự cố chấp của phụ nữ rất là khủng bố. Có lẽ có người muốn hất nước bẩn lên người bác Đường. Cháu thấy bức ảnh này giống chụp trộm, chụp nhân lúc bác Đường và cô gái đó nói chuyện công việc. Trương Khắc muốn để Cố Kiến Bình biết rửa sạch tội danh cho Đường học khiêm quan trọng hơn là ghen tuông với Hứa Tư. Tấm ảnh này sao lại tới tay thư ký Diệp? Ba cháu nói hắn ta không đáng tin. Sao hắn lại nói với dì chuyện cháu đi Đông xã? Cậu ta nói là ba cháu sợ bị liên lụy, thừa dịp nhà có tang trốn về Đông xã, còn nói ba cháu xin nghỉ 10 ngày, dì thắc mắc vì sao phải nghỉ tới 10 ngày. Cố Kiến Bình cũng sinh nghi, bà ta không phải là phụ nữ ngốc nghếch, chỉ là nhìn thấy Hứa Tư trong ảnh, thần kinh thiếu chút nữa điên loạn rồi. Trước đó, thư ký Diệp tới tìm ba cháu nói, bác Đường muốn ba cháu tránh đi, ba cháu hiểu con người bác Đường, nên biết thư ký Diệp này không đáng tin. Ba cháu xin nghỉ 10 ngày không phải là để trốn tránh, vì ở lại thành phố làm gì cũng bị người ta theo dõi, nên mới tránh tới Đông xã, như thế mới tra ra được kẻ nào muốn hãm hại bác Đường. Nhất định là có kẻ muốn hãm hại bác Đường cháu rồi. Cố Kiến Bình yếu ớt ngồi xuống giường, khóc nức nở, xem ra cô chịu áp lực tâm lý quá đủ rồi, mới bật khóc bất chấp trước mặt con gái và Trương Khắc. Cái chức phó thị trưởng này có gì hay ho đâu, chẳng ngày nào được ăn bát cơm ngon lành, ngủ một giấc yên ổn. Làm việc còn khiến bao nhiêu người thù hận, giờ thì hay rồi, người ta muốn đẩy bác Đường cháu vào chỗ chết đây mà. Chương 13, bí mật chưa ai biết.
Trương Khác không dám nói thật với Cố Kiến Bình, sợ bà ta không chịu nổi. À, thư ký Diệp vừa mới mang một số văn kiện của bác Đường cháu đi rồi. Cố Kiến Bình giờ mới nhớ ra. Trương Khác chỉ có thể hỏi. Hắn lấy đi những thứ gì? Toàn là những thứ bác Đường cháu ở nhà tiện tay ghi lại, cùng nhật ký công tác, lấy đi 3 quyển bút ký và một chồng ghi chép. Cố Kiến Bình khẩn trương hỏi. Những thứ đó có quan trọng không? Ba cháu cũng bảo cháu tới lấy những thứ đó, xem bác Đường khi làm việc đắc tội với ai, có lẽ tìm được ai hại bác ấy. Chẳng phải quan trọng lắm, nếu bị thư ký Diệp lấy đi rồi, chắc không đòi lại được nữa. Dì Cố, bác Đường không để thứ gì khác ở nhà sao? Công tác của bác Đường cháu thì dì không để ý, hay là cháu vào thư phòng của bác ấy xem có thể tìm được thứ gì không? Nhà Đường Học Khiêm thì y tới không ít, nhưng chưa bao giờ vào thư phòng, dù cha y cũng phải được mời mời có thể vào. Trên tường treo 2 giá sách, cái bên trái toàn là các loại sách vở, bên phải là sách cổ và đồ gốm. Đường Học Khiêm có sở thích sưu tầm sách cổ và đồ gốm, có cái là ông ta tự mua, cũng có không ít cái do bạn bè cấp dưới tặng, may mà không phải thứ quý giá mấy. Giá sách bên có dấu vết lục lọi, bên phải thì ngay ngắn, hẳn Diệp Tân Minh cho rằng thứ hắn cần tìm không có ở đó. Trương Khác đi tới gần, nhìn lần lượt từng món đồ gốm và sách cổ, ngón tay lướt qua từng quyển sách, lấy ra một cuốn sách ở góc ít ai để ý nhất. Nó có bìa màu vàng, gáy sách đỡ sờn, để chung với sách cổ, không nhìn kỹ không nhận ra. Trang đầu có chữ Tằng Kiến Hoa viết bằng mực xanh, nét bút rất đậm, dưới tên còn có ngày tháng 3, 91, trong ấn tượng của Trương Khác không có cái tên này. Liền lật vài trang nữa, đó là một số ghi chép tài vụ, rất vụn vặt, chắc là nhật ký công tác cá nhân của Tằng Kiến Hoa, Trương Khác xem nhanh một lượt, trên đó không có chữ số gì mẫn cảm. Trương Khác biết nhiều việc bất hợp pháp đều dùng từ ngữ mập mờ thay thế, chỉ cần bản thân xem có thể hiểu là được, cuốn sổ ghi chép này phải mang về nghiên cứu tỉ mỉ. Tìm kiếm thêm cũng không thấy có được thứ gì có tác dụng. Dì Cố, bác Đường nhất định không sao đâu, ba cháu cần thu thập chứng cứ khi người khác không để ý. Dì đừng nói với người khác là ba cháu đang điều tra việc này, dù sao hiện giờ vẫn chưa biết ai hãm hại bác Đường. Miệng nói, nhưng mắt Trương Khác nhìn Đường Thanh, tuy cô gầy đi rất nhiều, nhưng vẫn rất đẹp, không chỉ có vẻ thanh tú của thiếu nữ, còn có quyến rũ của phụ nữ. Nghe Trương Khác phân tích tới lúc này, Đường Thanh lần nữa tin tưởng vào cha mình, trên mặt dần dần có chút huyết sắc, đôi mắt mỹ lệ cũng đang nhìn Trương Khác chăm chú. Trương Khác muốn nói chuyện với cô. Vì tổ kiểm tra sắp tăng cường lực độ điều tra, bao gồm việc mời Cố Kiến Bình tới hỏi han, lục soát chỗ ở của Đường Học Khiêm, áp lực tâm lý của Đường Thanh sẽ rất lớn. Nhưng Cố Kiến Bình ở bên, không tiện nói lời an ủi, khi ra cửa chỉ khẽ bóp tay cô một cái, hy vọng cô chịu đựng được ngày khó khăn tiếp đó. Tìm được thứ gì hữu dụng không? Trương Chi Phi nóng ruột hỏi. Sao vào đó lâu thế? Trương Khắc cười khổ nghĩ, phải an ủi vợ con Đường Học Khiêm, chú tưởng là dễ lắm à? Liền đem sổ ghi chép kia ra. Diệp Tân Minh tới sớm hơn chúng ta, thứ chúng ta muốn tìm hắn đã lấy đi trước rồi, chỉ còn lại thứ này, có thể còn quan trọng hơn chúng ta suy nghĩ ban đầu. Đèn của xe không dám bật, Trương Chi Phi dựa vào đèn đường mù mờ xem, lật vài trang nói. Thứ vô dụng, chú biết Tằng Kiến Hoa là ai à? Trương Chi Phi lắc đầu. Không biết, ngay cả người ta chú cũng không biết, sao phán định nó vô dụng. Trương Khác lấy lại cuốn sổ. Rất nhiều thứ viết chỉ để cho bản thân xem, người khác mà hiểu được sẽ hỏng bét hết. Chẳng hiểu cháu lấy đâu ra mấy suy nghĩ đó. Trương Chi Phi nhìn cháu mình như nhìn quái vật. Căn bản không giống tư duy của đứa bé bình thường. Trương Khác cười, chui vào ghế sau, bật đèn chân, Trương Chi Phi lái xe khỏi tiểu khu, y thì lật xem từng trang sách một. Lật tới chừng trang thứ 10, cảm giác ngón tay chạm vào giấy không bằng phẳng, cúi đầu xem kỹ. Thấy ở đó không có chữ, giơ lên trên đầu thấy có vết hằn, có dấu vết từng viết qua, ánh sáng trong xe không đủ mạnh để nhìn ra. Phát hiện ra gì thế? Trương Chi Phi nhìn thấy hành động kỳ quái của cháu qua kính chiếu hậu. Một số chỗ dùng bút chỉ viết, sau đó lại tẩy đi, nhưng lưu lại vết, có điều tối quá, cháu nhìn không rõ. Thật à? Trương Chi Phi dừng lại bên đường, cầm lấy quyển sổ, ghé vào gần đèn xem. Đúng thế thật, thằng nhóc giỏi đấy. Chúng ta mau trở về, xem bên trên viết gì. Trở về nhà ở huyện Đông xã thì đã gần nửa đêm, đi vào linh đường đặt dưới nhà Trương Chi Vi, xung quanh treo đầy cờ vẽ hình thần thánh, bà nội đang cùng mấy cụ bà trong thôn ngồi trên bồ đoàn tán gẫu, Trương Chi Vi cùng ba người gác đêm đánh bài ở phòng bên, không thấy Trương Chi Hành.
Ba cháu đâu ạ? Trương Khắc hỏi Trương Chi Vi. Ba mày là cán bộ thành phố, làm sao chơi được thứ bài nhà quê bọn tao, tao bảo ba mày về phòng ngủ trước rồi, hơn nữa cũng chẳng cần ba mày gác đêm. Trương Khắc giận tới tìm mặt, lòng nghĩ, vài ngày nữa Đường Học Khiêm không sao, tôi xem thái độ ông thế nào. Anh quá đáng rồi đấy. Trương Chi Phi rất tức giận, cũng chẳng phải nói ông ta thế nào. Trương Khắc theo chú vào nhà, lầu 2, lầu 3 đều sáng đèn, thấy cha và cô em họ Trương Mân đang ngồi xem video. Năm 94 đầu VCD mới xuất hiện, do nguồn đĩa thiếu thốn, người trong nước còn chưa nhìn ra tiền đồ của nó. Có thu hoạch gì không? Trương Chi Hành quay đầu sang hỏi, nhìn thấy Trương Khắc xách một cái túi ni lông. Còn tưởng anh đang đánh bài, cho nên không gọi điện thoại cho anh. Trương Chi Phi quay sang nói với con gái. Tiểu Mân, mau lấy bút chì ra đây. Nghỉ hè tới nửa tháng rồi, ai còn tìm được bút chì ở đâu chứ ạ? Trương Mân làu bàu, thấy cha trừng mắt nhìn, liền ngoan ngoãn đi tìm bút chì. Trên đường đi, Trương Khắc đã tìm ra tất cả những chỗ có vết tích viết qua, tổng cộng có 20 chỗ. Dùng bút chì tô lên, từng chữ liền hiện ra rõ ràng. Khương lấy 9 vạn. Khương lấy 11 vạn. Khương lấy 30 vạn. Khương lấy 6 vạn. Trương Khắc mau chóng tính toán tổng cộng là 470 vạn tệ. Ôi mẹ ơi, thập niên 90 thủ đoạn tham ô đúng là quá thô tục, quá trắng trợn, không biết dùng cách mua cao bán thấp rửa sạch tiền đút vào túi. May mà có Đinh Hướng Sơn bên trên, nếu không chẳng cần quyển sách này, chỉ cần kiên trì tra tiếp cũng có thể tra được tới Khương Minh Thành. Ba khoản cuối cùng cộng lại là 27 vạn, tương ứng với số tiền Khương Minh Thành gửi vào tài khoản của Hứa Tư, thời gian lần lượt là tháng 11 năm 93, tháng 2 năm 94, tháng 6 năm 94. Lúc này Hứa Tư và Khương Minh Thành chưa chủ động khai nhận với tổ kiểm tra tỉnh, từ thời gian mà đoán, chắc là 2 ngày sau. Cho nên Trương Khắc giữ kín chuyện này trong lòng, không thể nói ra. Khương này có phải là Khương Minh Thành không? Trương Chi Phi chỉ vào tờ giấy hỏi cha. Cha thì cầm điện thoại lên gọi về nhà. Tiểu Trân, em có ấn tượng gì về người tên là Tằng Kiến Hoa không? Tập đoàn Tân Phong có người này không? Có một khoảng thời gian, Cục Khiếu Nại suốt ngày nhận được thư tố cáo cao tầng quản lý tập đoàn Tân Phong, mặc dù mấy lần phái người tới kiểm tra không có kết quả, nhưng mẹ làm việc ở Cục Khiếu Nại nên có ấn tượng với tên tuổi nhân viên tập đoàn Tân Phong, một lúc sau cha đặt điện thoại xuống nói. Họ Tằng này là trưởng phòng tài vụ của tập đoàn Tân Phong, còn Khương chắc là Khương Minh Thành. Xem ra hắn lấy từ tài khoản hơn 400 vạn nhưng lại không ghi chép mục đích sử dụng. Chương 14, thiếu chút nữa thì. Trương Chi Phi thắc mắc. Quyển sách này vì sao lại rơi vào tay Đường Học Khiêm, ông ta tựa hồ không phát hiện ra bí mật trong này. Tìm được Tằng Kiến Hoa chẳng phải là rõ hết sao. Trương Chi Khắc lại gọi điện cho vợ. Tiểu Trân, ngày mai em nghĩ cách kiếm địa chỉ của Tằng Kiến Hoa, cẩn thận đừng để người khác phát hiện. Đinh Hướng Sơn ngã ngựa năm 99 không phải vì vấn đề tài vụ của tập đoàn Tân Phong, sau khi Đường Học Khiêm vào tù, cải tạo mau chóng hoàn thành, đủ loại vấn đề tồn tại của Tân Phong không bị bại lộ. Lúc này đi tìm Tằng Kiến Hoa, Trương Khắc cảm thấy không ổn, nhưng không nghĩ ra vấn đề ở đâu. Một cuốn sổ quan trọng như thế, nếu như không phải do Tằng Kiến Hoa giao cho Đường Học Khiêm thì lúc này bọn chúng nóng lòng nhất phải là tìm lại cuốn sổ. Tựa hồ đám Đinh Hướng Sơn, Diệp Tân Minh đã ý thức được sự tồn tại của cuốn sổ này. Vậy nếu Tằng Kiến Hoa đích thân giao cho Đường Học Khiêm, vì sao ông ta không phát hiện ra bí mật trong đó? Hôm sau là ngày hạ táng ông, có chuyện gì cũng phải qua ngày này mới thoát thân được, buổi trưa mẹ mới ngồi xe tới tham gia tang lễ, tránh người khác phát giác, mẹ tìm được địa chỉ chỗ ở của Tằng Kiến Hoa trong hồ sơ thành phố, mẹ còn có được tin, có người nhìn thấy Hứa Tư được tổ kiểm tra tỉnh gọi tới nhà khách Tây Thành, Khương Minh Thành cũng sắp tới rồi. Biết chỗ ở của Tằng Kiến Hoa, mọi người liền có chút nóng ruột. Tuy nói là đi đưa tang cho ông, nhưng trong lòng chẳng bi thương, thi thể được đưa đi hỏa táng ở ngoài huyện thành, cho cốt mang về đặt trong mộ tháp. Bác cả cứ như sợ cả đời không còn bao giờ còn có được vinh quang như hôm nay, làm tang lễ rất to, có điều nhiều đồng nghiệp trong huyện không tới như mong muốn của ông ta, làm mặt ông ta cứ âm u, ánh mắt ông ta nhìn cha càng thêm khó chịu. Kết thúc tang lễ, khi ăn tối, bác cả nói chuyện không thèm che giấu tâm tình nữa. Chi Hành là cán bộ của thành phố, trước giờ luôn là hy vọng của nhà họ Trương ta, đáng tiếc đi theo nhầm chủ, chuyện Đường Học Khiêm nhận hối lộ chắc như đinh đóng cột rồi, còn đàn bà của ông ta nhát gan, tổ kiểm tra vừa tìm cô ta điều tra, đã kể hết tuồn tuột. Trương Khắc không ngờ tình hình điều tra nội bộ buổi sáng của tổ kiểm tra tỉnh mau chóng chuyển tới đông xã như vậy.
Cha chỉ cúi đầu uống rượu, chú thì mặt tức giận nhưng không thèm để ý, Trương Khác lạnh lùng nhìn bác cả biểu diễn. Khương Minh Thành thấy tình nhân của Đường Học Khiêm bị tổ kiểm tra gọi tới trả lời liền không ngồi yên được nữa, hắn tới tổ kiểm tra tự thú, nói Đường Học Khiêm nhét cô ta vào tập đoàn Tân Phong, lại ba lần đòi hồi lộ 27 vạn, hắn đều gửi vào tài khoản của cô ta. Chi Hành, trước kia nhìn cậu đắc ý lắm cơ mà, anh bảo cậu kiếm thêm vài chỗ dựa mà không nghe, giờ xem đi, Đường Học Khiêm ngã rồi, cậu làm sao đây? Hừ, đừng có để ảnh hưởng tới chúng tôi đấy, ở dưới này sống khổ sở chứ không sung sướng như chỗ cậu đâu. Trương Chi Phi không chịu nổi lời của anh mình đứng lên đầu tiên, vợ chồng Trương Chi Hành cố nén giận đi theo. Thực tình Trương Khác nghe bác cả nói lời này, cảm thấy ông ta thật đáng thương, song cảm giác như bị người ta tát vào mặt trong ký ức không sao quên được. Trương Khác đứng dậy, đẩy chén bát trước mặt mình về phía trước, tiếng loảng xoảng làm những người khác giật mình, y nắm mép bàn hất tung lên, làm cơm thừa cặn đổ hết xuống dưới đất. Con làm gì thế? Trương Chi Hành đi tới cửa dừng bước, thấy con trai đột nhiên nổi khùng, nghiêm khắc quát ngăn con lại. Trương Khác cười đi tới. Nghe mấy lời ngứa tai, con khó chịu chẳng lẽ không cho lật bàn của ông ta? Trương Chi Hành quay đầu lại nhìn anh họ mặt mày tím tái, nhưng trong lòng rất khó chịu nên không nói gì, bỏ đi. Lương Cách Chân không ngừng trách con. Thằng bé này sao đột nhiên lại nóng tính thế? Trương Khác cười hì hì. Loại người như bác cả phải cho chút giáo huấn, chứ để ba con lật bàn chỉ e đánh nhau tại chỗ mất. Con lật bàn thì ông ta có tức cũng phải nuốt giận vào bụng. Trương Khác không muốn quy củ học xong 3 năm cao trung rồi học đại học, hiện giờ phải thay đổi hình tượng bản thân trong mắt mọi người, đợi chuyện Đường Học Khiêm qua đi, sẽ phóng tay làm lớn một hồi. Đủ rồi, dù sao bác ấy là bề trên của con, lần sau con còn dám lật bàn, cẩn thận ba đánh cho nhừ xương. Trương Chi Hành thấy con chi mặt mày đắc ý, sợ Trương Chi Phi không vui, giọng trở nên nghiêm khắc, không cho y khoe khoang nữa. Trương Chi Phi cười ngượng ngập. Anh cả là người như thế đấy, hôm nay rất nhiều người ở huyện không tới, anh ấy uống nhiều rượu, nên nói càn. Trương Khác chẳng sợ cha mắng, nói. Tin tức chúng ta không có, bác cả lại nghe ngóng giúp rồi, con đúng là phải cảm ơn chứ không nên lật bàn. Con nhớ rõ ba khoản tiền cuối cùng của cuốn sổ kia cộng lại vừa vặn 27 vạn, bằng số tiền Khương Minh Thành đưa cho Hứa Tư, bọn họ muốn dùng ba khoản hãm hại bác Đường, vậy hơn 400 vạn khác đi đâu. Trương Chi Hành thấy con Tư Duy nhanh nhạy cẩn thận, lòng thầm vui mừng, nhưng vẫn nghiêm mặt tránh thằng nhóc này quá đắc chí. Chuyện tới nước này đã rõ ràng lắm rồi, ngày mai chỉ cần tìm được Tằng Kiến Hoa là xong hết mọi việc. Trương Khác và cha mẹ ngồi xe của chú trở về ngay trong đêm. Tổ kiểm tra tỉnh đã chứng cứ xác thực Đường Học Khiêm nhận hối lộ, cha sợ tổ kiểm tra đột nhiên tìm mình, quyết định tạm thời không về nhà, bốn người tìm khách sạn ở tạm. Hôm sau mẹ tới cục khiếu nại làm việc, Trương Khác và cha, chú ăn sáng xong tới nhà Tằng Kiến Hoa. Trương Khác cứ mơ hồ cảm thấy có chút không ổn, đề nghị qua giờ đi làm hắn tới nhà Tằng Kiến Hoa dò xét, không cần vội gặp mặt hắn. Nhà Tằng Kiến Hoa trong tiểu khu do nội bộ tập đoàn Tân Phong xây dựng. Chú dừng xe ở cửa tiểu khu, Trương Khác và cha dựa theo địa chỉ ghi trên giấy tới thẳng nhà Tằng Kiến Hoa. Nghe thấy bên trong có tiếng người nói chuyện, Trương Khác nhìn cha đưa tay ấn chuông, một phụ nữ trung niên mở cửa ra, nghi hoặc nhìn họ. Hai người tìm ai? Chị là vợ của trưởng phòng Tằng phải không? Trước đó mọi người đã cân nhắc qua các loại tình huống có thể gặp phải, Trương Chi Hành thăm dò. Trưởng phòng Tằng có nhà không? Hai người tìm nó có việc gì? Trương Khác thấy bà ta lộ vẻ cảnh giác, liền biết chuyện không đơn giản. Có người bạn giới thiệu tôi với trưởng phòng Tằng, tôi có chút việc làm ăn muốn tìm anh ấy giúp, nhưng không tiện tới công ty, cho nên chuyên môn tới đây thăm hỏi. Không cần tìm nó nữa. Phụ nữ trung niên mặt âm u. Tôi không phải vợ nó mà là chị nó cuốn tiền của công ty trốn rồi, cục công an đang tìm nó khắp nơi, sắp được nửa tháng, vợ nó mang con về nhà mẹ đẻ, tôi ở đây trông nhà hộ nó. Thì ra là thế, Trương Khác chấn áp chấn động trong lòng, kéo tay cha. Ồ, vậy thì không làm phiền bác nữa. Rồi kéo tay áo cha chạy như bay xuống lầu. Vừa ra cửa cầu thang, Trương Khác thình lình phát hiện một chiếc xe Santana đỗ dưới nhà, hai người ngồi bên trong đang thò đầu nhìn qua bên này, một người trong đó là kẻ tối qua theo dõi nhà Đường Học Khiêm, hẳn là vừa đổi ca sang bên này. Lúc lên lầu không quan sát kỹ càng, đúng là thất sách. Trương Khác thấy hai người đó mở cửa xe đi tới, cố áp chế sợ hãi trong lòng, đi tới nói với người kia. Ấy, hôm nay anh được điều tới nơi này rồi à?
Người kia bị Trương Khác nói thể ngẩn ra, không ngăn hai cha con họ lại, nghi hoặc hồi lâu rồi cùng đồng nghiệp lên gác. Trương Khác kéo tay cha đi thật nhanh, qua chỗ rẽ, xác định không bị phát hiện, mới kéo cha chạy tới cửa chui vào xe của chú, vừa thở gấp vừa nói. Chú mau mau lái xe, không được chậm trễ, phải tới tỉnh ngay. Chương 15, phải tin vào ai? Trương Chi Hành biết từ miệng chị Tằng Kiến Hoa là hắn ôm tiền bỏ trốn, biết ngay là chuyện gay gâu to rồi, nhưng trong thời gian ngắn, căn bản không suy nghĩ thấu triệt, cũng chẳng kịp nghĩ ra đối sách thì bị con trai kéo đi, xuống lầu gặp phải cảnh sát chìm cũng thế, bị con kéo sành sạch vào xe, lúc này còn chưa hoàn hồn, nghe con bảo lái xe rời khỏi Hải Châu, phản ứng theo bản năng. Đúng, lập tức rời khỏi Hải Châu. Anh, xảy ra chuyện gì thế? Trương Chi Phi vừa khởi động xe vừa quay đầu hỏi. Trương Chi Hành đợi ổn định lại tâm trạng, chỉnh lại mạch suy nghĩ thì Trương Khác nói. Tằng Kiến Hoa ôm tiền bỏ trốn, có cảnh sát chìm gác dưới nhà hắn, trong đó một người hôm qua theo dõi nhà bác Đường, khẳng định là nhận ra cháu rồi, bị cháu đánh lừa, đang lên lầu xác nhận tình hình, chắc chắn sẽ mau chóng nhận ra chuyện không ổn. Chẳng may bọn họ là người của Đinh Hướng Sơn, chúng ta muốn đi cũng không đi được nữa. Trương Chi Phi không dám chậm trễ, nhấn ga, xe phóng đi, tới đường cao tốc thông lên tỉnh thành. Xe lên tới đường cao tốc Trương Chi Hành mới nghĩ thông được, đúng thế, lúc này chỉ có đi lên tỉnh, Đinh Hướng Sơn ở Hải Châu một tay che trời, ở lại Hải Châu quá nguy hiểm, chỉ có lên tỉnh tìm nhân vật mạnh mẽ mới có thể vạch trần vụ án kinh thiên này. Chứng cứ trong tay mặc dù chưa đầy đủ lắm, nhưng đủ lý do để lần theo manh mối tập đoàn Tân Phong tra tiếp. Hơn nữa Đường Học Khiêm là một trong số thường ủy của TP Hải Châu, cung cấp đủ nghi vấn, trên tỉnh không thể kết án cầu thả được, lúc này lên tỉnh là lựa chọn chính xác duy nhất. Nhưng vì sao con trai mình ngay lập tức đưa ra được phán đoán này? Trẻ con bây giờ giỏi thật. Vì sao Tằng Kiến Hoa ôm tiền bỏ trốn? Trương Chi Phi không biết anh họ đang nghĩ gì, thấy chuyện này rất lạ, liền hỏi. Chẳng lẽ trước khi bỏ trốn hắn đem cuốn sổ kia giao cho Đường Học Khiêm? Trương Khác thầm nghĩ, chắc biểu hiện vừa rồi của mình làm ba kinh ngạc, có điều tình hình khẩn cấp, mình đâu còn cách nào. Ba thông minh nhưng không nhanh trí, chắc bây giờ đã nghĩ ra rạch ròi nguyên cớ của sự việc rồi. Nhưng cho dù biểu hiện có khác người hơn nữa cũng chẳng sợ cha hoài nghi gì, chỉ cần nói có lý, làm cha tin, nói không chừng cha sẽ hình tự do sớm. Trương Khác nghĩ xong nói. Chuyện có thể không đơn giản là ôm tiền bỏ chạy đâu, bác Đường phụ trách cải tạo tập đoàn Tân Phong, trưởng phòng tài vụ của họ ôm tiền bỏ trốn, vụ án này dứt khoát làm chấn động Hải Châu, vì sao chúng ta không hay biết gì. Hơn nữa, Tằng Kiến Hoa, Khương Minh Thành và Đinh Hướng Sơn cùng một bọn, ở Hải Châu còn có lợi gì không kiếm được mà phải ôm tiền bỏ chạy. Khả năng cao hơn là mất tích rồi, cuốn sổ này rơi vào tay bác Đường sau khi hắn mất tích, bác Đường đang muốn tìm hiểu bí mật của nó thì bị Diệp Tân Minh phát hiện. Cho nên mới xảy ra một loạt chuyện sau này. Trương Chi Hành không thể không thừa nhận con trai phân tích kín kẽ ăn khớp, thằng bé ở nhà nhìn cứ lù lù như cái xe lu, không biết từ khi nào có đầu óc như thế. Trương Chi Hành gọi điện cho vợ, bảo vợ hết giờ làm không nên về nhà một mình, ai mà biết ở Hải Châu sẽ xảy ra chuyện gì, có lẽ sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra, có lẽ sẽ có chuyện kinh thiên thiên động địa, không có người đáng tin, chẳng nghe ngóng được tin tức gì. Xe phóng như bay trên đường cao tốc. Trương Khác đang nghĩ phải đem chứng cứ trong tay giao cho ai, chẳng may gửi gắp nhầm người thì chuyện hỏng hết. Y nhớ tới một việc, quay sang hỏi. Ba, vì sao Đinh Hướng Sơn để cho bác Đường chủ trì công tác cải tổ tập đoàn Tân Phong? Trương Chi Hành mắt sáng lên, con trai hắn lại hỏi đúng chỗ mấu chốt rồi. Đinh Hướng Sơn hẳn phải hiểu con người của bác Đường, đáng lý không nên để bác ấy làm việc này mới đúng. Ai làm việc này là do cuộc họp thường ủy thành phố quyết định. Trừ thị trưởng Chu Phú Minh ra thì do bất kỳ phó thị trưởng nào khác đảm nhận cũng không bất ngờ, đương nhiên bác Đường là thường vụ phó thị trưởng, bác ấy chủ trì càng thỏa đáng hơn. Nghe nói trên cuộc họp, Đinh Hướng Sơn lấy cớ nhiệm vụ bác Đường gánh vác đã quá nặng rồi, yêu cầu đổi người, Chu Phú Minh kiên quyết yêu cầu do bác Đường chủ trì. Chuyện này vốn thuộc phạm vi của chính phủ, Đinh Hướng Sơn chẳng thể làm gì. Trương Chi Hành lúc này đã coi con thành đối tượng có thể trao đổi công việc, trong lòng nghĩ gì nói nấy. Con hồ ly già Chu Phú Minh này khả năng sớm đã ngửi ra mùi trong tập đoàn Tân Phong, nên mới đẩy bác Đường ra trước họng súng, giờ thấy tình hình không ổn lại trốn mất. Trương Khác phân tích, nói vậy ông ta không phải là cùng một bọn với Đinh Hướng Sơn. Sao có thể cùng một bọn được? Trương Chi Phi quay người sang nói. Hai người đó tranh đấu với nhau ở Hải Châu mười mấy năm rồi,
từ bí thư công ủy, tranh lên thị trưởng rồi tranh tới bí thư thành ủy, đấu đá tưng bừng, ở Hải Châu ai chẳng biết. Nhưng mà Đinh Hướng Sơn luôn đi trước Chu Phú Minh một bước, nếu có cơ hội Chu Phú Minh hận không thể ném họ Đinh kia vào vạc dầu, thế nên ông tay đẩy Đường Học Khiêm ra cải tạo tập đoàn Tân Phong, thành công thì Đinh Hướng Sơn xuống, ông ta lên, không thành công thì chỉ hy sinh Đường Học Khiêm mà thôi. Vậy Chu Phú Minh có thể giúp chúng ta? Nghe con trai nói thế, Trương Chi Hành hơi chần chừ, cầm điện thoại lên lại nhưng không dám tùy tiện quyết định. Chu Phú Minh đối đầu với Đinh Hướng Sơn, lúc này cầu viện ông ta là đúng, nếu không dù có lên tỉnh thì biết phải giao tài liệu cho ai. Chẳng may nhầm người thì có hối cũng không kịp. Trương Chi Hành do dự một lúc vẫn bấm số, xe chạy trên đường quốc lộ, cửa sổ đóng kín, bên trong rất yên lặng, tiếng chuông reo trong điện thoại có thể nghe thấy rõ ràng. Thị trưởng Chu, tôi là Trương Chi Hành. Chi Hành, cậu đang ở đâu, sao cục công an thành phố vừa thông báo cho tôi, nói cậu sợ tội bỏ trốn. Giọng Chu Phú Minh vừa gấp và vang, lúc này mới rời khỏi nhà Tằng Kiến Hoa được nửa tiếng, tốc độ của Đinh Hướng Sơn quá nhanh. Cục công an định tội gì cho tôi mà bảo tôi sợ tội bỏ chạy. Trương Chi Hành không ngờ diễn biến nhanh tới thế, nhưng đã dự liệu trước rồi, nên chẳng kinh hoàng. Tổ kiểm tra tỉnh tìm cậu điều tra tình hình, gọi điện tới Đông xã thì nói cậu đã về thành phố. Cậu và Tằng Kiến Hoa có quan hệ gì, vì sao về Hải Châu không tới cơ quan báo cáo, lại tới tìm Tằng Kiến Hoa? Chẳng lẽ cậu không biết hắn thụt kết tập đoàn Tân Phong hơn 400 vạn, tới giờ tung tích chưa rõ, cục công an đang bí mật điều tra à? Trong điện thoại giọng Chu Phú Minh bình tĩnh lại, tựa hồ lão hồ ly già từ trong ngữ khí bình tĩnh của cha đã ngửi ra điều gì. Cục công an thông báo với tôi giọng điệu có nặng một chút, nhưng không nói cậu phạm tội gì, nếu cậu không có vấn đề thì về Hải Châu đi. Giải thích rõ hiểu lầm là xong. Con hồ ly già này rõ ràng không muốn ba vội về Hải Châu để quấy loạn mọi việc lên. Hiểu lầm của thị trưởng Đường đã được làm rõ chưa ạ? Trương Chi Hành tiếp tục hỏi. Đường Học Khiêm à? Trong điện thoại Chu Phú Minh ngừng một chút. Hình như không phải là hiểu lầm gì cả. Tổ kiểm tra tỉnh đã yêu cầu vợ ông ta tiếp nhận điều tra. Có lẽ cậu còn chưa biết, Tổng Giám đốc Tân Phong là Khương Minh Thành. Cùng phó giám đốc nhân sự Hứa Tư đã chủ động khai báo với tổ kiểm tra, họ đang dựa theo lời khai đó tìm kiếm chứng cứ. Chu Phú Minh cố ý nói rõ ràng tình hình, Trương Khắc hoài nghi lão hồ ly này từ đầu tới cuối biết Đường Học Khiêm vô tội, thầm nghĩ, đây mới là chính khách tiêu chuẩn, nếu cha đạt được tới trình độ này, dư sức vẫy vùng trong quan trường rồi. Thị trưởng Chu, trong tay tôi có ít tài liệu, có thể chứng minh vụ án thị trưởng Đường không hề đơn giản, số tài liệu này có thể giao trực tiếp cho thị trưởng không? Chương 16, lại gặp tang lễ. Chu Phú Minh im lặng một lúc. Cậu xác định vụ án Đường Học Khiêm không đơn giản. Cô Hứa Tư kia và bí thư Đinh tựa hồ có quan hệ không bình thường. Trương Chi Hành tiết lộ một chút. Trương Khắc nghe thấy trong điện thoại có tiếng vỗ bàn, tiếp đó là giọng Chu Phú Minh không kìm được kích động. Chi Hành, cậu mà về Hải Châu thì phải tiếp nhận tổ kiểm tra của tỉnh điều tra, rồi phải giải thích cho cục công an vì sao tới nhà Tằng Kiến Hoa thì sợ sẽ không gặp được tôi. Như thế không an toàn, cậu hãy tới thẳng tỉnh thành tìm bí thư Từ Học Bình, tôi sẽ giúp cậu gọi điện thoại liên hệ trước. Rời khỏi đường cao tốc thì đã là buổi trưa, ngồi trong xe không cảm giác được cái nóng nực bên ngoài, mọi người tìm một khách sạn ở trung tâm thành phố, đề phòng có chuyện bất ngờ, đem cuốn sổ sao ra một bản, ngay cả phim chụp cũng giao cho chú giữ, bảo chú ở lại phòng khách, sau đó mới đem điện thoại phòng khách san báo cho Chu Phú Minh. Phải tới năm 96. Điện thoại cầm tay mới có thể nói chuyện được giữa các thành phố với nhau, lúc này sang nơi khác, di động trở nên vô dụng. Từ Học Bình là phó bí thư tỉnh ủy, bí thư chính pháp ủy, năm 99 người yêu cầu cơ quan kiểm sát tra tận gốc vấn đề của Đinh Hướng Sơn là do ông ta hạ lệnh, không biết Chu Phú Minh bỏ bao nhiêu công sức trong chuyện này, nhưng Từ Học Bình hẳn là người đáng tin cậy. Điện thoại mãi không thấy gọi tới, mặc dù cửa phòng cũng chẳng đột nhiên bị người ta đá ra, rồi một đám cảnh sát mật tràn vào. Nhưng cứ ngồi yên chờ đợi làm cho người ta lo âu bất an. Trương Chi Hành lo cho vợ, nhưng không dám chủ động gọi điện cho đơn vị của vợ, tới tận 6 giờ tối, Lương Cách Chân mới gọi điện thoại tới, là do Chu Phú Minh báo cho cô biết số điện thoại phòng khách sạn. Buổi trưa, Lương Cách Chân bị tổ kiểm tra gọi tới nhà khách Tây Thành tiếp nhận điều tra, tiếp đó cục công an tới soát nhà. Lương Cách Chân không về nhà, chuyện nhà bị lục soát là người khác trong cục thông báo cho. Còn nhờ Chu Phú Minh gọi điện tới nên cục công an mới không cưỡng chế câu lưu 24 giờ, hiện cô đang ở nhà đồng nghiệp. Trương Khắc thầm nghĩ nhà Đường Học Khiêm hẳn cũng bị lục soát rồi,
vợ chồng ông ta chắc đang ở nhà khách Tây Thành giải thích chuyện 37 vạn gửi trong tài khoản gia đình. Không biết Đường Thanh ra sao? Trong đầu y hiện lên khuôn mặt thanh lệ gầy gò của cô, Trương Khác lo lắm, nghĩ để cha và chú ở lại tỉnh thành là được, mình ở lại Hải Châu, ít nhất có thể chăm sóc cho Đường Thanh. Tới 7 giờ chú Phú Minh mới gọi điện thoại tới. Nhà bí thư Từ gần đây xảy ra chút chuyện, tôi mới liên hệ được với ông ấy, có thể bí thư Từ không có ấn tượng gì tốt với cán bộ Hải Châu, đồng chí phải tới nhà ông ấy nói rõ vấn đề. Trương Khác không hiểu lời chú Phú Minh có ẩn ý gì. Nghĩ chắc là Từ Học Bình rất nghiêm khắc với cán bộ Hải Châu. Trương Khác và cha rời khách sạn, bắt một chiếc taxi, đi thẳng tới Tân Mai Uyển của Thành Nam, nơi đó là khu nhà ở của quan viên cao cấp chính phủ tỉnh Tùy. Trương Khác và cha đứng đợi một lúc, bên trong có một thanh niên dáng vẻ thư ký đón bọn họ vào. Người đó tay có đeo băng tang, Trương Khác lòng thắc mắc, nhà Từ Học Bình có ai qua đời không biết. Thấy người đó bày ra vẻ mày lạnh lùng người lạ chớ tới gần, y biết không nên lắm mồm. Bóng đêm mông lung, không nhìn rõ Tân Mai Uyển rộng tới mức nào, đi qua mấy biệt thự, đều thấy rất u tĩnh, ngoài hàng rào sắt trồng nhiều cây cối rậm rạp, ngăn cản đáng kể những cặp mắt rình mò. Theo thanh niên kia đi vào nhà Từ Học Bình, qua cái sân trồng đầy hoa cỏ, tới thẳng phòng khách chờ đợi. Từ Học Bình rất cao, tuổi chừng 60, mặt nhiều vết nám, môi dày, xương gò má cao, ánh mắt thâm thúy, thần thái nghiêm túc, gây cho người ta một áp lực lớn. Trương Khác chú ý thấy trên giày vải của Từ Học Bình có may một khối vải gai, chẳng lẽ mình tới quấy giày đúng lúc nhà ông ấy có người qua đời. Trương Chi Hành khom người chào. Chào bí thư Từ. Chu Phú Minh gọi điện thoại cho tôi, nói đồng chí có tài liệu liên quan tới vụ án Đường Học Khiêm. Giọng Từ Học Bình rất trầm, oai nghiêm làm người ta rét run. Tỉnh rút tinh anh từ Viện Kiểm sát, Tòa án, Sở Công an thành lập tổ kiểm tra tới Hải Châu. Là để tra rõ vấn đề, đồng chí có tài liệu gì sao không đưa thẳng cho tổ kiểm tra. Tài liệu trong tay tôi không chỉ liên quan tới thị trưởng Đường, còn liên quan tới bí thư Đinh Hướng Sơn. Sắc mặt Từ Học Bình hòa hoãn lại một chút, ngồi xuống ghế sofa, chỉ tay bảo cha con Trương Chi Hành ngồi xuống. Trương Chi Hành đem bức ảnh Trương Khác chụp ở biệt thự ngói đỏ cùng cuốn sổ của Tằng Kiến Hoa đưa cho Từ Học Bình. Từ Học Bình lật xem ảnh, lại lật cuốn sổ của Tằng Kiến Hoa, không xem kỹ. Dựa vào ghế trầm tư một lát, nói. Không phải thành phố các đồng chí cũng phát giác ra vấn đề của tập đoàn Tân Phong, phái tổ kiểm tra xuống mấy lần sao? Vấn đề có thể tra rõ hay không, cần có thời gian, không được tùy tiện nghi ngờ lãnh đạo thành phố. Tấm ảnh này thì nói lên được vấn đề gì? Cho dù có nghi vấn cũng có thể phản ánh với ban ngành có liên quan, không nên tùy tiện tống lên trên, làm việc gì cũng phải có trình tự. Ngữ khí của Từ Học Bình làm lòng người ta không khỏi nguội lạnh. Ông ta quay sang nói với thư ký. Tiểu Lý, cậu gọi điện thoại xem đồng chí viện kiểm sát có ai trực ban không, đưa cả người lẫn tài liệu cho đồng chí viện kiểm sát xử lý. Bí thư Từ. Trương Chi Hành thấy Từ Học Bình không đếm xỉa tới, trong lòng vừa hoảng sợ vừa nóng nảy. Tôi và thị trưởng Đường công tác với nhau hơn 10 năm, tôi rõ con người của ông ấy. Từ Học Bình rất bực mình, không nghe ông nói xong đã phất tay cắt ngang. Đường Học Khiêm có phạm sai lầm hay không? Không phải do đồng chí quyết định, tổ kiểm tra đang điều tra, còn chưa có kết luận, có sai lầm, quốc pháp khó tha, không có sai lầm, sẽ có đãi ngộ công bằng với đồng chí ấy. Vấn đề của tập đoàn Tân Phong rốt cuộc có cần tỉnh nhúng tay vào không thì cần thời gian thảo luận, không phải đồng chí nói là làm theo được. Còn nữa, trước khi Đường Học Khiêm cải tạo tập đoàn Tân Phong thì không có chuyện gì, vừa cải tổ thì liên tiếp xảy ra chuyện, tin đồng chí hay là tin con mắt của quần chúng đây. Phải nói những lời phía trên của Từ Học Bình hoàn toàn là giọng điệu quan liêu công thức hóa, làm người ta thất vọng, còn lời phía sau cho thấy ông ta có ấn tượng rất xấu với Đường Học Khiêm, làm người ta tuyệt vọng. Từ Học Bình nói xong là đứng dậy đi ngay, thư ký gọi điện thoại rồi ngồi về chỗ, giám thị không cho cha con Trương Chi Hành lén rời đi. Những chứng cứ này nếu không có một nhân vật mạnh mẽ thúc đẩy cả quá trình điều tra mà dựa vào một trình tự quan liêu công tác thì đợi tới Tết Ma Dốc cũng chẳng xong. Từ Học Bình đã bảo bọn họ đưa tài liệu cho Viện Kiểm sát tỉnh, vậy là không thể thoát thân đi tìm lãnh đạo khác của tỉnh nữa rồi, Trương Chi Hành không biết ngã rẽ từ chỗ nào khiến hiện giờ lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Chú Tiểu Lý, nhà bí thư Từ ai qua đời thế? Trương Khác nhớ Từ Học Bình gọi thanh niên này như thế, ỉ vào dẻo miệng hỏi hắn. Lý Nghĩa Giang chỉ con hai cha con này là cán bộ bình thường lên tỉnh phản ánh vấn đề, trước đó lại có thị trưởng Hải Châu đánh tiếng. Nên không thù địch gì, thấy Trương Khác hỏi, liền trả lời.
con trai Bí thư Từ mấy ngày trước gặp tai nạn xe cộ qua đời, tai nạn xảy ra ở thành phố Hải Châu, không biết quan viên Hải Châu quản lý giao thông kiểu gì. Chẳng trách tâm tình Từ Học Bình lại tệ như vậy, Trương Khắc thông cảm với ông ta, nếu cho y đủ quyền lực, chỉ e y khiến quan viên chính phủ Hải Châu phải cuốn xéo về nhà hết. Cha không hay biết gì tin tức này, hoặc là ở Hải Châu chẳng mấy ai biết chuyện này, hoặc là cha hoàn toàn bị đồng nghiệp trong chính phủ thành phố cô lập rồi. Chương 17, xoay chuyển bất ngờ. Nhìn thấy cục diện này, Trương Khắc bó tay hết cách, chỉ còn biết ngồi đợi người viện kiểm sát tới, hy vọng đi theo trình tự điều tra bình thường cũng có thể mau chóng tra rõ vấn đề. Trương Khắc và cha ngồi im lặng trên ghế, giúp việc mang ba chén trà vào, trà vừa đặt xuống liền nghe thấy trên lầu có tiếng trẻ con khóc toáng lên, tiếng khóc hồi dài hồi ngắn, tiếp đó như có tiếng người từ trên giường lăn xuống đất. Từ Học Bình chân bước như bay từ thư phòng ra, thấy giúp việc đặt chén trà lên bàn, nghiêm khắc nói. Không phải đã nói với cô không được để chỉ đồng một mình ở trong phòng sao? Giúp việc luống cuống không biết làm sao, Từ Học Bình hừ một tiếng, định đi lên lầu. Có khách tới nhà, bất kể có là từ Hải Châu hay ở đâu tới, pha trà mời khách là điều lên làm, là tôi bảo Tiểu Chu pha trà đấy. Một người phụ nữ chừng 50 tuổi từ trên cầu thang xuống, cô bé ngả đầu dựa vào vai bà ta. Tiểu Chu, chú Từ mấy ngày nay tính khí không tốt, cháu đừng để trong lòng. Cô bé vẫn còn khóc thút thít, người khẽ run run, Từ Học Bình không nói, đưa tay đón lấy cô bé từ lòng phụ nữ kia, giọng nói vừa rồi còn lạnh như băng lập tức biến thành mềm mỏng hiền từ. Chỉ đồng, để ông bế cháu nào. Cô bé rời khỏi lòng phụ nữ kia, mặt nghiêng sang phía Trương Khắc. Á! Trương Khắc nhận ra cô bé, khuôn mặt xinh đẹp mang theo dáng vẻ như gặp ác mộng, làm người ta nhìn mà tan nát cõi lòng. Cô bé cũng nhận ra Trương Khắc, há miệng gọi nhưng không phát ra âm thanh, tay chỉ vào Trương Khắc vùng vẫy, Từ Học Bình còn chưa bế chắc, thiếu chút nữa ngã xuống đất. Tôi còn chưa ôm chắc sao bà đã buông ra, nó mà ngã thì ăn nói với mẹ nó ra sao. Từ Học Bình lớn tiếng trách, nhưng thấy cháu gái nhào tới chỗ thiếu niên đi theo Trương Chi Hành, ngoài dự liệu mọi người, cô bé túm chặt lấy y phục của thiếu niên đó, cứ như sợ mất thứ đồ chơi yêu thích vậy. Ngày 18 tháng 7, gần 100 công nhân viên nhà máy giấy Tân Quang tập trung trước quảng trường chính phủ, kháng nghị đãi ngộ bất công của chính phủ, Cục Công an thành phố điều quá nửa cảnh sát tuần tra tới duy trì trật tự, khiến cho lái xe say rượu đi vượt quá tốc độ chạy vào thành phố mà không ai ngăn lại, gây ra sự cố giao thông nghiêm trọng. Trương Khắc không ngờ người thanh niên xem chơi cờ bị chết hôm đó là con trai Từ Học Bình, nhìn vẻ mặt tội nghiệp của cô bé, chắc rằng có liên quan tới ác mộng hôm đó, lòng đau xót, bế cô bé lên, đặt trên đùi mình. Nào chỉ đồng, chúng ta lên gác ngủ thôi, anh ấy còn có việc. Vợ Từ Học Bình đưa tay qua nách cô bé muốn bế lên, chỉ đồng ôm chặt lấy cổ Trương Khắc, miệng ú ớ phát ra tiếng khàn khàn, không chịu buông tay. Người trong phòng khách bị biến cố này làm ngớ ra. Trương Khắc bị cô bé siết chặt lấy cổ có hơi đau đau, cùng vợ Từ Học Bình đỡ lấy người cô bé, sợ nó sức yếu bị rơi xuống, mặt rất bối rối. À, cậu là thiếu niên cứu chỉ đồng. Tiểu Lý hiểu ra trước tiên, chỉ Trương Khắc hỏi. Có phải hôm đó cậu cứu chỉ đồng khỏi chiếc xe tải, cậu tên là gì, sao hôm đó không để lại tên đã đi rồi? Lúc đó tôi cũng hoảng sợ, thấy cô bé không sao, chẳng nghĩ gì, cứ thế đi trước. Vợ Từ Học Bình buông tay ra. Trương Khắc ôm cô bé vào lòng, y cũng bất ngờ, chẳng biết nói thế nào. Đúng là cháu cứu chỉ đồng. Từ Học Bình hỏi lại theo bản năng, chưa đợi Trương Khắc trả lời đã bảo giúp việc. Tiểu Chu, mau gọi điện chỉ đồng, nói tìm được đứa bé cứu chỉ đồng hôm đó rồi, ở ngay nhà chúng ta, mau mau về nhà. Từ Học Bình giọng rất kích động, đi tới muốn bắt tay Trương Khắc, chỉ là Trương Khắc đang bế chỉ đồng, ông ta liền ấn vai y ngồi xuống ghế. Vợ ông ta cũng kích động nói. Chúng tôi bảo DTH Hải Châu giúp tìm cháu, mấy ngày qua cháu không xem TV sao? Chí Minh ra đi như thế, chúng tôi đã đau đớn lắm rồi, nếu chỉ đồng lại xảy ra chuyện gì, chẳng ai chịu nổi nữa. Nói tới đó bà đưa tay ra lau nước mắt. Trương Chi Hành chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao, nhìn con trai hỏi. Con cứu cháu gái bí thư từ lúc nào? Sao ba chưa bao giờ nghe con kể? Là cái hôm con vừa mới đỡ sốt, con thấy ở trong nhà ngột ngạt. Liền ra phố dạo. Khi đó con ôm cô bé, chiếc xe rẽ ngay trước mũi, con sợ quá quên luôn chuyện này. Trương Khắc quay đầu sang nói với vợ Từ Học Bình. Cháu và ba cháu mấy hôm nay không có thời gian xem TV nên không biết các bác đang tìm. Cháu tên là gì? Từ Học Bình hỏi,
mắt ông ta chứa đầy nước mắt, con trai ông ta chết, đứa cháu gái thành an ủi lớn nhất, trong lòng hết sức cảm kích thiếu niên cứu cháu gái mình. Nghe con dâu nói, tình hình khi đó hết sức nguy hiểm, thiếu niên kia dũng cảm gần như lao ra ôm lấy cháu ông ta ngay trước mũi xe, hiếm có hơn nữa thiếu niên đó cứu người xong không để lại tên, lặng lẽ rời đi. Từ Học Bình đang chuẩn bị mấy ngày nữa bảo thành phố Hải Châu bất kể thể nào cũng phải tìm ra thiếu niên kia, để cảm tạ chu đáo. Cháu tên là Trương Khác. Đúng, đúng, là Trương Khác, lúc cha cháu vào đã giới thiệu rồi, bác không chú ý, cháu đừng giận. Lão Từ, người ta tới nhà là khách, sao ông để người ta ngồi đợi ở đây? May mà chỉ đồng thức dậy, nếu không chẳng phải để lỡ mất sao? Vợ Từ Học Bình lau nước mắt trên má. Lão Từ, có chuyện gì thế, ông không giúp được họ à? Trương Chi Hành ngượng ngùng nói. Phó thị trưởng Hải Châu chúng tôi đang bị điều tra nhận hối lộ, chúng tôi phát hiện ra một số tài liệu, vội lên tỉnh báo cáo với Bí Thư Từ, Bí Thư Từ bảo chúng tôi tới báo cáo trực tiếp với Viện Kiểm sát tỉnh. Từ Học Bình chỉ tài liệu Trương Chi Hành mang tới. Nhân lúc các đồng chí Viện Kiểm sát còn chưa đến, đồng chí theo tôi vào thư phòng, báo cáo lại tình hình, nói đồng chí làm sao có được số tài liệu này. Rất nhiều chuyện là do Tiểu Khác phát hiện ra. Trương Chi Hành chỉ con trai nói. Từ Học Bình quay sang nhìn Chỉ Đồng, Trương Khác nói. Chỉ Đồng ngủ rồi, cháu bé em nó cũng được. Cô bé dù ngủ tay vẫn ôm chặt cổ Trương Khác, sợ y sẽ bỏ đi, mặt không còn sợ hãi nữa, khôi phục vẻ êm đềm của trẻ nhỏ khi ngủ. Từ Học Bình thở dài. Mấy ngày nay lần đầu tiên nó mới ngủ say như thế, chúng ta nói chuyện nhỏ một chút vậy. Giúp việc lui ra. Vợ Từ Học Bình cũng ngồi xuống. Vừa rồi còn chưa kịp nói tỉ mỉ quá trình có được số tài liệu này đã bị Từ Học Bình cắt ngang, vạn lần không ngờ gặp được thời cơ xoay chuyển thế này, Trương Chi Hành liền đem quan hệ giữa Hứa Tư, Đường Học Khiêm, Khương Minh Thành và Tằng Kiến Hoa giải thích tỉ mỉ, đem chuyện con trai làm sao vô tình phát hiện ra chuyện giữa Hứa Tư và Đinh Hướng Sơn, làm sao chụp được ảnh làm chứng cứ, v.v.v. Kể hết tất cả một lượt thật tường tận. Lão Từ, Hải Châu cũng có cán bộ tốt đấy. Vợ Từ Học Bình nghe xong Trương Chi Hành kể lại, nói. Đồng chí Tiểu Trương mạo hiểm làm nhiều việc như thế, thậm chí còn bị đồng nghiệp hiểu lầm, chỉ mong làm rõ vấn đề. Tỉnh phải ủng hộ mới được. Khi ghét một người thì hắn nói gì cũng cảm thấy chướng tai, còn thích một người thì thấy hắn nói gì cũng thấy hợp lý. Trương Khác chú ý thấy mặt Từ Học Bình nghiêm lại, nhưng đã động lòng rồi. Tôi cũng không ngờ Hải Châu có thể tồn tại vấn đề lớn như thế, nhưng tôi không thể chỉ nghe lời một phía. Còn phải nghe tình hình điều tra của tổ kiểm tra. Có điều Từ Học Bình cũng an ủi Trương Chi Hành một câu. Bất kể Đường Học Khiêm có nhận hối lộ không, tinh thần dám nghi vấn này của đồng chí đã bảo vệ uy nghiêm cho công bằng tư pháp, cán bộ tốt như đồng chí rất là hiếm có. Chương 18, điều tra lại. Trương Khác nghe mà sửng sốt, lời này của Từ Học Bình sức nặng không phải nhỏ, khác gì thêm một tấm bùa hộ thân lên người cha, chỉ cần Từ Học Bình còn tại chức. Ở Hải Châu không ai dám động tới một cọng lông chân của cha. Trương Chi Hành cố gắng để trên mặt mình không tỏ ra thỏa mãn, Từ Học Bình nói thế vì thương ai thì củ ấu cũng tròn. Từ Học Bình bảo Tiểu Lý. Cậu lập tức liên hệ với Kim Quốc Hải, bảo đồng chí ấy xem có thể gửi cho tôi một bản tình hình điều tra ở Hải Châu không. Nói xong quay lại nhìn Trương Khác, thiếu niên nhìn qua có thư sinh yếu đuối này làm ông ta rất bất ngờ. Có thể cứu người ngay trước mũi xe mà không để lại tên đã là hiếm có lắm rồi, gặp chuyện còn cơ trí, phát hiện ra vấn đề mà người khác không phát hiện được, nếu tra ra vụ án của Đường Học Khiêm có nội tình khác thì thiếu niên này công lao không nhỏ. Từ Học Bình không hề che giấu vẻ tán thưởng trên mặt cười nói. Chẳng biết ba cháu có thổi phồng cháu lên không, song biểu hiện của cháu không tệ, năm nay bao tuổi rồi. Trương Khác ngoan ngoãn đáp. Cháu 16 tuổi, vừa mới tốt nghiệp sơ trung. Ồ. Lớn hơn Chỉ Đồng nhiều. Từ Học Bình giới thiệu người trong phòng khách, Tiểu Lý tên là Lý Nghĩa Giang, là thư ký chuyên trách của ông ta, vợ ông ta là Chu Thúc Huệ, cán bộ sở lao động tỉnh, giúp việc Tiểu Chu là người thân phía nhà mẹ đẻ Chu Thúc Huệ. Tiểu Lý đặt điện thoại xuống đi tới. Phó kiểm sát trưởng Kim đã từ nhà tới đây rồi. Đồng chí ấy có tài tiên tri à? Từ Học Bình lấy làm lạ. Kim Quốc Hải lấy đâu ra tài tiên tri? Tiểu Lý gọi điện thoại nói Hải Châu có người mang tài liệu tới nhà Từ Học Bình, bảo Viện Kiểm sát phái người tới nhận, không nói chi tiết là chuyện gì. Con trai Từ Học Bình vừa chết ở Hải Châu, nhân viên trực ban rất mẫn cảm với loại chuyện này, lập tức gọi điện cho Kim Quốc Hải xin chỉ thị. Kim Quốc Hải biết thời gian qua Từ Học Bình rất khó tính liền không dám chậm trễ,
bất kể chuyện lớn hay nhỏ, đều quyết định tới nhà Từ Học Bình một chuyến, không ngờ đúng là có chuyện trọng đại thật. Kim Quốc Hải cùng trợ thủ vừa mới tới nhà Từ Học Bình thì Tạ Vãn Tình cũng tới ngay sau đó. Cô đang ở công tay sắp xếp lại di vật của chồng, đột nhiên nhận được điện thoại nói thiếu niên cứu chỉ đồng đang ở nhà cha chồng, lập tức rời công ty chạy giới, vào cửa một cái thấy ngay Trương Khác đang bế chỉ đồng. Cảm ơn cậu cứu chỉ đồng, hôm đó cậu không để lại tên họ, chúng tôi đang đợi một thời gian nữa tới Hải Châu tìm cậu. Đây là chuyện duy nhất làm Tạ Vãn Tình có chút vui vẻ trong mấy ngày qua. Cha, làm sao mọi người tìm được tiểu ân nhân thế? Mấy ngày trước thôi thiếu phụ xinh đẹp này còn hạnh phúc bên chồng con, Trương Khác lúc ấy còn ghen tị với chồng cô, vậy mà ông trời tàn nhẫn, y chẳng biết nói gì. Chẳng ai tìm cả, chỉ đồng tự nhận ra đấy. Từ Học Bình lắc đầu nói. Con và mẹ con bế chỉ đồng lên lầu ngủ đi, để bà ấy nói với con. Tạ Vãn Tình thấy Kim Quốc Hải muốn như thế còn tới nhà, nhất định có chuyện quan trọng, đưa tay muốn bế con gái, thấy con ôm chặt cổ Trương Khác, dù ngủ say cũng không chịu buông, nói nhỏ. Chỉ đồng, nào, để mẹ bế. Chỉ đồng mở đôi mắt ngái ngủ ra, nhìn thấy mẹ mới miễn cưỡng buông tay. Từ Học Bình chỉ ghế sofa bên cạnh, bảo Kim Quốc Hải ngồi xuống nói chuyện. Kim Quốc Hải vừa ngồi xuống vừa quan sát cha con Trương Chi Hành, thầm nhủ, thiếu niên này cứu cháu gái bí thư từ sao. Đối với việc Từ Học Bình muộn như thế còn tìm hắn, trong lòng càng thêm lo. Đồng chí là lãnh đạo viện kiểm sát chịu trách nhiệm vụ án hối lộ ở Hải Châu, vụ án đó điều tra tới đâu rồi, đồng chí nói ra xem nào. Từ Học Bình không ngại cha con Trương Chi Hành có mặt ở đó, hỏi thẳng tiến triển của vụ án. Kim Quốc Hải đem tình hình thẩm tra Đường Học Khiêm mấy ngày qua báo cáo đơn giản với Từ Học Bình, không khác dự đoán của Trương Khác là bao. Trương Khác thấy vẻ mặt Từ Học Bình rất nghiêm trọng, nếu không tính tài liệu trong tay mình, tình hình tổ kiểm tra nắm bắt được rất bất lợi với Đường Học Khiêm, quan trọng là ở chứng cứ Hứa Tư và Khương Minh Thành cung cấp. Từ Học Bình bình tĩnh hỏi, tổ kiểm tra có kết luận sơ bộ chưa? Căn cứ vào kết quả điều tra mấy ngày qua, cùng lời khai chứng cứ do Hứa Tư và Khương Minh Thành cung cấp, có thể phán đoán sơ bộ, Đường Học Khiêm và Hứa Tư tồn tại quan hệ nam nữ không chính đáng. Ngoài ra trong tài khoản nhà Đường Học Khiêm có 37 vạn, cùng 4 vạn tiền mặt tại nơi ở, có chênh lệch nhất định với thu nhập của vợ chồng họ, cũng có thể phán đoán Đường Học Khiêm thông qua Hứa Tư nhận hối lộ từ Khương Minh Thành. Đương nhiên công tác của chúng tôi còn chưa được chu đáo lắm, chứng cứ nắm trong tay còn rất sơ sài, công việc tiếp theo còn rất nhiều. Từ Học Bình đưa tay cắt ngang lời vô nghĩa của hắn, không nói một lời. Nếu như đã có nhận định như thế, theo thông lệ, tiếp theo là tiếp tục đào sâu thêm tội trạng của Đường Học Khiêm, đại khái vĩnh viễn không nghĩ tới khả năng Đường Học Khiêm bị hãm hại. Thấy Kim Quốc Hải bị biểu hiện của Đường Học Khiêm làm cho bất an, Trương Khắc hỏi. Thời gian 3 lần hối lộ, tổ kiểm tra hẳn là điều tra rõ rồi chứ. Kim Quốc Hải rất khó hiểu thiếu niên này sao dám xen vào, nghĩ y cứu cháu Từ Học Bình, mà người khác không nói gì, nên trả lời. Từ tư liệu Hứa Tư và Khương Minh Thành cung cấp, lần đầu là trung tuần tháng 11 năm ngoái. Thời gian cụ thể, số tiền bao nhiêu? Từ Học Bình đột nhiên hỏi làm Kim Quốc Hải giật mình. Tháng 11 năm ngoái, 20 vạn, mùng 6 tháng 2 năm nay, 8 vạn, cuối cùng là mùng 9 tháng 6, 7 vạn. Từ Học Bình cầm cuốn sổ của Tằng Kiến Hoa lên, lật tới trang cuối cùng, nghiêm túc nói. Đồng chí xem tài liệu này. Kim Quốc Hải càng xem mặt càng cứng lại. Ba khoản tiền cuối cùng thời gian và số tiền khớp với điều hắn vừa nói, còn chữ Khương kia là Khương Minh Thành rồi. Điều này cho thấy lời khai của Khương Minh Thành không đáng tin nữa. Trương Khác thấy mồ hôi toát ra trên trán Kim Quốc Hải, cười thầm, một vụ án trọng yếu như thế mà làm thành án oan, là lãnh đạo phân quản vụ án, không biết gánh trách nhiệm lớn thế nào đây. Chi Hành, cậu đem tình hình giới thiệu cho lão Kim đi. Trương Chi Hành thấy Từ Học Bình thân thiết gọi tên mình, lòng mừng rỡ. Có ý để Tiểu Khác thể hiện một lần nữa, hy vọng càng khiến bí thư Từ vui vẻ, hơn nữa mấy ngày qua con hắn gặp chuyện chẳng sợ hãi, cũng yên tâm nói. Rất nhiều chuyện do Tiểu Khác phát hiện. Để Tiểu Khác giới thiệu cũng thế. Từ Học Bình gật đầu đồng ý, ông ta muốn xem thiếu niên này có đúng là cơ trí như thế không. Kim Quốc Hải nghe Từ Học Bình gọi tên Trương Chi Hành, lập tức nhớ ra người này là ai, vì tổ kiểm tra tìm kiếm hắn khắp nơi, hắn lại chơi trò mất tích. Khiến tổ kiểm tra hoài nghi phải chăng trên người hắn có án lớn, đang do dự có đang phát lệnh truy nã hay không. Trương Khác thấy vẻ mặt Kim Quốc Hải thì biết hắn đã nhận ra cha mình, lười giới thiệu, đi thẳng vào vấn đề. Ngoại trừ những người ở đây,
không ai biết sự tồn tại của cuốn sổ này, nó được tìm thấy ở nhà Bác Đường. Y dừng lại một chút để Kim Quốc Hải hiểu Bác Đường là ai. Bác Đường cũng không phát hiện ra bí mật ghi trong đó, ghi chép này là do tôi và cha tôi phát hiện ra sau khi tìm được nó. Nhưng Tằng Kiến Hoa đã ôm hơn 400 vạn bỏ trốn. Rồi Trương Khắc lấy ra 4 tấm ảnh cho Kim Quốc Hải xem. Kim Quốc Hải thấy Từ Học Bình cứ nhìn hắn chằm chằm không nói không rằng, sởn hết gai ốc, dè dặt nói. Ghi chép trong trùng khớp với lời khai của Khương Minh Thành, vậy tài liệu này đáng tin, còn tiểu. Đồng chí nhìn thấy Hứa Tư và Đinh Hương Sơn ở cùng nhau, suy đoán về quan hệ giữa họ và Khương Minh Thành cũng là hợp lý. Trong vụ án Đường Học Khiêm khả năng tồn tại vụ án lớn hơn nữa, tôi yêu cầu đích thân dẫn đội tới Hải Châu điều tra vụ án này. Chương 19, cô bé bị mất tiếng. Từ Học Bình lắc đầu. Liên quan tới người đứng đầu địa phương, mà tính chất có thể rất ác liệt, các đồng chí ngay trong đêm phân tích tỉ mỉ tài liệu này, viết một bản báo cáo. Sáng mai báo cáo với bí thư Đào Tấn chuyện này, còn về phần phải áp dụng biện pháp gì thì phải đợi mở cuộc họp thường ủy tỉnh thảo luận. Đào Tấn là bí thư tỉnh ủy tỉnh Đông Hải. Trương Khắc cùng cha, Lý Nghĩa Giang, Kim Quốc Hải với trợ lý Trần Hiểu Tùng, cả 5 người cả đêm không ngủ. Đem điểm tình nghi trong vụ án Đường Học Khiêm chỉnh lý thành báo cáo hơn 20 trang. Từ Học Bình chỉ chợp mắt một chút vào tảng sáng, tới 6 giờ liền gọi điện thoại cho Đào Tấn, tiếp theo đó cầm báo cáo cùng Lý Nghĩa Giang ra ngoài. Những người còn lại ở nhà Từ Học Bình đợi tin tức, Chu Thúc Huệ bảo bọn họ tới phòng khách ngủ một lúc, Trương Khắc biết vụ án sắp 2 năm rõ 10, lòng buông lỏng, nhưng thấy những người khác đều không có tâm tư ngủ, cũng đành cố chống chịu. Tinh thần Trương Chi Hành, Kim Quốc Hải và Trần Hiểu Tùng kích thích cực độ, căn bản ngủ không nổi, Trương Khắc thì ngồi trên ghế ngủ gà ngủ gật, Kim Quốc Hải thấy y mệt mỏi lắm rồi, cười nói. Chàng trai, hay là cậu đi ngủ trước đi? Trương Khắc mở mắt, nhớ ra một chuyện. Ba, gọi điện cho chú và mẹ đi, cả hai đang lo lắng lắm đấy, con thấy nên bảo mẹ xin nghỉ vài ngày lên tỉnh thành. Tới gần 7 giờ Lý Giang Nghĩa trở về, bảo bọn họ chuẩn bị để báo cáo trên cuộc họp thường ủy tỉnh. Trương Khắc lờ đờ nói. Mắt em không mở ra được nữa rồi, em không đi nữa nhé. Lý Giang Nghĩa biết y chẳng phải là sợ mà là không muốn nổi bật, liền gọi điện thoại cho Từ Học Bình xin chỉ thị, không nói thêm, cùng nhóm Trương Chi Hành lên xe. Có thể xuất hiện ở cuộc họp thường ủy tỉnh với cha mà nói là một cơ hội vô cùng quý báu, Trương Khắc đương nhiên không thể chỉ nghĩ tới mình được. Húp ít cháo loãng, rồi tới phòng cho khách ngủ. Khi tỉnh lại, Trương Khắc thấy tay tê tớ. Hóa ra chỉ đồng ôm tay mình ngủ ngon lành, môi cong cong, gò má hồng hồng, đáng yêu cực kỳ. Trương Khắc vừa nhúc nhích, cô bé liền tỉnh ngay, ánh mắt nhìn y cứ như sợ y biến mất, bấu chặt lấy y, làm lòng người ta xót xa. Bên ngoài trời mờ tối, không biết đã ngủ bao lâu, nhìn thấy cha đang nói chuyện với bà chỉ đồng, Trương Khắc bế chỉ đồng tới phòng tiếp khách, phát hiện ra mẹ chỉ đồng cũng ngồi đó. Bí thư Đào Tấn nghe báo cáo vụ án Đường Học Khiêm xong. Lập tức triệu tập cuộc họp thường ủy khẩn cấp, cha báo cáo tình hình xong trở về, cuộc họp vẫn tiếp tục, đang thảo luận phương án xử lý. Chuyện tới bước này, Trương Khắc chẳng còn gì phải lo lắng nữa, quan trọng là muốn biết Hứa Tư lún sâu chừng nào, Trương Khắc thầm nghĩ mình không bao giờ quên được khuôn mặt chứa chan nước mắt của Hứa Tư. Thấy chỉ đồng bám dính bên người hồi lâu mà không nói một câu nào, y nhớ trước tai nạn, cô bé còn hưng phấn chỉ quạt máy nói với mẹ, mẹ ơi, có gió, có gió. Sau tai nạn nó chưa nói một câu nào. Chu Thúc Huệ nhìn ra nghi vấn trong mắt Trương Khắc, thương tâm nói. Mong là qua một thời gian nữa sẽ tốt hơn. Khi đang ăn cơm trưa thì Từ Học Bình trở về, Lý Nghĩa Giang đem quyết định xử trí khẩn cấp của tỉnh ủy nói cho cha con Trương Chi Hành. Viện kiểm tra tỉnh thành lập tổ chuyên án, dựa theo kế hoạch ban đầu, để tổ kiểm tra đưa ra kết luận sơ bộ với Đường Học Khiêm, sau đó giao vụ án cho viện kiểm sát, đưa Khương Minh Thành và Hứa Tư tới tỉnh thành thẩm vấn. Phó Kiểm sát trưởng Kim hy vọng hai cha con các vị có thể tham gia thẩm tra xử lý vụ án này. Đây là chuyện Trương Khắc cầu mà chẳng được, với cha mà nói cũng là cơ hội tiếp cận quan viên cao tầng. Ăn cơm chưa xong, Trương Khắc cùng cha và Trần Hiểu Tùng tới nhà khách trực thuộc Viện Kiểm sát, nhà khách Long Hoa. Trước khi Trương Khắc tới, Kim Quốc Hải đã dẫn thành viên tổ chuyên án tới, phía bên Hải Châu nhanh nhất tới tối mới có thể hoàn thành bàn giao công việc. Trương Khắc hy vọng đưa Đường Thanh tới với danh nghĩa giúp đỡ điều tra, hiện giờ không một tin tức nào được phép tiết lộ ra bên ngoài, để Đường Thanh một mình ở lại Hải Châu, sợ không chịu đựng được. Ngày hôm sau, vụ án Đường Học Khiêm chính thức được giao cho tổ chuyên án Viện Kiểm sát thụ lý, Đường Học Khiêm, Cố Kiến Bình, Đường Thanh, Hứa Tư,
Khương Minh Thành với cả Diệp Tân Minh và nhân viên tổ kiểm tra cùng tới nhà khách Long Hoa. Vì tổ kiểm tra có hiểm nghi tiết lộ quá trình điều tra ra ngoài, gây sai lầm cho phương hướng điều tra, cho nên phải tiến hành cách lý thẩm tra bọn họ. Tổ kiểm tra tổng cộng có 12 người, vừa tới nhà khách liền bị yêu cầu hạn chế liên hệ với bên ngoài. Mỗi người phải ghi lại quá trình điều tra ở Hải Châu đưa cho tổ chuyên án thẩm tra, nhưng nói với bên ngoài là bọn họ sát nhập vào tổ chuyên án. Trương Khắc gần như không còn nhớ hình dáng trước khi vào tù của Đường Học Khiêm, ấn tượng sâu nhất là năm 99 khi tòa án xử lại phán ông ta vô tội, tinh thần ông ta rất không tốt, lưng còng, râu rối bù muối tiêu, như ông lão 6-70 tuổi đầu. Mà Đường Học Khiêm chỉ hơn cha 2 tuổi. Trong phòng họp ở tầng 2, Trương Khắc lần nữa nhìn thấy Đường Học Khiêm, gò má ông ta hõm sâu, gầy vô cùng, ánh mắt mỏi mệt, có điều ăn mặc vẫn chỉnh tề, áo sơ mi ngắn tay trắng, cổ áo không hề có vết bẩn, râu cạo sạch sẽ, hiện giờ ông ta vẫn tin vào phán xét công bằng của tỉnh. Cậu bị gọi tới tiếp nhận điều tra à? Đường Học Khiêm nhìn thấy Trương Chi Hành không tỏ ra bất ngờ mấy. Phó thư ký trưởng Trương được tổ chuyên án mới tới thẩm tra vụ án của ông. Kim Quốc Hải ở bên đính chính lại. Trương Khắc hiểu hắn gọi chức vụ của cha hoàn toàn là vì nể mặt Từ Học Bình, hắn là phó kiểm sát trưởng của tỉnh, cha chỉ là phó thư ký trưởng thành phố, cách nhau rất xa. Thị trưởng Đường. Trương Chi Hành lấy ra bao thuốc lá ngọc khê đưa cho Đường Học Khiêm. Mọi chuyện sẽ sớm được làm rõ thôi. Rồi quay sang hỏi Kim Quốc Hải. Kiểm sát trưởng Kim, có thể an bài người nhà thị trưởng Đường ở cùng nhau không? Hiện giờ tuy Đường Học Khiêm chưa hoàn toàn rửa sạch hiểm nghi, nhưng tình hình có lợi cho ông ta, không cần cách ly nữa. Trương Chi Hành không muốn để cả nhà ông ta bất an, để họ ở cùng nhau, ít nhất cho Đường Học Khiêm thêm chút lòng tin. Về quy định thì không được phép. Kim Quốc Hải nghĩ một lúc rồi nói. Thôi, để tôi xem tầng trên còn có phòng nào lớn không. Vụ án Đường Học Khiêm đi sai hướng tới nước này, Kim Quốc Hải cũng có trách nhiệm, đề nghị của cha là cho hắn cơ hội tu bổ quan hệ với Đường Học Khiêm, hắn ta chắc chắn sẽ không làm theo quy củ cứng nhắc. Trương Khắc thấy Đường Học Khiêm đứng dậy nắm chặt tay cha, mắt ẩn nước, hẳn đã biết mấy ngày qua chỉ có ba chạy vạy khắp nơi vì ông ta. Một lúc sau trinh sát viên đưa Cố Kiến Bình và Đường Thanh tới, chỉ cách hai ngày sắc mặt Cố Kiến Bình càng tệ hơn, gây cho người ta cảm giác rất suy yếu. Lần này không cần ai nhắc, Kim Quốc Hải quan tâm hỏi. Sao sắc mặt chị kém thế? Lại quay sang bảo trợ lý. Mau gọi bác sĩ Vương tới đây, thuận tiện kiểm tra luôn cho thị trưởng Đường. Buổi trưa bảo nhà bếp làm thêm mấy món ăn. Trương Khắc chỉ quan tâm tới Đường Thanh, tóc cô hơi rối, chắc hẳn chẳng có tâm tư trải chuốt, nhưng chẳng che lấp đi vẻ quyến rũ, mặt gầy hơn một chút, nhưng càng xinh đẹp, chỉ là môi hơi nhợt nhạt, Trương Khắc thấy thế liền yên tâm, nháy mắt với cô. Đường Thanh nghi hoặc nhìn Trương Khắc, tưởng y đưa ám hiệu gì với mình, ai ngờ Trương Khắc chu môi ra hôn gió, mắt cô ửng hồng, quay đầu đi chỗ khác. Trương Khắc thích nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của Đường Thanh. Trương Chi Hành không nhìn thấy con trai ve vãn con gái nhà người ta, nghĩ, an bài như thế nhà anh Đường yên tâm ở đây đợi vụ án có được tiến triển. Tới mức này mà vụ án còn không phá được Trương Khắc đập đầu chết luôn cho xong, 37 vạn tuy có chênh lệch với thu nhập gia đình Đường Học Khiêm, nhưng chẳng ai truy cứu sâu thêm. Với một người công tác ở cương vị lãnh đạo nhiều năm, cả nhà mới có 37 vạn đã là thanh liêm lắm rồi. Đường Thanh không cần phải lo nữa, nhưng Hứa Tư phải làm sao đây? Chương 20, hãy giải bày với em. Bác sĩ tới kiểm tra sơ bộ cho Cố Kiến Bình, đo huyết áp, nhịp tim. Huyết áp hơi thấp, đó là do thời gian qua tinh thần thể xác mỏi mệt gây ra. Nhà họ Đường lên gian phòng tầng 3 nghỉ ngơi, Trương Khắc không tìm được cơ hội ở riêng với Đường Thanh, liền theo cha và Kim Quốc Hải về phòng làm việc tạm thời ở tầng 2. Dưới sự theo dõi của toàn thể lãnh đạo tỉnh ủy, hiệu suất của tổ chuyên án rất cao, trong một ngày ngắn ngủi, đã lấy hết ra được tài liệu, hồ sơ có liên quan. Trước đó Trương Khắc luôn suy nghĩ, Hứa Tư vì sao cam tâm để Đinh Hướng Sơn khống chế, lợi dụng. Trương Khắc lấy một hồ sơ ra xem, trang đầu có dán ảnh một thiếu nữ này khuôn mặt trái xoan tiêu chuẩn, cằm thon thon, hàng mi dài, sống mũi cao, đôi mắt như biết nói. Thầm nghĩ, cô chỉ điên đảo chúng sinh, cô em nghiêng nước nghiêng thành thế này, thật không còn lẽ trời nữa rồi. Đó là hồ sơ của Hứa Duy, em gái Hứa Tư. Trong hồ sơ ghi chép, Hứa Duy vào Đại học Đông Hải đã phải nhập quân y viện, tiến hành phẫu thuật hẹp van tim, tài liệu kèm theo là tình hình của Hứa Duy do quân y viện tỉnh khẩn cấp đưa tới sáng nay. Chi phí phẫu thuật chữa trị cùng 3 tháng nằm viện,
nhà họ Hứa tổng cộng tiêu tốn hết 11 vạn tệ, tài liệu còn cho thấy nhà họ Hứa cung cấp nhiều thuốc men nhập nhẩu ngoài quy định để chữa trị cho Hứa Duy. Mặc dù không có tư liệu thêm nói giá cả những thứ thuốc nhập khẩu này giá cả thế nào, nhưng chắc hẳn không rẻ. Đáp án có lẽ là đây. Thành viên tổ chuyên án có được tài liệu này cũng rất hưng phấn, Khương Minh Thành đưa cho Hứa Tư 27 vạn, rất có khả năng dùng để chữa trị cho Hứa Duy, mà không phải như lời khải trước đó của cô là chuyển cho Đường Học Khiêm. Chuẩn bị buổi chiều tiến hành dự thẩm với Khương Minh Thành và Hứa Tư, Diệp Tân Minh tạm thời không thể chạm vào, vụ án có vẻ rất nguy hiểm, khả năng liên quan tới án mạng Tằng Kiến Hoa mất tích. Buổi trưa Trương Khác đề nghị muốn gặp riêng Hứa Tư. Thành viên tổ chuyên án dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn Trương Khác, trong thời gian một ngày tiếp xúc, thiếu niên này tỏ ra rất chững chạc, phân tích vụ án rất già đời. Huống chi vụ án có thể tiến triển tới đây đều là do công lao của y, nhưng chắc y cũng biết nhân viên phá án cấm chỉ tiếp xúc riêng với nghi phạm. Trương Chi Hành cũng đưa mắt bảo con đừng nói lời điên khùng, Trương Khác chỉ cười. Tôi chỉ mới 16 tuổi mà, lại chẳng phải nhân viên phá án, tôi chỉ nghĩ có thể có cách thuyết phục Hứa Tư khai nhận sự thực. Kim Quốc Hải, cậu có cách thuyết phục cô ta chủ động khai nhận. Dù sao cũng phải thử một chút. Trương Khác gật đầu nói. Khương Minh Thành ở Hải Châu chủ động khai báo với tổ kiểm tra ở Hải Châu rồi, nếu bên này làm việc quá lâu, liệu Đinh Hướng Sơn có cảnh giác không? Kim Quốc Hải thầm nhủ, thằng nhóc này đã nhìn ra áp lực trên người mình rất lớn. Thời gian cấp bách, nếu giam giữ Khương Minh Thành quá lâu, Đinh Hướng Sơn nhất định sẽ cảnh giác, huống chi mau chóng rửa sạch hiểm nghi cho Đường Học Khiêm, bù đắp sai lầm công tác trước đó, mới có thể ăn nói với tỉnh ủy. Liền đồng ý. Được, thử một chút cũng tốt. Ăn trưa xong, Thẩm Mặc đi vào phòng giam tạm thời, Hứa Tư đang ngồi ngây ra trước cửa sổ, mái tóc mây buông xóa che đi nửa bên mặt, chỉ lộ ra chiếc cằm nhỏ, cô mặc chiếc áo tơ mỏng, để hở cánh tay trần như ngó sen, đường cong mê đắm lòng người. Chị Hứa Tư. Trương Khác khẽ gọi. Hứa Tư quay đầu sang, không tin được vào mắt mình. Sao cậu lại ở đây? Trước cửa sổ có một cái bàn trà và hai cái ghế lim, Trương Khác đi tới ngồi xuống. Chị Hứa Tư, thấy em rất bất ngờ phải không? Ừ. Thiếu niên này để lại ấn tượng rất sâu trong cô, Hứa Tư không hề che giấu niềm vui trong mắt. Sao cậu lại ở đây? Khi nhìn thấy chị Hứa Tư khóc, em nghĩ, chị nhất định có nỗi khổ bất đắc dĩ, chị không muốn làm thế, cho nên mới không kìm được nước mắt. Cậu nói gì thế, nhỏ mà danh, sao cứ học giọng điệu của người lớn thế, tôi chẳng hiểu cậu đang nói cái gì. Hứa Tư quay đầu sang nhìn Trương Khác. Ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên. Chị Hứa Tư có biết Tằng Kiến Hoa không? Biết, cậu hỏi hắn làm gì? Trương Khác thấy Hứa Tư chẳng sợ hãi né tránh, tảng đá lớn nhất trong lòng hạ xuống, xem ra cô ấy không lún sâu lắm. Nửa tháng trước Khương Minh Thành tới Cục Công an Hải Châu báo án, nói Tằng Kiến Hoa thụt két hơn 400 vạn của tập đoàn Tân Phong bỏ trốn, Cục Công an luôn bí mật điều tra chuyện này, chị có biết không? Chuyện này tầng quản lý của tập đoàn Tân Phong đều biết. Cậu còn chưa nói vì sao ở đây, vì sao bỗng dưng lại hỏi vấn đề này. Hứa Tư thắc mắc. Chị Hứa Tư, trước kia chị muốn biết chuyện nhà em không nói vì em không thể để chị biết cha em là Trương Chi Hành, từng là thư ký của Phó Thị trưởng Đường Học Khiêm, hiện là Phó Thư ký trưởng Chính phủ. Em không thể để chị biết, hôm đó em nhận ra người tìm chị là Diệp Tân Minh, thư ký hiện nhiệm của Thị trưởng Đường. Trương Khác nhìn niềm vui trên mặt Hứa Tư dần tan biến thay vào đó là hoảng hốt, lòng xót xa. Trước khi gặp chị ở công viên, em đã biết chị và thị trưởng Đường không hề có chút quan hệ nào, có quan hệ là Đinh Hướng Sơn. Chị còn nhớ khi đó tay em có cầm máy ảnh không? Trước đó nữa em tới biệt thự sau núi, nhìn Đinh Hướng Sơn lái xe vào, sau đó xe của chị và xe ông ta nối nhau đi ra. Còn nữa, em có lấy một tấm ảnh của chị chụp chung với thị trưởng Đường, chị có thấy lạ khi phát hiện ra thiếu một tấm ảnh không, chắc không nghĩ tới là em lấy. Em còn biết em gái chị khi phẫu thuật tim tốn một khoản tiền lớn, số tiền này là Khương Minh Thành đưa cho chị thay Đinh Hướng Sơn, không phải là để hối lộ thị trưởng Đường như chị khai. Nghe Trương Khác nói, Hứa Tư cảm giác đầu óc kêu ong ong. Chị Hứa Tư, em biết trong lòng chịu rất đau khổ, nhưng chị không nên làm công cụ cho Đinh Hướng Sơ, thị trưởng Đường thanh bạch vô tội. Lần này đưa mọi người tới tỉnh thành không phải vụ án thị trưởng Đường tiến vào giai đoạn tiếp theo. Mà là triển khai điều tra Khương Minh Thành cùng Đinh Hương Sơn thông đồng chiếm đoạt tài sản quốc gia, em và cha tham gia tổ chuyên án tỉnh, cho nên chị mới thấy em ở đây. Hứa Tư há miệng, nhưng không có âm tiết nào phát ra. Chị Hứa Tư, em hy vọng chị chủ động khai báo tất cả với tổ chuyên án,
vấn đề của chị không nghiêm trọng. Trương Khác nhẹ giọng nói. Hứa Tư vùi đầu vào gối khóc lớn, Trương Khác đứng dậy, ôm đầu cô vào lòng, nhẹ nhàng nói. Chị Hứa Tư, em đã nói không để người khác làm tổn thương chị phải tin em. Hứa Tư đưa tay ôm lấy hông Trương Khác, ôm thật chặt, áo Trương Khác nhanh chóng bị nước mắt thấm ướt. Trương Khác thì thầm bên tai Hứa Tư, đợi cho cô dần dần thu lại tiếng khóc mới buông tay, đi ra ngoài, cha, Kim Quốc Hải, Trần Hiểu Tùng đều đứng đợi ở hành lang. Trương Khác nói, có thể cho cô ấy một chút thời gian không? Còn có một chuyện con chưa kể mọi người, khi gặp Hứa Tư ở công viên Tượng Sơn, con không lập tức lấy ảnh của cô ấy vô tình đổ nước ngọt lên người con, nên rất áy náy đưa con về chỗ ở giúp con giặt áo. Cô ấy bị Đinh Hướng Sơn uy hiếp hãm hại bác Đường chứ không phải do ý muốn, áp lực tâm lý của cô ấy rất lớn, rất khổ sở, coi con là người xa lạ gặp bên đường, kể cho con một số chuyện có liên quan, khi đi con lấy tấm ảnh kia, cô ấy cũng vờ không biết. Cô ấy không có dũng khí chống lại Đinh Hướng Sơn, nhưng rất hy vọng có người vạch trần được âm mưu của ông ta, cho nên con mới mau chóng hiểu ngọn ngành vụ án. Khi đưa cô ấy ra xét xử, con hy vọng tòa suy xét tới những tình tiết này, con hiểu rõ trạng thái tinh thần của cô ấy, cho nên nắm chắc thuyết phục được cô ấy chủ động khai báo, nếu như cần, đợi cô ấy khai báo xong, con có thể viết một bản lời khai. Trương Khác đem quá trình gặp gỡ Hứa Tư biên soạn lại, 9 phần thật 1 phần giả kể ra. Chương 21, nụ hôn đầu bị lãng quên. Trương Chi Hành vẫn rất khó tiêu hóa được việc con trai lấy ngữ khí thành thục như thế nói chuyện này. Kim Quốc Hải nghĩ một lúc, không hoài nghi lời Trương Khác, đúng là không có chỗ nào đáng hoài nghi, Trương Khác nói thế, hắn càng cảm thấy hợp lý. Hứa Tư có thể chủ động khai báo, hiệp trợ chúng tôi mau chóng phá án là rất tốt. Chuyện cậu nói, chúng tôi sẽ xem xét, dù sao về khách quan, cô ấy phòng ngừa trước gây ra án oan. Buổi chiều tiến hành thẩm vấn Khương Minh Thành, hắn hiểm nghi chiếm đoạt lượng lớn tài sản quốc gia, hãm hại quan viên quốc gia, án mạng, không dễ dàng cậy miệng hắn. Vì thế mọi người đều đem hy vọng đặt lên phía Hứa Tư. Trừ hai thẩm vấn viên tiêu hao thời gian với Khương Minh Thành, những người khác đều ngồi trong văn phòng, nhả khỏi phun mấy, một tuýt thuốc lá buổi trưa mới đặt lên bàn, mà giờ đã sắp thấy đáy rồi. Trương Khác dựa lưng vào cửa, liếm môi khô cong, thầm nghĩ, mẹ nó, ai nói hút thuốc có hại cho sức khỏe. Ngửi mùi khói thuốc, cảm giác rất thoải mái. Chẳng có ai còn tâm tư nhắc tới chuyện ăn tối, ánh đèn ở hành lang hơi tối, khuôn mặt Kim Quốc Hải bị bóng mái tóc trên đầu che đi, nhìn không được rõ lắm, chỉ thấy hắn thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn về phía cửa phòng câu lưu. Đèn ở đầu kia hành lang sáng lên, ánh sáng chiếu ra từ phòng câu lưu, Kim Quốc Hải đứng bật dậy, rồi lại ngồi phích xuống la oai oái. Úi cha, tê chân quá. Nhìn thấy Hứa Tư đứng ở cửa phòng câu lưu, điệu đà vén sợi tóc rủ xuống trán ra sau tai, mọi người đều nở nụ cười nhẹ nhõm. Ghi chép lời khai tới tận 11 giờ, đợi Hứa Tư ký tên lên lời khai, Kim Quốc Hải vội vàng gọi điện cho Từ Học Bình. Bí thư Từ, Hứa Tư đã chủ động khai báo, cô ta bị Đinh Hướng Sơn uy hiếp hãm hại thị trưởng Đường. Tháng 10 năm ngoái, em gái cô ta phẫu thuật tim cần khoản tiền lớn, nên phải làm tình nhân của Đinh Hướng Sơn, được Đinh Hướng Sơn giới thiệu vào tập đoàn Tân Phong làm việc. Hắn gọi điện rất lâu, gần như đem nội dung lời khai báo cáo lại một lượt, cuối cùng hưng phấn nói. Vâng thưa bí thư, chúng tôi có thể báo cho thị trưởng Đường kết quả thẩm tra hiện thời không? Vâng, vâng, sai lầm trước đó, chúng tôi phải xin lỗi. Kim Quốc Hải phấn chấn đặt điện thoại xuống, nói. Bí thư Từ đi báo tiến triển vụ án cho bí thư Đào Tấn rồi, có nên lập tức có hành động với Đinh Hương Sơn, hay là đợi thường ủy ngày mai nghiên cứu, chúng ta phải chuẩn bị trước. Còn nữa, Chi Hành, mời anh thông báo cho thị trưởng Đường tin tốt lành này. Hắn đương nhiên là vui rồi, mới chủ trì tổ chuyên án, vụ án đã có được đột phá, không ai còn truy cứu trách nhiệm trước đó của hắn nữa, dù sao tổ kiểm tra phải tới Hải Châu không phải do hắn đích thân phụ trách. Trương Chi Hành kích động nắm chặt tay, khoác vai con trai, nói. Đi, chúng ta cùng đi. Trương Khác lại nhìn Hứa Tư bị nữ cảnh sát đưa đi, đuổi theo nói. Hiện giờ chị không cần lo lắng gì cả. Hứa Tư dừng bước, không quay đầu lại. Có thể đừng cho em gái tôi biết được không? Được. Trương Khác gật đầu, đứng đó một lúc nhìn Hứa Tư đi theo nữ cảnh sát. Tới lầu 3, đứng ở ngoài gian phòng của nhà Đường Học Khiêm, Trương Khác thấy cha, Kim Quốc Hải và trợ lý Trần Hiểu Tùng đang nóng lòng ấn chuông cửa. Đường Thanh Gia mở cửa, Đường Học Khiêm ngồi ở ghế sofa xem TV, quay đầu lại nhìn mọi người, vẻ mặt ung dung đứng dậy,
nhưng nắm tay siết chặt bại lộ nội tâm căng thẳng của ông ta. Trương Chi Hành nói bằng giọng cố kiềm chế. Kiểm sát trưởng Kim, anh tuyên bố tin tức tốt lành với thị trưởng Đường đi. Kim Quốc Hải nghiêm mặt nói. Tôi nhận sự ủy thác bí thư từ Học Bình, biểu thị xin lỗi, đồng thời nội bộ sẽ nghiêm túc xử trí người có trách nhiệm tương quan về sai sót trong công tác trước đó của Viện Kiểm sát chúng tôi. Qua điều tra tỉ mỉ, tổ chuyên án xác nhận tố cáo đồng chí nhận hối lộ trong thời gian chủ trì cải tạo tập đoàn Tân Phong là vu cáo, bịa đặt. Kim Quốc Hải đưa tay ra bắt tay Đường Học Khiêm, Trương Chi Hành cũng đưa tay ra nhưng bị Đường Học Khiêm kéo tới ôm chặt lấy. Trương Khác và Đường Thanh đứng đằng sau, nói với cô. Bây giờ không còn lo nữa chứ. Mắt Đường Thanh long lánh nước, gật đầu, không nói ra lời, Trương Khác đưa tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ mềm mại của cô, thấy Cố Kiến Bình mặc áo ngủ đi ra, vội vàng buông tay. Cố Kiến Bình vừa mới tỉnh ngủ, thấy phòng khách chật ních người, thắc mắc. Chuyện gì thế? Đường Học Khiêm ôm lấy vai vợ. Chuyện đã qua rồi. Cố Kiến Bình ngẩn ra một lúc, đưa mắt nhìn mọi người rồi bật khóc. Đường Thanh sống mũi cay cay, cũng khóc theo, nước mắt lăn tròn trên gò má trắng trẻ, chẳng kịp lau đi, ôm lấy mẹ nói. Mẹ à, đừng khóc, đừng khóc. Kim Quốc Hải đưa mắt, bảo mọi người theo hắn ra khỏi phòng. Đường Học Khiêm giữ lại. Chi Hành, cậu và Tiểu Khác ở lại trò chuyện với chúng tôi. Thế cũng tốt. Để Chi Hành đem tiến triển vụ án báo cáo toàn diện cho thị trưởng Đường. Kim Quốc Hải nhìn Đường Học Khiêm nói. May mà có anh ấy cùng Tiểu Khác, chúng tôi mới cứu vãn được sai lầm trong công tác trước đó. Thấy vợ con ôm nhau khóc, Đường Học Khiêm than thở không thôi, siết chặt tay Trương Chi Hành. Chi Hành, tới đây ngồi nào, chúng ta quen biết nhau cũng 15 năm rồi, từ hồi nào nhỉ? À từ cái hồi đó, con gái tôi cào rách mặt thằng nhóc nhà cậu, tôi mang con bé tới nhà cậu xin lỗi. Gặp đúng lúc cậu đang uống rượu ở nhà, chúng ta uống chén rượu, chơi ván cờ, thằng bé nhà cậu ôm lấy con bé nhà tôi mà hôn, tôi cũng quên luôn cả việc xin lỗi. Trương Khác không hề nhớ khi bé có hành động oanh liệt đó, quay sang nhìn Đường Tư, cô đã ngừng khóc, mặt phủ dáng hồng, không dám nhìn mình, đành quay sang nghe Đường Học Khiêm cảm khái nói. Tiểu Khác và Thanh Thanh đã học với nhau 12 năm rồi, thời gian trôi qua thật nhanh, ai hiểu được phẩm tính của tôi, đó là Chi Hành cậu. Ai vì tôi mà bôn ba, đó là Chi Hành cậu. Đường Học Khiêm nhớ lại mười mấy năm tương giao với Trương Chi Hành, nói mãi tới lúc mắt đầy nước. Trương Khác thấy quá nhàm chán, muốn nhích tới chỗ Đường Thanh, dù có ôm nhau khóc một trận cũng tốt hơn, nhưng Đường Thanh đã ngừng khóc rồi, đang ôm mẹ cô. Mở cửa muốn ra ngoài cho thoáng khí, liền thấy Trần Hiểu Tùng đẩy xe cơm tới. Đều chưa ăn tối hả? Hắn vừa nhắc một cái, Trương Khác liền thấy bụng lép kẹp rồi. Từ lúc Hứa Tư rời khỏi phòng thẩm vấn, y hoàn toàn chẳng còn nghĩ tới bữa tối, chắc Đường Thanh cũng chưa chắc có tâm tư ăn tối, thò đầu vào hỏi. Mọi người có đói không? Anh Trần mang bữa ăn khuya tới này. Trong phòng liền im lặng, Cố Kiến Bình ngừng khóc, mặt hơi hồng, màu hồng che đi sắc mặt nhợt nhạt, đúng là một phụ nữ đẹp, may mà Đường Thanh giống mẹ. Đường Học Khiêm mặt xấu, còn hơi đen. Đường Học Khiêm đứng dậy nói. Tôi ăn cùng mọi người. Trần Hiểu Tùng nói. Vậy để tôi bảo nhà bếp làm thêm vài món, làm bữa tiệc nhỏ, coi như chúng mừng thị trưởng Đường. Hắn đẩy xe ngược lại, vừa đi vừa thông báo trong hành lang, thành viên tổ chuyên án đang ăn cơm hộp trong phòng đều đẩy cửa đi ra hưởng ứng, bọn họ quả thật có lý do vui mừng. Trương Khác nhớ tới dáng vẻ Hứa Tư lúc rời khỏi phòng thẩm vấn, trong lòng hơi bất an, Hứa Tư cũng chịu nghe lời khuyên, song không biết nghĩ gì. Y rất muốn viết lời khai ngay trong đêm bù đắp lại, điều này rất quan trọng với Hứa Tư. Mọi người rất hào hứng, Trước Khác liếc thấy Cố Kiến Bình ở trong phòng lau nước mặt cười vui sướng, Đường Thanh thì nhìn trộm y, bắt gặp ánh mắt của y lại quay đầu đi. Trên bữa cơm, thành viên tổ chuyên án mỗi người một câu, miêu tả nhanh trí lấy được chứng cứ nghi vấn càng thêm thần kỳ, cứ như một thiên tài trinh thám thiếu niên, lúc này Đường Thanh nhìn Trương Khác không né tránh nữa. Chương 22, câu chuyện đằng sau cuốn sổ. Ăn cơm sau đã là 1 giờ sáng, mọi người vẫn rất phấn chấn. Đường Học Khiêm đề nghị muốn gặp Diệp Tân Minh. Trước đó, Đường Học Khiêm hồi tưởng lại cuốn sổ tối quan trọng đó làm sao tới tay ông. Nói một cách chuẩn xác là thế này, ngày 24 tháng 6, Khương Minh Thành đột nhiên báo với ông Tằng Kiến Hoa ôm tiền bỏ trốn, yêu cầu công an bí mật điều tra, chỉ hạn chế trong tiểu tổ cải tạo tập đoàn biết. Đường Học Khiêm cũng cảm thấy chuyện này rất lạ thường, trước khi Tằng Kiến Hoa mất tích, Đường Học Khiêm đã gặp hắn nói chuyện vài lần, định tìm chỗ đột phá trên người hắn. Làm rõ vấn đề tập đoàn Tân Phong trước khi cải tạo.
Trong ngày Khương Minh Thành báo án, Đường Học Khiêm và công an cùng lục soát văn phòng làm việc của Tằng Kiến Hoa, sau khi cảnh sát rời đi, Đường Học Khiêm vô tình phát hiện cuốn sổ đó trong khe tủ. Không hiểu Tằng Kiến Hoa cố ý cất giấu hay vô ý để rơi vào. Mới đầu Đường Học Khiêm cho rằng Tằng Kiến Hoa cố ý cất giấu, chưa xem kỹ đã cho rằng là chứng cứ quan trọng giải đố vấn đề tài vụ của Tân Phong, chỉ nói qua với Diệp Tân Minh. Tiếp theo đó ông bị tố cáo nhận hối lộ, rồi tổ kiểm tra tới, Đường Học Khiêm cẩn thận cất cuốn sổ vào chỗ sách của ông siêu tầm, không ngờ nó thành chứng cứ quan trọng nhất rửa sạch hiềm nghi cho ông. Tất cả các dấu hiệu đều cho thấy, sau khi Đường Học Khiêm có được cuốn sổ của Tằng Kiến Hoa, Diệp Tân Minh đã bắn tin cho Khương Minh Thành và Đinh Hướng Sơn. Hắn ta theo tôi được 2 năm rồi, tôi thấy hắn rất đáng tín nhiệm. Đường Học Khiêm cau mày, tiếc nuối vì sự phản bội và sa đọa của Diệp Tân Minh. Trương Chi Hành cảm khái. Sau khi hắn theo thị trường tham gia công tác cải tạo Tân Phong đã có chút thay đổi so với trước kia rồi, chỉ không ngờ thay đổi lớn đến thế. Trương Khác nói vào. Thư ký Diệp có khả năng không liên can nhiều lắm vào vụ án này, Tằng Kiến Hoa mất tích chắc không liên quan nhiều tới anh ta, như thế dễ dàng đột phá từ chỗ anh ta. Từ lời phản ứng của Hứa Tư mà xét, hẳn là Diệp Tân Minh sau khi tham gia cải tạo Tân Phong bị Khang Minh Thành kéo xuống bùn, vì thế phải tham dự hãm hại Đường Học Khiêm, ảnh chụp Hứa Tư và Đường Học Khiêm là do hắn sai người trụng trộm. Lúc này thành viên tổ chuyên án tất nhiên không đi truy cứu vì sao trong mỗi bức ảnh, ánh mắt của Đường Học Khiêm lại dán lên người Hứa Tư nữa, vì tất cả đã tận mắt nhìn thấy Hứa Tư, là đàn ông ai cũng hiểu, khó lòng cưỡng lại được một dung nhan như thế. Đường Học Khiêm xem xong lời khai của Hứa Tư, dù trong phòng bật điều hòa vù vù cũng toát hết mồ hôi lạnh, nếu không có cha con Trương Chi Hành phát hiện nghi vấn, chỉ e mình nhảy xuống Hoàng Hà không rửa sạch được oan khuất. Trương Khác theo vào phòng câu lưu gặp Diệp Tân Minh, đây là lần đầu tiên tiếp xúc với hắn ở cự ly gần, trước đó chỉ nghe thấy tiếng. Còn lần ở nhà Hứa Tư thì cách quá xa. Diệp Tân Minh được tổ chuyên án lấy danh nghĩa hiệp trợ điều tra lên tỉnh, hắn còn chưa ý thức được mình đã là tù phạm, thấy Kim Quốc Hải và tổ chuyên án vào, hắn liền lấy thuốc lá ra, tươi cười mời mọc, nhưng khi thấy Đường Học Khiêm, Trương Chi Hành theo đằng sau, nụ cười cứng lại trên môi. Trước chứng cứ tài liệu tổ chuyên án nắm giữ được, Diệp Tân Minh không chối cãi vô nghĩa, thừa nhận vấn đề Hứa Tư khai báo, mới đầu theo Đường Học Khiêm tham dự cải tạo tập đoàn Tân Phong. Hắn nhận không ít quà cáp của Khương Minh Thành, rồi được Khương Minh Thành giới thiệu với Đinh Hướng Sơn, hắn triệt để vứt bỏ Đường Học Khiêm. Trương Khác thầm nghĩ, giữa bí thư thành ủy và thường vụ phó thị trưởng, Diệp Tân Minh lựa chọn như thế chẳng thể nói là sai, trong quan trường có mấy ai giữ được mình trong sạch. Vấn đề Diệp Tân Minh khai báo không giúp ích nhiều cho vụ án Tằng Kiến Hoa mất tích hay tài sản quốc hữu thất thoát, nhưng đủ để thường ủy tỉnh có hành động với Đinh Hướng Sơn. Tổ chuyên án liên tục thẩm vấn Khương Minh Thành. Sau khi tới tỉnh, hắn đã phát hiện ra điều khác thường, đòn tâm lý của tổ chuyên án không hề có tác dụng gì với hắn. Vì giảm nhẹ tội trạng của Hứa Tư xuống mức thấp nhất, Trương Khác viết thêm một bản khai báo, vì không thể đối chất với Hứa Tư, chuyện này tốn khá nhiều tâm tư của y. Trương Khác cũng không mong đối chất với Hứa Tư, không muốn để lại bất kỳ khúc mắc nào trong lòng cô. Viết xong lời khai, Trương Khác về phòng mình nghỉ ngơi, tổ chuyên án phải chỉnh lý tài liệu báo cáo lên thường ủy tỉnh. Cha thì bị Đường Học Khiêm kéo đi nói chuyện. Trương Khác ngủ một lèo tỉnh lại thì bên ngoài mặt trời đã lên cao, hơn 10 giờ sáng rồi, lâu lắm mới ngủ thoải mái như thế, vừa mở cửa định ra ngoài thì thấy Đường Thanh đứng bên ngoài, mặt đầy do dự, cô nàng giật nảy mình. Đừng có thình lình mở cửa ra, được không hả? Trương Khác mắt chớp chớp, được nhìn thấy Đường Thanh có dáng vẻ thiếu nữ bình thường này đó là khao khát hơn 10 năm của y, niềm vui này không ai chia sẻ được. Nhún vai nói như không phải lỗi của mình. Xin bạn đó, đừng có đột nhiên đứng ở cửa, được không hả? Có chuyện gì, sao không vào gọi mình? Đường Thanh bẽn lẽn một lúc, đột nhiên nói. Cảm ơn bạn. Nói xong quay đầu chạy ù mất. Trương Khác đứng ngẩn ngơ ở đó, khi tới phòng làm việc thì thấy Đường Học Khiêm bắt tay Từ Học Bình nói chuyện, thì ra thường ủy tỉnh đã họp xong, Từ Học Bình thay mặt tỉnh ủy tới an ủi Đường Học Khiêm. Từ Học Bình nhìn thấy Trương Khác. Vẫy tay bảo y tới. Lại đây nào, nghe nói tối qua cháu lại lập công. Cuộc họp thường ủy thông qua quyết định áp dụng hành động cần thiết với Đinh Hướng Sơn, đồng thời quyết định Chu Phú Minh tạm thời làm bí thư thành ủy Hải Châu, Đường Học Khiêm khôi phục công tác, cha tham dự công tác thẩm tra xử lý của tổ chuyên án. Từ hôm đó trở đi, tổ chuyên án đóng quân ở Hải Châu, đi sâu điều tra vụ án chiếm đoạt tài sản quốc gia. Tỉnh ủy mau chóng ra quyết định như thế là lời khẳng định với công tác của tổ chuyên án. Theo Trương Khác thấy,
Trong biệt thự ngói đỏ ở Tượng Sơn, nhất định ẩn chứa vô số tội chứng của Đinh Hương Sơn. Lúc này Đinh Hướng Sơn không phát giác ra hành động của trên tỉnh, thành viên tổ chuyên án tựa hồ đều tin rằng chân tướng bị che giấu sẽ mau chóng được phát hiện. Việc thẩm tra từng thành viên tổ kiểm tra ban đầu cũng phát hiện nghi vấn, tổ phó tổ kiểm tra thừa nhận trong quá trình phá án đều báo cáo tình hình với Đinh Hướng Sơn. Chẳng phải hắn cùng bọn cùng thuyền với Đinh Hướng Sơn, mà ông ta chủ động gặp hắn tìm hiểu tiến triển vụ án, ông ta là người đứng đầu Hải Châu, báo cáo với ông ta cũng không phải là chuyện sai phạm quá lớn. Từ Học Bình ở lại ăn trưa cùng tổ chuyên án, sau đó tiến Kim Quốc Hải tới Hải Châu, thành viên khác của tổ chuyên án cùng nghi phạm ở lại, hôm sau mới tới Hải Châu. Trương Khắc không tìm được lý do để gặp Hứa Tư, cứ canh cánh trong lòng, lại lo lời khai của mình chưa chắc đạt được hiệu quả như mong muốn. Nghĩ tới việc về sau Hứa Tư tự sát, Trương Khắc thực sự sợ cô không chịu đựng nổi. Hứa Tư có quan hệ tình nhân với Đinh Hướng Sơn nửa năm, ba lần nhận tiền từ tay Khương Minh Thành, đều viết giấy mượn tiền. Chỉ cần tìm được giấy vay tiền, hoặc Khương Minh Thành chịu thừa nhận điều này là mọi việc sẽ ổn. Quan trọng là vấn đề vu khống Đường Học Khiêm dù có thành phần bị uy hiếp xong vẫn rất nghiêm trọng, chỉ mong lời khai của mình có thể giúp đỡ được. Trương Khắc chỉ lo cho Hứa Tư, còn chẳng quan tâm tới những vụ án khác của đám người Đinh Hướng Sơn, Khương Minh Thành, thầm nghĩ, bác Đường lần này nói không chừng gặp họa hóa phúc, tỉnh ủy chắc rất áy náy với oan uổng mà bác ấy phải chịu. Vì trong vụ án này Đường Học Khiêm là người bị hại. Về nguyên tắc không thể tham gia công tác của tổ chuyên án, trước khi có hành động với đám Đinh Hướng Sơn, ông cũng không thể về Hải Châu, cả nhà tạm thời ở lại tỉnh thành. Chương 23, chỉ đồng giận dỗi. Từ Học Bình nói, cứ ở tỉnh thành chơi vài ngày, tỉnh sẽ phái xe tới cho đồng chí. Cảm ơn bí thư Từ. Đường Học Khiêm chẳng có tâm tư du ngoạn, chẳng bằng ở lại nhà khách Long Hoa, xem kết cục của Đinh Hướng Sơn. Tôi có cái tính xấu, không chịu nổi nhàn rỗi. Có Chi Hành ở lại đây với tôi là được rồi. Liền quay sang hỏi Trần Hiểu Tùng. Trong nhà khách có cờ vây không? Buổi trưa tôi ở lại đây ăn cơm, hai đồng chí ai có sức cờ tốt hơn chơi với tôi một ván? Từ Học Bình hỏi Trương Chi Hành. Sức cờ của cậu ra sao? Năm 94, phong trào chơi cờ vây do Nhiếp Vệ Bình, Mã Tiểu Xuân khơi lên vẫn còn chưa tan mất. Trương Khác không biết Từ Học Bình cũng thích chơi cờ vây, chắc vì khi mình quan tâm tới chính trị. Làn sóng chơi cờ vây đã tới hồi thoái trào. Sức cờ bí thư Từ nổi danh toàn tỉnh, tôi không dám bêu xấu. Trương Chi Hành vội xua tay. Bí thư Từ nếu không tìm được đối thủ thì để Tiểu Khác theo bí thư học cờ. Từ Học Bình nghe thế hứng thú nổi lên, bảo Kim Quốc Hải đi lấy bàn cờ. Kim Quốc Hải cũng không để ý tới thân phận phó kiểm sát trưởng, chạy xuống lầu, một lúc sau đầy đầu mồ hôi mang lên hai bộ cờ, đưa cho Đường Học Khiêm một bộ. Chúng ta xem bí thư Từ đánh cờ trước đã. Đường Học Khiêm đứng một bên xem. Trương Khác biết Từ Học Bình bận rộn công việc, chẳng có mấy tâm tư nghiên cứu cờ vây, dù không có ý nhường ông ta cũng không thể để ông ta thua quá khó coi, dùng hết tâm tư làm ván cờ chém giết kịch liệt, cuối cùng thắng lợi với ưu thế hai mục, quả nhiên làm Từ Học Bình vui vẻ. Tôi học cờ từ tiểu học, cũng được 50 năm rồi, chưa từng bỏ quãng, vậy mà vẫn thua Tiểu Khác. Chi Hành đúng là có đứa con giỏi. Mọi người ai thắng được nó nói với tôi một tiếng. Trương Khắc ngẩng đầu lên, thấy Đường Thanh chẳng biết đứng bên cạnh mình từ khi nào, lau mồ hôi nói. Sức cờ của bác Từ lợi hại hơn ba cháu nhiều, ba cháu xưng là kỳ thủ nghiệp sư tam đoạn còn phải cần cháu nhường hai quân, đánh cờ với bác, cháu toát cả mồ hôi, tới khi thu quan còn tưởng mình thua, thiếu chút nữa bỏ cuộc. Y chỉ vào góc bàn cờ. Chỗ này bác cố ý nhường cháu phải không? Không phải cố ý nhường. Ván cờ này bác thua là đúng, không cần cháu giúp xuống nước, góc đó là do bác không nghĩ tới. Từ Học Bình mỉm cười. Với trình độ của cháu không làm kỳ thủ thật là đáng tiếc, có điều nếu cháu làm kỳ thủ càng đáng tiếc hơn. Trương Chi Hành nghe tới câu cuối cùng của Từ Học Bình thì thầm vui mừng, điều này chẳng phải nói về sau Tiểu Khác sẽ càng có thành tựu lớn hơn sao. Chuyện tai nạn xe ở Hải Châu không ai dám chủ động nhắc tới, nên Đường Học Khiêm thấy Từ Học Bình và cha con Trương Chi Hành quan hệ thân thiết. Trong lòng lấy làm lạ. Đường Học Khiêm sức cờ tuy kém, nhưng con mắt rất tốt, ông ta nhìn ra, Trương Khác thắng Từ Học Bình hai mục khó hơn thắng 20 mục nhiều, vậy mà biết ăn khiến người ta vui vẻ như thế, làm kỳ thủ đúng là đáng tiếc. Buổi trưa khi ăn cơm thì Từ Học Bình có điện thoại, nghe xong mặt mày âm u, mọi người không hiểu lại xảy ra chuyện lớn gì, lòng cứ thấp thỏm. Từ Học Bình tay cầm bát đũa ngồi im, làm không khí bàn ăn như đóng băng. Lý Giang Nghĩa nháy mắt với Trương Khác, y liều hiểu ngay, hỏi.
Bác Từ, có phải chỉ Đồng xảy ra chuyện gì không? Từ Học Bình buông một tiếng thở dài. Chỉ Đồng đang giận dỗi ở nhà, không chịu ăn cơm, đập vỡ cả bát, nó không chịu nói, chẳng ai biết nó muốn cái gì. Để cháu đi thăm Chỉ Đồng. Ừ, đang muốn nhờ cháu tới đây, ăn cơm xong bảo Tiểu Lý đưa đi. Trương Khắc đứng ngay dậy. Cơm thì đến nhà bác ăn cũng kịp, phiền anh Tiểu Lý chịu đói đưa đi một chuyến vậy. Tôi cũng tới nhà bí thư Từ ăn. Lý Nghĩa Giang không chậm trễ, để xe lại cho Từ Học Bình tới tỉnh ủy, hắn mượn một chiếc xe đưa Trương Khắc tới Tân Mai Uyển. Lý Nghĩa Giang và Trương Khắc đi rồi, Từ Học Bình ăn qua loa vài miếng đặt bát xuống. Tỉnh ủy còn có chuyện, tôi không ở lại được. Mọi người đều đứng dậy tiễn chân. Xe chở Từ Học Bình biến mất khỏi tầm nhìn mọi người mới quay vào, Đường Học Khiêm giữ Trương Chi Hành lại, hai người ngồi ở bậc thềm hút thuốc. Đường Học Khiêm không hỏi Trương Chi Hành cũng biết ông ta nghĩ gì, chuyện Trương Khắc cứu cháu Từ Học Bình không thể lấy ra khoe khoang, nếu không truyền tới tai Từ Học Bình sẽ làm người ta ghét, đương nhiên cũng không cần giấu Từ Học Khiêm. Trương Chi Hành nhận lấy thuốc lá Đường Học Khiêm đưa tới, châm lửa cho ông ta, nói. Thời gian qua Hải Châu xảy ra không ít chuyện, con trai bí thư Từ gặp tai nạn ở Hải Châu. Hả? Đường Học Khiêm xứng người, ông ta là phó thị trưởng phân quản giao thông, sự cố giao thông nghiêm trọng như thế làm ông ta kinh hãi, miệng há ra, quên cả điếu thuốc đang ngậm trên miệng, làm nó rơi xuống quần, đốt cháy một lỗ. Đường Học Khiêm kệ cơn đau, hỏi. Chuyện từ bao giờ? 8 ngày trước, tai nạn xảy ra ở phố Bắc. Trương Chi Hành đem sự cố giao thông gây chết người đó kể ra. Nghiêm trọng vậy sao? Đường Học Khiêm hít một hơi khí lạnh, khi tai nạn xảy ra ông ta bị cách lý thẩm tra, nếu không thế nào cũng gặp rắc rối. Sau đó có áp dụng biện pháp gì không? Trương Chi Hành lắc đầu. Thời gian qua tin tức của tôi ở thành phố cũng bế tắc, hay là anh gọi điện hỏi thị trưởng Chu xem. Nói ra thật khéo, khi xảy ra tai nạn, Tiểu Khắc đang ở phố Bắc, cứu được cháu gái bí thư Từ. Đường Học Khiêm vừa nhặt điếu thuốc cho lên miệng, tay khựng lại, quay đầu sang nhìn Trương Chi Hành, bị đầu thuốc dí vào cằm, bỏng rát, vứt luôn nửa điếu thuốc đi. Đó là số mệnh, lần này trở về tôi phải chỉnh đốn lại giao thông Hải Châu. Rồi vịn vai Trương Chi Hành đứng dậy. Hôm khác tìm thằng nhóc nhà cậu đánh cờ, thoáng cái đã hơn 10 năm, nó thành một chàng trai rồi. Trương Chi Hành chỉ cười, dập tắt thuốc, theo Đường Học Khiêm vào nhà khách. Trương Khắc ngồi xe của Lý Nghĩa Giang tới Tân Mai Uyển, đúng lúc xe của Tạ Vãn Tình cũng đi vào cửa chính. Lái xe cho Tạ Vãn Tình là một phụ nữ ăn mặc kiểu công chức, tuổi chừng 34-35, áo sơ mi hoa ngắn tay, váy bó màu xám, cho người ta một cảm giác là người nhanh nhạy. Hai chiếc xe dừng ở sân, Trương Khắc đứng trên bậc thềm đợi Tạ Vãn Tình đi tới. Tạ Vãn Tình không còn làn da hồng hào mịn màng như lần đầu mới gặp, mặt cô xanh xao hơn, thần thái mỏi mệt. Nhìn thấy Trương Khắc, thần kinh căng thẳng tựa hồ nới lỏng một chút. Tiểu Khắc cũng tới à? Chỉ Đồng không chịu ăn cơm, em tới ăn với nó. Chu Thúc Huệ đi ra, thở phào nói. Cả hai đều về là tốt rồi, bà cô nhỏ giận dỗi, mẹ lo sốt ruột. Hai đứa ăn cơm chưa? Nhìn thấy phụ nữ đằng sau Tạ Vãn Tình, nói thêm. Phi Quyên đưa Vãn Tình tới đó hả, cũng ở lại ăn cơm rồi hẵng đi. Con sợ buổi chiều bị Chỉ Đồng quấn lấy không dứt ra được, liền bảo cả chị Thái tới thảo luận chuyện của công ty. Tạ Vãn Tình giải thích. Cái đống hỗn độn Chí Minh để lại con mà thấy vất vả quá thì rút cổ phần ra, trông nom cho tốt Chỉ Đồng là được rồi. Chí Minh yên tâm giao công ty cho đám anh ba, kết quả mấy năm qua công ty quản lý bè bét hết cả. Lần đó Chí Minh đưa con và Chỉ Đồng tới Hải Châu, định xem vấn đề rốt cuộc xảy ra ở đâu, nào ngờ. Tạ Vãn Tình cắn môi không nói tiếp được nữa, mắt đỏ hoe, nước mắt trực rơi xuống. Chu Thúc Huệ thở dài. Chuyện này chẳng trách được đám thằng ba, ai mà ngờ xảy ra chuyện như thế. Tạ Vãn Tình không đáp, Chu Thúc Huệ biết con dâu bề ngoài mềm yếu nhưng bên trong tự chủ cứng rắn, có khuyên nữa con dâu cũng không nghe, nghiêng người mời mọi người vào nhà. Chương 24, vấn đề sĩ nghiệp gia tộc. Trương Khắc nghe họ nói chuyện trong lòng thấy kỳ quái. Từ Chí Minh là con trai bí thư chính pháp ủy tỉnh, sao còn kinh doanh trong tỉnh được? Nhìn qua Từ Học Bình đâu có giống lãnh đạo ngang ngược bất chấp luật pháp, sau khi ông ta nghỉ hưu cũng không nghe thấy lời bàn tán xấu về ông ta, đúng là lạ. Phải biết rằng từ năm 85, TW đã có quy định con cái phối ngẫu cán bộ tránh kinh doanh.